Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 32. Đụng. Mắt thấy cái kia đạo thần thức ba động truyền đến, Nghiêm Bá Công không dám khinh thường, vội vàng nhấc lên lực lượng nguyên thần phòng vệ. Nhưng là hắn cuối cùng chỉ là thiên huyền cảnh, vẫn chưa đạt đến thần chiếu cảnh cao thủ thần thức cường độ. Hai người chỉ là vừa mới tiếp xúc, liền bỗng nhiên phát ra một trận ngột ngạt bạo hưởng. Đón lấy, Nghiêm Bá Công thân thể lắc một cái, đột nhiên bị chấn bay trở về, một miệng đỏ thẫm máu tươi ngăn không được phun ra. Mà ngay sau đó bắt kịp Lâm Như Phong, cũng là bỗng nhiên dừng thân, mặt hiện thần sắc, không còn dám tiến lên một bước. Ba ba ba. Ba đạo thước tha bóng người thoáng hiện, xuất hiện tại mỗ mỗ cùng các vị lâu chủ ở giữa, dương mắt nhìn lên, lại chính là Hoa Vũ lâu ba vị cung phụng đến. Quay đầu nhìn đã hôn mê bất tỉnh, khí tức rời rạc mỗ mỗ liếc một chút, một vị cung phụng nghiêm nghị quát nói, người tới, còn không vội vàng đem đại trưởng lão nhấc hồi đi cứu trị. Vâng, chúng lâu chủ giật mình một lát, sau đó liền mừng rỡ trong lòng, gấp vội vàng gật đầu. Cấp tốc đi vào mỗ mỗ bên người, đem nàng hướng về nhấc đi. Bây giờ có ba vị cung phụng ra mặt, trong lòng các nàng cũng yên ổn rất nhiều. Mà địch nhân những cái kia như thủy triều vào tới mọi người, nhìn thấy có thần chiếu cường giả chặn đường, cũng không nhịn được trệ ở thân thể, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Hừ, các ngươi tốt lớn gan chó, chạy đến ta Hoa Vũ lâu làm càn. Ba vị cung phụng đối mặt mấy ngàn người, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Một vị người cầm đầu càng là tiến về phía trước một bước, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Nghiêm Bá Công khó khăn đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, lại là không hề sợ hãi, cười lạnh liên tục, hắc hắc hắc. Khẩu khí thật là lớn a, các ngươi Hoa Vũ lâu, một đám đàn bà nhi mà thôi, có cái gì không dễ chọc. Cái này ngàn năm qua, nếu không phải có hoàng thất bao che, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể tồn tại đến nay sao? Đừng tưởng rằng các ngươi là thần chiếu cao thủ, thì đến cỡ nào không nổi. Ba nhà chúng ta, lại có ai nhà không có thờ phụng cao thủ như thế? Huống chi lần này cầm đầu, thế nhưng là đường đường đế vương môn. Ha ha ha, không tệ, lần này vây công các ngươi Hoa Vũ lâu, đúng là chúng ta dắt đến đầu. Nghiêm Bá Công vừa dứt lời, một tiếng phóng khoáng tiếng cười to liền bỗng nhiên phát lên, chấn thiên triệt địa. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên đánh tới, sau đó một vị lão ông tóc trắng, liền thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mắt thả tinh quang, như tiếng sấm tia chớp, mặt như hài đồng, đỏ ửng như mây. Một hít một thở ở giữa, tựa hồ cũng tại nuốt mây nhà khói, cái kia cuồn cuộn chảy xiết khí tức, giống như bãi đê giang hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng trào mà ra đồng dạng. Đem trước mặt tất cả mọi thứ đều cọ rửa hầu như không còn. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, ba vị cung phụng nhìn lên trước mặt lão nhân, bất giác cùng nhau hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, không lưu loát nói, đế vương môn đại cung phụng, hoàng phủ phong lôi. Không tệ, lão phu lần này đến, chính là vì giải quyết các ngươi cái này ba cái Hoa Vũ lâu cung phụng. Cao ngạo hiên ngang đầu, hoàng phủ phong lôi khinh miệt hướng ba người vẫy tay đạo. Lão phu không chiếm nữ nhân tiện nghi, cùng lên đi. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, ba người liếc nhìn nhau, lại là trong lòng ngưng trọng càng sâu. Hoàng phủ phong lôi uy danh, các nàng tuy nhiên sống thâm sơn, hiếm có đi ra ngoài, nhưng cũng như sấm bên tai. Cái kia thần chiếu đỉnh phong cường hãn thực lực, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Toàn bộ thiên vũ bên trong, có thể đánh với hắn một trận, cũng bất quá giải rác số lượng. Khác nhìn các nàng hiện tại có ba người, nhưng tối cường giả bất quá thần chiếu ngũ trọng cảnh mà thôi, cho dù liên thủ, cũng tuyệt không có chút nào phần thắng. Thế nhưng là, thân là Hoa Vũ lâu cung phụng, hưởng Hoa Vũ lâu tư nguyên mấy chục năm, đứng trước cường địch xâm phạm, lại có thể bỏ mặc. Các nàng mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng là cực kỳ người trọng nghĩa, thậm chí so một ít nam tử càng cái gì chi. Kết quả là, hít sâu hai ba ngụm khí về sau. Một người cầm đầu trong mắt đã lóe qua vẻ kiên định, lộ ra hẳn phải chết ý chí, đạm mạc lên tiếng, hai vị muội muội, xem ra chúng ta hôm nay muốn thành tựu đại nghĩa. Ha ha ha, thì tính sao, sinh làm chung sinh, tử làm chung chết, chính thành toàn chúng ta gần trăm năm tỷ muội tình nghĩa. Hai người kia lẫn nhau nhìn xem, lại là bật cười lớn, đồng thanh nói. Người cầm đầu khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vui mừng đường cong.
Sau một khắc, ba người lại liếc mắt nhìn nhau về sau, nhìn đối phương hai trong mắt người kiên định ánh mắt, liền cùng nhau chuyển hướng Hoàng Phủ Phong Lôi phương hướng, trên mặt chỉ có vô tận chiến ý, lại không có nửa phần lùi bước. Gặp tình này cảnh, Hoàng Phủ Phong Lôi khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia kính ý, đã sớm nghe nói Hoa Vũ Lâu nữ tử đều là cương liệt thế hệ, mày liễu không nhường mày dâu, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, so với một số mua danh chuộc tiếng nam lang đều mạnh hơn nhiều. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi hơi hơi trầm ngâm một trận, cao giọng xuất khẩu, lão phu hôm nay thì để cho các người ba chiêu, lấy làm kính ý, ba chiêu về sau, nhưng là cũng đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình, ra chiêu đi. Hừ, đã các hạ nói như thế, cái kia ba người chúng ta thì từ chối thì bất kính. Biết Hoàng Phủ Phong Lôi lợi hại, ba người này cũng sẽ không ngốc gượng chống, đã người ta muốn làm cho các nàng ba chiêu, các nàng tự nhiên lại cao hứng có điều. Tuy nhiên dù vậy, các nàng cũng là phần thắng giải rác, nhưng vạn nhất thắng đâu. Coi như không thắng, có thể kích thương hắn, để hắn không thể phá trận, cũng là tốt. Cứ như vậy, thì coi như các nàng chết, cũng coi là Hoa Vũ Lâu làm ra phải có cống hiến. Đối phương thiếu một vị cường giả, Hoa Vũ Lâu liền có khả năng nhiều một phần sinh cơ a. Nghĩ như vậy, ba người đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, hiện lên quỷ dị chi thế đứng tại phương vị khác nhau, thủ hạ ấn quyết một đánh. Chỉ một thoáng, Phượng Khóc Oanh Kêu thanh âm đột khởi, cuồn cuộn nguyên lực chấn động phía dưới, ba người ở giữa đúng là dần dần phát lên từng tia xương trắng, lui kết hợp lại, liền khí tức cũng nhất thời biến đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đạt đến như thể chân tay cảnh giới. Đồng thời, một cái băng phượng hư ảnh, tại ba người ở giữa ẩn ẩn hiện ra, sau đó càng lúc càng lớn, mãi đến sau cùng đã đạt đến cao trăm trượng, đập cánh kinh hãi kêu không ngừng. Mí mắt hơi hơi run run, Hoàng Phủ Phong Lôi âm thầm gật đầu, hợp thể vũ kỹ. Không nghĩ tới ba người các ngươi vậy mà có thể ăn ý như vậy, tam vị nhất thể, tâm thần hợp nhất, thật sự là khó được. Hừ, tán thưởng lời nói sau đó nói lại, hiện tại tới trước tiếp chúng ta một chiêu này đi. Lạnh hừ một tiếng, ba người bên trong cầm đầu đại tỷ hung hăng khẽ cắn môi, song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Sau lưng hai người cũng phối hợp lấy, cùng nhau hướng về phía trước đánh võ quyết. Tức, bỗng nhiên, cái kia đạo băng phượng tựa như ngựa hoang mất dây trói đồng dạng, mang theo lạnh sát ý hướng Hoàng Phủ Phong Lôi chỗ đó tiến lên. Dọc theo đường, tất cả mọi thứ đều là bị đông cứng, cho dù là không khí, cũng tựa hồ ngưng kết một dạng, lại không còn cách nào lưu động. Nghiêm Bá Công bọn người gặp này, bất giác cùng nhau quá sợ hãi, trong lòng hoảng sợ. Cái này thần chiếu cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Riêng là ba người liên thủ, sử xuất chiêu này, nếu là hướng bọn hắn đánh tới, đoán chừng nơi này hơn phân nửa người đều đến bỏ mình chỗ khác biệt, cho dù là hắn dạng này thiên huyền đỉnh phong, cũng rất khó chạy thoát. Đến thời điểm, tấn công Hoa Vũ Lâu còn thế nào đánh, không toàn quân bị diệt coi như tốt. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Bá Công cùng Lâm Như Phong hai người liếc nhìn nhau, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn lần này có đế vương môn dẫn đầu, đại cung phụng Hoàng Phủ Phong Lôi tự mình tỏa chấn. Không phải vậy, cho dù bọn họ đem chính mình thần chiếu cung phụng mang đến, đó cũng là tổn thất nặng nề a. Cái này đám đàn bà, còn thật không phải dễ trêu. Thế nhưng là, cùng thủ hạ mọi người run như cầy sấy khác biệt, Hoàng Phủ Phong Lôi đối với cái này tuy nhiên tán thưởng, cũng không vẻ sợ hãi, vẫn như cũ là như vậy một mặt bình thản đứng ở nơi đó. Chờ cái kia băng phượng thật tới người về sau, mới nhỏ khoát tay, cản trước người, cười lạnh thành tiếng, hừ hừ hừ. Chiêu này đối đồng dạng thần chiếu cao thủ có lẽ là cái uy hiếp, nhưng đối lão phu lại là vạn vạn không dùng. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Phong Lôi đột nhiên đưa tay chộp một cái, nhất thời liền bắt đến cái kia băng phượng đầu, sau đó trong tay vừa dùng lực. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia băng phượng đã là trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khóe miệng hơi hơi một phát, Hoàng Phủ Phong Lôi lộ ra vẻ đắc ý, hừ hừ hừ, chiêu thứ nhất. Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia băng phượng tuy nhiên vỡ vụn, nhưng là từ trong cơ thể nó lại là đột nhiên tuôn ra đại lượng hàn khí, như sóng biển đồng dạng, đập tới Hoàng Phủ Phong Lôi trước mặt. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền đột nhiên bị hàn khí này bao phủ.
chờ hàn khí đi qua, tiêu tán vô tung về sau, không trung đã là không có Hoàng Phủ Phong Lôi bóng người, chỉ có một cái lóe óng ánh sáng long lanh ánh sáng băng nhân, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không nhúc nhích. Đại cung phụng, mọi người giật mình, cùng nhau kêu lên, mặt hiện hoảng sợ. Nếu là liền Hoàng Phủ Phong Lôi dạng này tuyệt thế cao thủ đều bị cái này ba cái lão nương môn trong nháy mắt xử lý lời nói, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể hướng, đây không phải là thuần túy tìm chết sao? Thế nhưng là chính làm tất cả mọi người vạn phần lo lắng thời điểm, nhưng nghe từng tiếng răng rắc tiếng vang phát ra, cái kia đạo băng nhân phía trên băng cứng đúng là bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Đến sau cùng, nhưng nghe một tiếng vang phát ra, Hoàng Phủ Phong Lôi từ bên trong phá băng mà ra, thân thể bên trên tán phát lấy từng trận hàn khí, khóe miệng lại là điên cuồng cười tâu tuét cười to, nghĩ không ra chiêu này phía dưới, còn ẩn giấu đi như thế ám kình, ha ha ha. Thú vị, bất quá đối với lão phu mà nói, điều này cũng không có gì chứng dùng. Đại cung phụng vạn tuổi, đại cung phụng vô địch, dưới đáy mọi người gặp, cũng là hưng phấn không hiểu, cao giọng hò hét. Thế nhưng là bọn họ tiếng la vừa mới phát lên, hiu 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 ba đạo tiếng xé gió lại là bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Phủ Phong Lôi trước người, định thần nhìn lại, lại chính là ba cái kia Hoa Vũ Lâu cung phụng không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Phong Lôi, chúng ta đương nhiên biết, chỉ là trình độ như vậy vũ kỹ, tuyệt đối thương tổn không ngươi, cho nên còn có lưu hậu chiêu. Trong mắt ngưng tụ, cầm đầu nữ tử hét lớn lên tiếng. Còn lại hai người cũng là cùng nhau hét lớn, trong nháy mắt hai ngón khép lại, hiện lên kiếm chỉ hình dáng đánh ra. Huyền giai vũ kỹ, thiên minh chỉ. Song đồng nhìn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Phong Lôi không dám thất lễ, vội vàng khởi hành muốn ngăn cản. Thế nhưng là hắn tuy nhiên đem quanh người tầng băng chấn vỡ, nhưng là cái kia hàn khí vẫn như cũ nương theo ở bên, để hắn thân thể ngăn không được trì trệ, động tác liền chậm nửa phần. Cũng chính là giờ khắc này, ba người kiếm chỉ cùng nhau đâm chọt hắn trên thân một chỗ huyệt đạo phía trên. Ngay sau đó, nương theo lấy từng tiếng bông tuyết đóng băng âm thanh vang lên, Hoàng Phủ Phong Lôi đột nhiên cảm giác ba cỗ hàn khí đột nhiên nhập thể, bắt đầu đem hắn gân mạch đóng băng. Nguyên lực cũng trong nháy mắt trì trệ lên, bất giác trong lòng hoảng hốt. Cái này sao có thể? Lấy công lực của hắn, cho dù ba người này tới gần hắn thân thể, cũng không có khả năng nhanh như vậy đến đem cái kia băng hàn kình lực đánh vào trong cơ thể hắn, nhưng bây giờ lại. Mi đầu hung hăng run run, Hoàng Phủ Phong Lôi sắc mặt lần đầu ngưng trọng xuống tới, thậm chí còn mang theo một chút nghi hoặc, song quyền càng là nhịn không được chăm chú nắm lại đến. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, cái kia cầm đầu nữ tử cười lạnh, thoải mái lên tiếng, Hoàng Phủ Phong Lôi, ngươi cho rằng vừa mới chúng ta chiêu kia hợp thể vũ kỹ, chỉ là vì che giấu tai mắt người, phối hợp ba người chúng ta lấn đến gần thân ngươi sao? Sai, mười phần sai, ha ha ha. Mí mắt hơi hơi run run, Hoàng Phủ Phong Lôi toàn thân băng xương càng kết càng dày, thân thể cũng là càng ngày càng không thể động đậy. Chỉ là cặp con mắt kia vẫn như cũ chăm chú nhìn ba người, giống như một đầu tạm thời bị giam tiến lồng giam hùng sư, tùy thời tùy khắc đều sẽ đập ra đi, đem trước mặt địch nhân tê cắn hầu như không còn. Đừng có dùng ánh mắt ấy xem chúng ta, người đã trúng chiêu, lại không hồi thiên chi lực. Vừa mới cái kia đạo băng phượng đại lượng hàn khí, không chỉ là đưa ngươi đông cứng, càng làm cho cái kia hàn khí rót vào trong cơ thể ngươi, cùng ngươi trong gân mạch nguyên lực kết hợp. Dạng này. Ba người chúng ta thiên minh chỉ, mới có thể nội ứng ngoại hợp, nhanh chóng như vậy đóng băng ngươi hành động. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia cầm đầu nữ tử trong mắt tinh quang phun trào, tựa hồ đã nhìn đến thắng lợi ánh sáng, ha ha ha. Liền xem như người dạng này tuyệt thế cao thủ, nguyên lực bên trong rót vào hàn khí, cho dù phá ta ba người chúng ta chiêu này, cũng rất khó dùng lại ra một nửa trở lên thực lực. Hoàng Phủ Phong Lôi, ngươi lần này lật thuyền trong mương. Thân thể không thể động đậy, mà lại càng ngày càng cứng ngắc, nhưng Hoàng Phủ Phong Lôi sắc mặt lại là không có vẻ kinh hoàng, trái lại càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng lên tiếng, ba cái lão nương môn, đừng đem lão phu xem nhẹ. Như thế điều trùng tiểu kỹ, còn không làm gì được lão phu mảy may. Trong mắt bỗng nhiên chừng một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi đột nhiên giống to lên tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, từng trận long ngâm hót vang. Giống. Chín đạo kim long đột nhiên theo thể nội thoát ra,
cường đại nguyên lực ba động nhất thời đem quanh người băng xương cùng nhau đánh sơ xác, đồng thời đem ba người kia cũng tất cả đều đánh bay ra ngoài. Còn trên không trung, liền cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu. Chờ rơi xuống đến, ba người kia lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại chỉ thấy Hoàng Phủ Phong Lôi như thiên thần buông xuống, người khoác cửu long, đứng ở không trung, uy phong lẫm liệt. Cái kia cố hủy thiên diệt địa khí thế từ trên trời giáng xuống, lại nào có nửa phần yếu, hắn căn bản không tổn thương chút nào. Thấy tình cảnh này, ba người bất giác sắc mặt càng thêm hoảng sợ, mặt như cho tàn, lại là triệt để tuyệt vọng. Liền ba người các nàng hợp lực tính kế lão đầu này, cũng không thể thương tổn hắn mảy may, cái kia người này đến tột cùng cường hãn đến mức nào, cỡ nào nghịch thiên a. Các nàng cho dù liên thủ, cũng không phải hắn địch a. Liếc nhìn nhau, ba người đều là đầy miệng đắng chát, mất mát lắc đầu, trong mắt đã không có nửa phần hy vọng có thể nói. Hoàng Phủ Phong Lôi thì là đem toàn thân ánh vàng thu hồi, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, giống như một vị đế hoàng giống như không ai bì nổi, duỗi ra hai ngón tay nói, chúng ta đế vương môn hoàng cực bá thể quyết, là bảy nhà mạnh nhất công pháp, không có người có thể thắng được lão phu, đây là chiêu thứ hai. Bọn tỉ muội, còn có một chiêu cuối cùng. Các người nghĩ kỹ sao? Trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt, cầm đầu nữ tử nhìn về phía mặt khác hai nữ, lộ ra quyết tử nụ cười. Cái kia hai nữ cũng là cười nhạt một tiếng, cùng nhau đột nhiên lên tiếng, đó còn cần phải nói a, ba người chúng ta tuyệt học, không chỉ còn lại một chiêu kia a. Tốt, thì dùng chiêu kia đi. Cầm đầu nữ tử khẽ gật đầu, cùng còn lại hai nữ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía cái kia đáng sợ Hoàng Phủ Phong Lôi. Lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại một mặt lạnh nhạt, sâu xa nói, Hoàng Phủ Phong Lôi, ngươi nhưng là nói lời giữ lời, để cho chúng ta ba chiêu, cái này chiêu thứ ba nhưng là cũng không cho hoàn thủ. Đó là đương nhiên, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, các ngươi còn có cái gì yêu thiêu thân có thể ra à, hừ hừ. Cười lạnh, Hoàng Phủ Phong Lôi khinh thường bĩu môi, trong mắt tràn đầy kiêu căng. Chậm rãi lắc đầu. Cầm đầu nữ tử sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta không có gì có thể ra, chỉ có sau cùng đối với gia tộc một bầu nhiệt huyết. Vừa dứt lời, ba người tay nắm, đột nhiên đạp chân xuống, lăng không bay lên, hướng Hoàng Phủ Phong Lôi phương hướng tiến lên, toàn thân khí thế đại phóng. Hoàng Phủ Phong Lôi mắt lạnh nhìn đây hết thảy, lại là mi đầu sâu nhăn, không rõ ràng cho lắm. Cái này ba cái lão nương môn còn có cái gì hợp thể vũ kỹ muốn xuất à? Thế nào không nhìn ra manh mối. Chờ ba người đã tới gần trước mặt hắn lúc, mới bỗng nhiên tản ra, làm ba phương hướng đồng loạt xuất trường. Nhưng nghe phanh 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 ba tiếng vang trầm trầm phía dưới, ba người như ngọc bàn tay cùng nhau đánh vào Hoàng Phủ Phong Lôi kiên giống như sắt thép trên thân thể, lại là không có nửa phần tác dụng. Hoàng Phủ Phong Lôi thì bình tĩnh như vậy đứng đấy, vòng tay ôm tại trước ngực, mi đầu bất giác run run, mặt hiện nghi ngờ nhìn về phía các nàng. Thì thào lên tiếng, đây chính là các ngươi chiêu thứ ba. Chỉ là rất phổ thông nhất trưởng, liền nửa phần vũ kỹ đều không làm, đây chính là liền lão phu một sợi lông đều không đả thương được a, các ngươi lãng phí một cơ hội cuối cùng. Ha ha ha, đa tạ Hoàng Phủ tiên sinh cho chúng ta ba vị tiểu nữ tử ba một cơ hội, bất quá một trưởng này, lại chỉ tính là nửa trưởng đi. Khóe miệng xẹt qua quỷ dị đường cong, cái kia cầm đầu nữ tử một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên. Bắt đầu kết ấn. Mặt khác hai nữ, cũng theo bắt đầu kết ấn. Mi đầu ngưng tụ, Hoàng Phủ Phong Lôi có chút kỳ quái, chẳng lẽ ba người các nàng là muốn lại dùng cái gì ẩn tàng bí thuật sao? Thế nhưng là cái này ấn quyết hắn càng xem càng quen thuộc, càng xem càng bất an, đến sau cùng đúng là mãnh liệt đồng tử ngưng tụ, kêu lên sợ hãi, hai cái to lớn con ngươi đều sắp bị dọa đến chừng ra ngoài, tự bảo ấn quyết. Các ngươi, không sai. Đây chính là chúng ta chiêu thứ ba, hy sinh vì nghĩa. Bật cười lớn, cầm đầu nữ tử cùng mặt khác hai nữ liếc nhìn nhau, lại đều là một dạng bình tĩnh, khóe môi nhếch lên vui mừng đường cong. Thế nhưng là Hoàng Phủ Phong Lôi lúc này lại sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, hiện tại ba người các nàng cách hắn gần nhất, ba vị thần chiếu cao thủ tự bảo, coi như hắn hoàng cực bá thể quyết tu luyện thành cường hãn thân thể, cũng vạn vạn không chịu đựng nổi a. Sau đó hắn vội vàng thôi động nguyên lực, toàn thân kim quang đại phóng, muốn đem ba người trấn khai. Thế nhưng là, hết thảy đã muộn,
ba người ấn quyết trong tay tại một khắc cuối cùng, đồng thời kết xong. Nương theo lấy ba người lộ ra sau cùng nụ cười, còn có Hoàng Phủ Phong Lôi cái kia kinh hãi ánh mắt, là cái kia giống như muốn đem cả phiến thiên địa đều chấn vỡ ba tiếng to lớn bạo hưởng. Rầm rầm rầm. Ba cỗ hỏa diễm phong bạo ở trong thiên địa nổ tung, chấn động đến toàn bộ thương khung đều tại rung động không thôi, khắp nơi cũng đang không ngừng chấn động. Tuy nhiên có đại trận phòng ngự, nhưng Hoa Vũ Thành bên trong một nửa phòng xá, vẫn như cũ trong nháy mắt đạp tan bị chiếm đóng, chớp mắt biến thành phế tích. Nghiêm Bá Công mọi người thì là vội vàng cúi người xuống, nằm dạp trên mặt đất, đảm nhiệm từ trên không xẹt qua sóng lửa từng lớp xâm nhập, lại là run rẩy không dám ngẩng đầu. Sợ một cái không tốt, liền sẽ bị cái kia sóng nhiệt trong nháy mắt tước rơi đầu. Chờ sóng lửa tiêu tán, giữa thiên địa lần nữa biến đến mây trôi nước chảy về sau, mọi người mới ngẩng đầu nhìn qua, lại là bỗng nhiên tròng mắt co rụt lại, cùng nhau trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy giờ này khắc này, chung quanh đỉnh núi đã là tại đạo này tiếng nổ mạnh bên trong nháy mắt san thành bình địa. Liền bốn phía cây cối, đều tiêu tán thành cho tàn, phiêu lơ lửng giữa trời. Có đoán cốt cảnh đệ tử, tức thì bị chấn động đến gân mạch đều đoạn mà chết, thậm chí, có lẽ là vận khí không tốt, có lẽ là mình muốn chết, muốn nhìn ngọn lửa kia phong bạo uy lực, ngẩng đầu, đúng là toàn thân nửa thân thể đều bị đánh tới sóng lửa đốt thành hư vô. Ưng ực một tiếng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt. Nghiêm Bá Công nhìn trước mắt đây hết thảy, trong lòng lo sợ. Thần chiếu cường giả tự bạo, quả thật là đáng sợ a. Riêng là lần này. Vẫn là ba vị thần chiếu cường giả đồng thời tự bạo, như vậy chỗ cho các nàng nơi trung tâm nhất đại cung phụng chẳng phải là. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ngó nhìn xung quanh, giống to lên tiếng, đại cung phụng, người không sao chứ. Đụng. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ hư không bên trong rơi xuống, một tiếng ầm vang nện vào khắp nơi. Nghiêm Bá Công bọn người giật mình, vội vàng tiến đến xem. Đã thấy người kia chính là đại cung phụng Hoàng Phủ Phong Lôi không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, hắn đã là sắc mặt cháy đen, thân hình tàn phá, cũng không còn lúc trước cái kia uy phong bộ dáng, ngược lại muốn nhiều chán nản, có nhiều chán nản. Phốc, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, Hoàng Phủ Phong Lôi từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, mới miễn cưỡng mở mắt ra đến, nhìn xem mọi người chung quanh, biết mình còn sống, không khỏi may mắn than dài ra một hơi. Đại cung phụng, ngài thật sự là lợi hại, tại ba cái kia lão nương môn tự bạo bên trong, thế mà còn có thể sống sót. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, cũng chỉ có ngài phần độc nhất nhi đi. Nghiêm Bá Công gặp hắn tỉnh lại, lập tức giơ ngón tay cái lên, đập lên mông ngựa. Nhưng là Hoàng Phủ Phong Lôi lại căn bản không có nghe hắn quát kêu, ngược lại là một mực nhíu chặt lông mày, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, thì thào lên tiếng, vì cái gì, các nàng vì sao như thế làm. Ây, ngài nói là những cái kia Hoa Vũ Lâu cung phụng sao không khỏi nháy mắt mấy cái, Nghiêm Bá Công trầm ngâm nửa ngày, bất giác cười đùa nói, đó còn cần phải nói a, các nàng đánh không lại ngài lão nhân ra, tự nhiên dùng cái này đồng quy vu tận phương pháp. Bất quá, các nàng nhất định nghĩ không ra, thì coi như các nàng chết, ngài lão nhân ra vẫn như cũ bình yên vô sự. Hắc hắc hắc, các nàng xem như chết vô ích, ngu xuẩn. Không, hơi hơi lắc đầu. Hoàng Phủ Phong Lôi từ chối cho ý kiến thở dài ra một hơi, bình thường tu giả tu đến thần chiếu cảnh, tu luyện không dễ, tiếc mệnh như kim. Nếu không phải sơn cùng thủy tận, tuyệt sẽ không dễ dàng chịu chết. Các nàng ba cái đều là thần chiếu cao thủ, lưng tựa Hoa Vũ Lâu đại trận, muốn chạy ta cũng lưu không được các nàng, vì sao? Nghe được lời này, Nghiêm Bá Công cũng không thấy sững sờ, suy nghĩ nửa ngày, lại là suy đoán nói, đại khái. Các nàng muốn mạnh đi. Ha ha ha, đâu chỉ muốn mạnh, quả thực cương liệt. Mỉm cười lấy lắc đầu, Hoàng Phủ Phong Lôi khó khăn chống đỡ lấy thân thể, thở dài, Hoa Vũ Lâu như thế một nữ tử làm chủ địa phương, thế mà có thể tại thiên vũ trèo chống ngàn năm lâu dài, thật không phải là không có đạo lý a. Nói, Hoàng Phủ Phong Lôi quay người khập khiễng quay trở về. Nghiêm Bá Công gặp, bất giác khẽ giật mình, chặn lại nói, đại cung phụng. Chúng ta không tấn công sao? Nói nhảm, đương nhiên công. Bất quá đó là các ngươi sự tình, lão phu nên trở về đi dưỡng thương. Ngươi nhà không gặp lão phu liền lăng không bay lượn khí lực đều không, chỉ có thể què lấy chân đi a. Hung hăng nguyết hắn một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi mắng to lên tiếng,
tiếp lấy liền tiếp tục hướng phía trước đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có điều rất nhanh, thanh âm hắn liền lần nữa vang lên bên tai mọi người, bất quá nhớ kỹ, Hoa Vũ lâu nữ tử không dễ chọc, không muốn nhân từ nương tay. Nghiêm Bá Công không sai gật đầu, cùng một bên Lâm Như Phong liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến ngài cái này hình dạng, chúng ta cũng sẽ hấp thu giáo huấn, chỉ là. Quay đầu lại nhìn một chút Hoa Vũ thành bên ngoài trùng điệp đại trận, Nghiêm Bá Công bọn người liền ngăn không được địa điểm đau. Trận thức này bộ trận thức không có có thần chiếu cường giả trợ trận, bọn họ muốn đánh tới năm nào tháng nào mới có thể đánh hạ A. Mà cái kia đế vương môn mang theo một phiếu cao thủ, lại chỉ làm đánh viện binh công tác, đem công thành cái này xương cứng giao cho bọn hắn tới làm. Duy nhất đưa tới viện trợ một cái hoàng phủ phong lôi, hiện tại cũng liền sườn núi xuống lừa, trở về dưỡng thương, cái quái gì? Oanh! To lớn tiếng nổ vang, chấn động đến toàn bộ Hoa Vũ thành đều đang không ngừng rung động. Phòng ốc càng là từng trận phá nát, hóa thành bụi. Hoa Vũ lâu tổng bộ trong đại sảnh, một đám ngày bình thường thông minh tháo vát nữ tử, cũng bị cái này to lớn vang động chấn động đến vòng eo loạn chiến, kinh hô liên tục. Nằm trên mặt đất, sắc mặt tiều tụy mỗ mỗ, theo khắp nơi dao động, cũng đang không ngừng lay động. Tiếp lấy đụng một tiếng, đầu nhỏ nhẹ chạm thử mặt đất, để cho nàng mi đầu bất giác hung hăng nhíu một cái, đóng chặt hai con ngươi cũng chậm rãi rung động. Mở ra tới. Đào cô, mau nhìn, mỗ mỗ nàng tỉnh. Mẫu đơn lâu chủ nhìn thấy, ánh mắt không khỏi sáng lên, kinh hỉ kêu lên. Hoa Vũ lâu thủ tịch luyện đan sư, Đào Đan Nương vội vàng đi vào trước người nàng xem, nhẹ đem nàng mạch tượng sau một lúc, khẽ gật đầu, mỗ mỗ nội thương đã vững chắc, chỉ là. Chỉ là cái gì, mẫu đơn lâu chủ vội vàng nói. Mi đầu sâu nhăn, Đào Đan Nương bất giác thở dài. Ai thán liên tục, chỉ là cái này thất thải vân la trưởng kịch độc, lại không phải lão thân chi lực có thể giải trừ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có bọn họ độc môn giải dược mới có thể giải cứu. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Mẫu đơn lâu chủ quính lên, chặn lại nói, dược phương điện người bây giờ đang ở ngoài thành, chẳng lẽ để chúng ta bây giờ ra ngoài, đem bọn hắn buộc đến một người, ép hỏi giải dược sao? Thế nhưng là lời vừa nói ra. Mọi người nhưng đều là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ này khắc này, Dược Phương Điện cùng U Minh Cốc ba nhà liên hợp, thanh thế to lớn, các nàng Hoa Vũ lâu chúng liền một nhà đều rất khó đối phó, huống chi là ba nhà cùng một chỗ. Hiện tại ra ngoài, chỉ là chịu chết thôi. Thanh Hoa lâu chủ không khỏi mỉm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, mẫu đơn người đừng vội, cái này thất thải vân la trưởng kịch độc. Trước kia có lẽ chỉ có Dược Phương Điện một nhà có độc môn giải dược, hiện tại thế nhưng là hai nhà. Đừng quên, năm đó ở Bách Đan Thịnh Hội phía trên, cái kia Trác Phàm thế nhưng là thân thủ phá nó giải dược bí phương, mỗ mỗ cùng Đào cô cùng chúng ta những tỉ muội này, đều là nắm hắn phúc cứu. Bây giờ năm đó Dược Phương Điện đệ nhất luyện đan sư độc thủ Dược Phương, càng là tiến vào chiếm giữ Lạc Gia. Hắn là chúng ta minh hữu, không sợ không có giải dược. Không sai, chỉ cần có thể liên hệ đến Lạc Gia, để bọn hắn chuẩn bị tốt giải dược, mỗ mỗ thương thế liền không thành vấn đề. Đào cô cũng hơi hơi gật gật đầu, cho mọi người một cái giải sầu ánh mắt. Giờ này khắc này, nàng đúng là bỗng nhiên cảm thấy, cùng Trác Phàm trở thành minh hữu, thật sự là trên đời này may mắn nhất sự tình. Chí ít cái kia từng để cho các nàng nghe đến đã biến sắc thất thải vân la trưởng, rốt cuộc thành không nguy hiểm đến tính mạng uy hiếp. Bất quá mẫu đơn lâu chủ lại là bĩu môi, trên mặt có chút khó chịu nói thế nhưng là. Tiểu tử kia thế nhưng là cướp chúng ta trấn lầu chi bảo, còn có thể tin tưởng hắn sao? Đã bảo bối đã bị cướp, có thể muốn trở về tự nhiên là tốt. Như muốn không trở về lời nói. Thế mà, mẫu đơn lâu chủ vừa dứt lời, mẫu mẫu đã là kéo lấy suy yếu tiếng nói, thì thào lên tiếng, chỉ bất quá nói đến giữa chừng, lại là thanh âm trì trệ, trầm ngâm nửa ngày. Tựa hồ cũng có chút do dự, nhưng rất nhanh nàng tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, trong mắt tinh quang ngưng tụ, bình tĩnh nói, người phải đi về phía trước, ta Hoa Vũ lâu muốn duy trì, liền không thể tính toán quá nhiều. Hiện tại chúng ta, xác thực cần dạng này minh hữu. Nếu là chúng ta đều người chết lầu hủy, coi như đem cái kia trấn lầu chi bảo muốn trở về thì có ích lợi gì. Vừa dứt lời, mọi người tất cả đều trong lòng run lên, âm thầm suy nghĩ. Thật lâu, mới đều khẽ gật đầu,
nhìn về phía Mỗ Mỗ phương hướng, trong lòng kính phục. Khó quái Mỗ Mỗ thời gian dài như vậy, có thể một mực thủ vững Hoa Vũ lâu không ngã, vì bảy nhà chỗ kính trọng. Làm nhất gia chi chủ, vô luận nàng ánh mắt vẫn là lòng dạ, đều muốn so với bình thường người lâu dài được nhiều, rộng lớn được nhiều. Không tranh một chiêu được mất, chỉ nhìn lâu dài lợi và hại. Không sai, lấy các nàng Hoa Vũ lâu hiện ở thế yếu, căn bản không thể rời bỏ Minh Hữu. Càng là không thể bởi vì một cái bồ đề tu căn, thì cùng Trác Phàm cường giả như vậy trở mặt. Đây quả thực là tự tìm đường chết đến không có bằng hữu. Như vậy, ấn ngài lão nhân ra ý tứ, chúng ta lần này cần dựa vào Lạc gia rồi. Mẫu đơn lâu chủ không khỏi chu chu mỏ, trong lòng có chút không được tự nhiên. Trác Phàm đoạt các nàng chí bảo, hiện tại các nàng còn muốn dựa vào hắn. Đây không phải trần trụi đi tìm nơi nương tựa ăn trộm sao? Cái này Hoa Vũ lâu mặt mũi còn muốn hay không, bọn tỉ muội tôn nghiêm còn muốn hay không? Thế nhưng là Mỗ Mỗ lại là cười một tiếng, bình tĩnh gật đầu, không sai, lúc trước Trác Phàm thế nhưng là hứa hẹn qua chúng ta những gia chủ này nhóm, năm đó hắn chán nản lúc, chúng ta giúp đỡ hắn. Hiện tại hắn thành là chúa tể một phương, tự nhiên muốn làm chúng ta chỗ dựa. Dù sao đều đã nỗ lực nhiều như vậy. Không dựa vào ngu sao mà không dựa vào A, ha ha ha. Mẫu đơn A, người tính khí nóng nảy, tính tình ngay thẳng, vốn là vô cùng tốt, nhưng lại không thích hợp tổng lâu chủ chi vị. Làm Hoa Vũ lâu lo liệu việc nhà người, là muốn có được giãn được, vì tính toán lâu dài. Những cái kia vô cùng gọi là thể diệt, chỉ là liên lụy mà thôi. Mỗ Mỗ nhìn lấy mẫu đơn lâu chủ lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Mẫu đơn lâu chủ gương mặt một đỏ. Khẽ gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng chính mình mau bệnh, vui lòng phục tùng. Đúng, vừa mới lớn như vậy động tĩnh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Mỗ Mỗ mới nhớ tới lúc trước chấn động, quay đầu nhìn về phía mọi người nghi hoặc hỏi. Mọi người cũng là mi đầu sâu nhăn, không rõ ràng cho lắm, lắc lắc đầu. Đột nhiên, một bóng người xẹt qua, đi vào trước mặt mọi người, nhất thời quỳ mọp xuống, đầy mặt nước mắt bẩm báo nói, Mỗ Mỗ. Các vị lâu chủ, việc lớn không tốt. Ba vị cung phụng, ba vị cung phụng. Ba vị cung phụng làm sao? Mỗ Mỗ trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi nói. Cái mũi hung hăng quất một chút, nữ tử kia mới vẻ mặt cầu xin buồn bã đào nói. Ba vị cung phụng vì đối phó đế vương môn đại cung phụng Hoàng Phủ Phong Lôi, đã tất cả đều tự bạo bỏ mình. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Mỗ Mỗ hung hăng run run thân thể, tiếp lấy chính là cổ họng ngòn ngọt. Phốc một tiếng, phun ra một miệng tinh hồng dòng máu, nước mắt sớm đã treo đầy hai má. Mỗ Mỗ, mọi người gặp này, không khỏi quá sợ hãi, gấp kêu ra tiếng. Thế nhưng là Mỗ Mỗ lại hơi hơi khoát khoát tay, gào khóc nói, đây là lão thân chi sai, liên lụy ba vị cung phụng thân vẫn. Nếu là lão thân có thể coi trọng cái kia Lạc gia truyền đến cảnh cáo, trước thời gian bố trí đường lui, làm thế nào có thể rơi vào để ba vị cung phụng. Vì Hoa Vũ lâu chiến đấu anh dũng mà chết cấp độ. Mỗ Mỗ ngài đừng như vậy, muốn trách thì trách cái kia Trác Phàm, là hắn trước cô phụ chúng ta đối với hắn tín nhiệm. Không chỉ là Mỗ Mỗ, liền xem như chúng ta, lại làm sao có thể tùy tiện tin tưởng hắn truyền đến tin tức. Mẫu đơn lâu chủ gặp, bất giác khẩn trương, đuổi vội vàng khuyên nhủ. Nhưng Mỗ Mỗ lại hơi hơi khoát tay, thật sâu nhắm mắt lại, thật lâu, mới lại mở ra. Lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ba vị cung phụng bỏ mình, thật là lão thân chi sai. Nhưng bây giờ Hoa Vũ lâu nguy nan thời điểm, lại không nên lại tính toán việc này. Đúng, ba vị cung phụng tự bảo, cái kia Hoàng Phủ Phong Lôi như thế nào, bên ngoài tình cảnh lại như thế nào. Khởi bẩm Mỗ Mỗ, Hoàng Phủ Phong Lôi trọng thương, đã trở về dưỡng thương, không thấy tăm hơi. Bên ngoài Nghiêm Bá Công bọn họ bắt đầu công trận, bọn tỉ muội ngăn cản bên ngoài. Ngược lại là có thể giữ vững một lát, tạm thời không có gì đáng ngại. Đế vương môn đại cung phụng đều xuất hiện, đế vương môn không có xuất hiện sao? Mỗ Mỗ tiếp tục hỏi. Trước đó tới báo tin nữ tử 10 phần khẳng định lắc đầu, khởi bẩm Mỗ Mỗ, không có. Nếu như nói như thế đến lời nói, cái kia đế vương môn liền không có tham chiến đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Mỗ Mỗ suy nghĩ một lát, lập tức truyền lệnh nói, các vị lâu chủ nghe lệnh. Tất cả đều vào trận tham chiến, chỉ thủ không công, thủ vững Hoa Vũ lâu, chờ Minh Hữu đến giúp. Vâng,
Mọi người sau khi nghe xong, cùng nhau liền ôm quyền, quát nói. Một phương diện khác, Nghiêm Bá Công, Lâm Như Phong cùng U Vạn Sơn ba người, tại Hoa Vũ Thành bên ngoài phá trận, một công thì công hơn 3 tháng. Tuy nói bọn họ ba nhà liên hợp, chiến lực siêu cường. Nhưng là Hoa Vũ lâu lưng tựa đại trận, tường đồng vách sắt, bọn họ công lên cũng là rất là phí sức. Thời gian dài như vậy đi qua, cũng bất quá phá nó 26 cái đại trận mà thôi, nhưng người ta còn có mười mấy cái đại trận ở phía sau chờ lấy đâu. Tiếp tục như vậy, quanh năm suốt tháng, chẳng biết lúc nào là cái đầu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, sớm biết như thế, lão tử liền nên đem trong nhà cung phụng đều mang đến. Từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, Lâm Như Phong nhìn lên trước mặt tòa thành trì kia, nhìn nhìn lại đằng sau xa xa cái kia tòa thâm sơn, không khỏi tức miệng mắng to, đế vương môn cùng những cái kia hộ long thần vệ làm cái quỷ gì. Nói đánh Hoa Vũ lâu là bọn họ, thật là đánh lên, chính mình co đầu rút cổ phía sau, để chúng ta ở phía trước liều mạng. Thật không rõ, cái này Hoa Vũ lâu đến cùng có cái gì tốt sợ, cùng tiến lên không còn sớm đầu a. Ai? Bình tĩnh, chậm rãi khoát khoát tay, U Vạn Sơn lại là khuyên nhủ, lãnh tiên sinh hắn không nói sớm a, vây điểm đánh viện binh. Chúng ta ở chỗ này vây công Hoa Vũ lâu, bọn họ ở phía sau chặn đánh đến đây viện quân. Nghe nói mấy ngày nay, Tiềm Long các cùng Kiếm Hầu phủ nhân mã, đã bị đánh lại mấy ba. Hừ, thì những tên kia, đế vương môn chuyển ra một nửa thế lực, đủ để đối phó, còn cần đến tất cả mọi người ở phía sau đánh viện binh sao? Lâm Như Phong khinh thường bĩu môi, hừ lạnh lên tiếng. Thế nhưng là Nghiêm Bá Công nghe đến, lại là chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, Lâm gia chủ lời ấy sai rồi, những người này đương nhiên được đối phó, thế nhưng là... Đến nếu là Lạc gia Trác Phàm bọn họ đâu? C-K-I-T-T-T. Bất giác khí tức trì trệ, Lâm Như Phong ra mặt khẽ run, nhất thời không có thanh âm. Lạc gia thụ phong đại điển lúc. Bọn họ cũng đã gặp qua Lạc gia cao tầng thực lực. Trừ Trác Phàm cái này biến thái bên ngoài, còn lại mấy vị trưởng lão tuy nhiên số lượng không đến 10 vị, nhưng là chất lượng cao a, từng cái đều là hung thần ác sát. Đối phó bọn hắn, cho dù là đế vương môn, cũng xác thực không dám quá phân tán thực lực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Như Phong tựa hồ cũng đã nghĩ thông, phất phất tay, thở dài, tiếp tục công thành đi. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bá Công liếc nhìn nhau. Đều là thầm cười ra tiếng, U Vạn Sơn càng là vỗ ngực một cái bảo đảm nói, yên tâm đi, thành này cũng sẽ không quá thủ vững. Lại 2 ngày nữa, ta trong cốc tam cung phụng liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, thần chiếu cường giả phía trước mở đường, thì coi như các nàng có đại trận thủ hộ, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Lúc nói những lời này, U Vạn Sơn hồng quang đầy mặt, tràn ngập kiêu ngạo vẻ tự đắc. Tựa hồ muốn nói, muốn đánh hạ Hoa Vũ Thành. Sau cùng còn phải xem bọn hắn U Minh Cốc. Thế nhưng là Nghiêm Bá Công hai người lại là tà cười một tiếng, khinh thường bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Đúng vậy a, U Cốc chủ hang ổ đều bị người đầu, xác thực không cần thần chiếu cao thủ thủ hộ, ngược lại là vô ra một thân nhẹ a. Cái nào giống chúng ta, chính mình thần chiếu cường giả còn không nỡ rời ra ngoài đây, ha ha ha. Lâm Như Phong mỉa mai lên tiếng, cười to liên tục. U Vạn Sơn thì là sắc mặt trầm xuống, nhìn hằm hằm hướng hắn. U Minh Cốc bị diệt là trong lòng của hắn đau đớn nhất, vốn muốn mượn lần này Hoa Vũ lâu nhất chiến, thắng được chiến công, bị đế vương môn coi trọng. Thế nhưng là Lâm Như Phong cùng Nghiêm Bá Công cái này hai cái lão gia hỏa, lại luôn cầm sự kiện này trêu đùa, thực sự buồn cười. Hừ hừ hừ, chờ xem, chúc các ngươi hang ổ, cũng bị cái kia Trác Phàm đầu, vậy thì có trò vui nhìn. Ánh mắt khẽ híp một cái, U Vạn Sơn trong lòng phát xuống ác độc chớ chú. Lãnh tiên sinh, gần nhất tham tưởng như thế nào? Một gian yêu nhã thanh tĩnh trong phòng nhỏ, Lãnh Vô Thường đang ngồi tại trước bàn ngưng lông mày suy tư, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại là cười lớn một tiếng, đi tới, đạm mạc lên tiếng, bây giờ vây công Hoa Vũ lâu đã tháng 3 có thừa, thế nhưng là đến đều là chút tôm tép nhỏ bé, tẻ nhạt vô vị. Chẳng biết lúc nào cái kia cá lớn mới có thể mắc câu ha. Lãnh tiên sinh, ngài đoán ra cái kia cá lớn hiện tại, chính suy nghĩ cái gì sao? Đuổi vội vàng đứng dậy, khom người cúi đầu về sau, Lãnh Vô Thường mới thở dài, mi đầu thật sâu nhăn lại đến, khởi bẩm môn chủ, chỉ sợ sự tình cùng chúng ta ngay từ đầu chế định kế hoạch, có chút không giống a.
Há, có gì không giống nhau? Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên kỳ quái nói. Thở sâu, Lãnh Vô Thường trên mặt dị thường bình tĩnh, đạm mạc lên tiếng, chúng ta thoạt đầu làm ra cái này vây điểm đánh viện binh sách lược, tấn công Hoa Vũ Lâu là giả, lấy nó làm mồi nhử, câu Trác Phàm con cá lớn này mới là thật. Vũ muốn đem Trác Phàm bọn họ dẫn đến nơi đây, lấy môn chủ luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, đánh hắn trở tay không kịp, một lần hành động cầm xuống. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Trong mắt lắc một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vội vàng nói. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại loại này tình cảnh đến xem. Chúng ta tựa hồ vào bẫy. Cái gì bộ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, phụt một tiếng đứng lên. Lãnh Vô Thường lại là bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, mượn đao giết người chi bộ. Trong lòng không hiểu, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nhưng Lãnh Vô Thường lại là bật cười lớn, tiếp tục giải thích nói, có lẽ chúng ta đánh ngay từ đầu, thì đoán sai Trác Phàm mục tiêu. Hắn so với chúng ta tưởng tượng, nhìn càng thêm sâu càng xa. Nguyên bản chúng ta coi là, hắn vì bảo hộ chính mình thực lực, tất yếu bảo hộ đồng minh mình. Nhưng là hiện tại xem ra, Hoa Vũ Lâu bị vây nhiều ngày như vậy, Lạc gia không có một người xuất hiện, chỉ có thể nói rõ, hắn từ bỏ Hoa Vũ Lâu. Hoặc là nói, hắn căn bản ước gì chúng ta giúp hắn diệt cái này Hoa Vũ Lâu. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thân thể nhìn không được run run, đầy mặt vẻ không thể tin, hắn muốn chúng ta diệt Hoa Vũ Lâu, đây là vì cái gì, đối với hắn có chỗ tốt gì? Hừ hừ hừ, chỗ tốt, đương nhiên nhiều. Trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang, Lãnh Vô Thường nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, bèo trôi không dễ, dễ nhất hái, người không có dễ, dễ nhất quy tâm. Nếu là Hoa Vũ Lâu còn tồn tại, cho dù hắn sau cùng thắng, Hoa Vũ Lâu người vẫn là Hoa Vũ Lâu người, Minh Hữu vẫn như cũ là Minh Hữu. Thế nhưng là như Hoa Vũ Lâu biến mất lời nói, như vậy là hắn có thể đem bộ phận này người chiếm dụng, sau cùng nhất thống thiên hạ. Này tâm kế này, gì độc, cho dù là lão phu, cũng là nhìn bây giờ tình thế không đúng, mới suy nghĩ đi ra. Trác Phàm người này, tâm cơ khó lường, quả thật là đáng sợ. Nếu là ta không có đoán sai lời nói, hắn chẳng những hy vọng chúng ta diệt Hoa Vũ Lâu, thậm chí càng hy vọng thuận đường giúp hắn diệt Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ hai nhà này. Đến lúc đó hắn đem ba nhà nhân mã tụ tập tại bên người, cái này ba nhà còn muốn đối với hắn mang ơn. Này quy tâm kế sách, thật là chu tâm kế sách. Nói đến đây, cho dù là Lãnh Vô Thường trên đầu cũng không thấy chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trác Phàm độc kế, quả thật lục thân bất nhận, sau lưng tàng đao nham hiểm kế sách. Nếu là đổi vị trí lời nói, Trác Phàm cùng bọn hắn là minh hữu. Đối mặt như thế một cái tâm cơ khó lường minh hữu, coi như hắn Lãnh Vô Thường cũng có thể vài phút bị người ta tính kế, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Vô Thường trong lòng liền nhịn không được nắm thanh mồ hôi lạnh. Trác Phàm người này, thật là thiên hạ nguy hiểm nhất minh hữu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng là trong lòng đại chấn, trong mắt không khỏi hung hăng co lại, thở dài, Tiềm Long Các là sớm nhất che chở tại người Lạc gia, cái kia Trác Phàm lại cùng Hoa Vũ Lâu Sở Khuynh Thành có một đoạn tình nghĩa, có dạng này quan hệ, hắn còn có thể như thế quả quyết thiết kế tại hai nhà. Cũng là bởi vậy, Trác Phàm mới lộ ra càng thêm đáng sợ. Thở dài, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, nhất đại kiêu hùng, trong mắt chỉ có đại cục, lại làm sao có thể bị quá khứ một chút tình nghĩa chỗ buộc chặt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng là rất nhanh, lại hơi nghi hoặc một chút nói, thế nhưng là hắn làm sao biết, chúng ta muốn đối Hoa Vũ Lâu ba nhà xuất thủ tin tức. Ha ha ha, môn chủ, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ, vốn là chúng ta dự định lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phân ba đường binh mã, cùng công ba nhà. Đến sau cùng, là ai đề nghị được ăn cả ngã về không, tập trung binh lực, chuyên công một nhà, vây điểm đánh viện binh kế sách. Lãnh Vô Thường khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên như hồ ly khôn khéo. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trầm ngâm một chút, kịp phản ứng, kêu lên, là Phương Thu Bạch. Không sai, đúng là hắn. Khẽ vuốt chòm râu, Lãnh Vô Thường đạm mạc gật đầu, vốn là hắn đề nghị này sách thời điểm, lão phu cũng không có phát giác cái gì không ổn. Vừa vặn dẫn Trác Phàm đến đây, đem hắn nhanh chóng trừ bỏ, cũng là bớt một cái họa lớn trong lòng.
nhưng là bây giờ nghĩ đến, ha ha ha, rõ ràng là hoàng thất trợ giúp kế sách. Cái gì, còn có hoàng đế sự tình? Đúng là như thế, Lãnh Vô Thường nhìn đến Hoàng Phủ Thiên Nguyên cả kinh kêu to lên, không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn, tỉnh táo nói cho hắn biết. Thế nhưng là Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn là khó có thể tiếp nhận, kỳ quái nói, hoàng đế không phải muốn mượn tay chúng ta, trừ rơi trác phàm a, vì sao lại với hắn quan hệ mật thiết đi? Chẳng lẽ nói lúc đó hai người ngự tiền vạch mặt, đều là một cảnh phim, mục đích là vì đối phó chúng ta đế vương môn? Không phải vậy, môn chủ không cần nghĩ đến quá nhiều. Lúc đó hoàng đế cùng trác phàm xác thực trở mặt, hoàng đế cũng có ý trừ rơi trác phàm, có điều hắn còn muốn thuận tiện trừ rơi chúng ta đế vương môn cũng là. Nhìn lấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên cái kia nghi hoặc ánh mắt, Lãnh Vô Thường cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Thực lấy lão phu xem ra, sự tình là như vậy. Hoàng đế để hộ long thần vệ đốc xúc chúng ta động thủ, khi lấy được chúng ta muốn tấn công Hoa Vũ lâu ba nhà kế hoạch về sau, liền nghĩ cách truyền tin cho Trác Phàm. Trác Phàm tiểu tử này cũng thông minh, biết bị động bị đánh, hắn minh hữu liền sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Cho nên thẳng thắn chủ động xuất kích, diệt U Minh Cốc. Mà hoàng thất gặp hắn như thế bên trên nói, liền để hộ long thần vệ đưa ra cái này vây điểm đánh viện binh kế sách. Vì không phải dụ bắt Trác Phàm, mà chính là cho hắn thời gian đánh dụng Dược Phương Điện, Khoái Hoạt Lâm hai nhà bọn họ. Hoàng thất lớn nhất bản tính, không phải hy vọng tiêu diệt hai nhà chúng ta bất kỳ bên nào, mà là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Cho nên song phương thực lực, không thể kém đến quá lớn. Lãnh Vô Thường nói tới có thể nói đại thể không kém. Nhưng có một chút lại là hắn vạn vạn không thể đoán được. Cũng là bọn họ kế hoạch, là từ Lạc Gia tình báo hệ thống đoạt được, Trác Phàm sau khi biết mới phản hồi cho hoàng đế, để hoàng đế ngăn chặn bọn họ cước bộ. Cái này tất cả mọi thứ, đều là Trác Phàm nắm giữ lấy quyền chủ động, cũng không phải là hoàng thất cố ý gây nên. Bất quá cái này cũng không thể trách cái này thần toán tử tính được không tinh diệu, dù sao người này trụ tồn tại, là Trác Phàm đặc thù bí pháp. Coi như hắn suy nghĩ nát óc, cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, trên đời thế mà lại có như thế kỳ hoa tồn tại. Cho nên, hắn có thể tính tới điểm này, đã rất khó được. Thật sâu hít một hơi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không sai gật đầu, thầm mắng lên tiếng, cái này cái kia hoàng đế chết toi, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Hừ, lão phu há có thể bên trong ngươi kế sách. Đã Trác Phàm không đến. Lão phu còn ở lại chỗ này nhi đánh cho cái gì viện binh. Người tới, tất cả mọi người theo lão phu đi lấy phía dưới Hoa Vũ lâu. Sau đó một hơi bình định Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu phủ, cứ như vậy, lão phu thì so với hắn Trác Phàm nhanh. Đánh hắn trở tay không kịp, lấy sau cùng phía dưới hoàng đế đầu chó. Chậm, thế mà, hắn lời ấy vừa ra, Lãnh Vô Thường liền vội gấp khoát tay nói, môn chủ không thể, đây là hoàng đế chi ý. Chúng ta chỉ có thể theo, không thể trái trái ngược. Nếu không, vốn là tọa sơn quan hổ đấu, ai cũng không giúp hoàng đế, rất có thể nhìn Trác Phàm yếu thế, liền ám trợ Trác Phàm đi, đây đối với chúng ta nhưng là vạn vạn bất lợi. Cái kia sợ cái gì? Lão phu Cửu Long Kim Cương thân, sớm đã thiên hạ vô địch. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần cẩn thận a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lời còn chưa dứt, Lãnh Vô Thường đã là vội vã dừng lại nói. Ngài chiêu này bí kỹ, chính là đối phó Trác Phàm quái vật này nơi mấu chốt. Nếu là trước thời gian bại lộ, để hắn có phát giác, có phòng bị. Lấy hắn gian trá, chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó đạt được. Lại giả thuyết, môn chủ, chẳng lẽ ngài thì không muốn thu phục cái này bèo trôi không dễ sao? Trong mắt không khỏi sáng lên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thật sâu nhìn Lãnh Vô Thường liếc một chút, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười, Lãnh tiên sinh, chẳng lẽ ngươi nói là. Không tệ, Trác Phàm kế sách cái gì độc, nhưng cũng rất hay. Vì sao chúng ta không thể trông mèo vẽ hổ, cũng tới cái này một quy tâm kế sách. Trên mặt lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, Lãnh Vô Thường trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói, hắn muốn để cho chúng ta giúp hắn hủy đi Hoa Vũ lâu ba nhà, chúng ta giúp hắn làm liền là. Thế nhưng là hắn không phải cũng đang giúp chúng ta hủy đi U Minh Cốc ba nhà sao? Hiện tại U Vạn Sơn cả đám chờ đã thành bèo trôi không dễ, chỉ có thể quy thuận chúng ta đế vương môn, tiếp theo chính là Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm. Đến sau cùng, những người này đều là môn chủ công thành đoạt đất, mở rộng đất đai biên giới năng thần tướng tài, nếu không thừa cơ thu phục,
há không đáng tiếc. Mí mắt hơi hơi run run, Hoàng Phủ Thiên Nguyên suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường, lộ ra quái dị nụ cười, ha ha ha. Lãnh tiên sinh, người nói chúng ta có phải hay không cái kia thật tốt cảm ơn cái kia Trác Phàm, cho chúng ta cung cấp diệu kế như thế. Nếu không phải như thế tới nói, chúng ta còn không biết, lại có như thế tinh diệu thủ đoạn chiếm đoạt bảy nhà, còn sẽ không đưa tới bọn họ oán hận. Ha ha ha, lẽ ra nên như thế, vậy liền cho hắn lưu lại toàn thây, lấy tạ hắn hiến kế chi công đi. Nhạt cười một tiếng, Lãnh Vô Thường gật đầu đáp. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lông mày nhíu lại, nhìn thẳng hắn liếc một chút, đồng dạng cười to lên. Kết quả là, Hoàng Phủ Thiên Nguyên xuất lĩnh đế vương môn rất nhiều cao thủ, vẫn như cũ ổn thỏa buông cần, lấy đánh viện binh tên trông coi phía sau, lại làm cho Dược Vương Điện ba nhà, chết công Hoa Vũ Thành, ngược lại là rất tự tại. Bất quá, lại trải qua mấy ngày nữa cường công, Hoa Vũ Thành tuy nhiên vẫn như cũ phòng thủ kiên cố, nhưng các đệ tử lại cũng tử thương thảm trọng, liền lâu chủ cũng chết 6-7 cái. Tiếp tục như vậy nữa, mặc dù có đại trận che chở, lại là cũng chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Hưu. Thế mà, đang lúc mọi người tuyệt vọng thời điểm, một đạo xanh biếc ngọc giản lại là đột nhiên bay qua, rơi vào Mỗ Mỗ trong tay. Dương mắt xem xét, Mỗ Mỗ bất giác đại hỉ, kêu lên, quá tốt, Minh Hữu gửi thư, chúng ta có thể cứu. Mọi người nghe đến, cũng cùng nhau nhìn sang, trong mắt lóe lên hy vọng ánh sáng. Thế nhưng là, tại Mỗ Mỗ nguyên thần đắm chìm trong ngọc giản, đem bên trong nội dung thông một lần về sau, lại là bỗng dưng sắc mặt cứng đờ, tay run một cái, lại kẹt một tiếng đem ngọc giản rơi trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ thành toái phiến. Thế nào, Mỗ Mỗ? Mọi người nhìn thấy, trong lòng quính lên, kêu lên. Sắc mặt bất giác có chút tối nhạt, Mỗ Mỗ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, đây là Long các chủ bọn họ phát tới ngọc giản. Lần này đối với chúng ta công thành hành động, quả nhiên có đế vương môn tham dự. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có cùng U Minh Cốc bọn họ cùng một chỗ, mà là tại đằng sau chặn đánh viện quân. Long các chủ bọn họ nói đã hết sức, nhưng tổn thất nặng nề, không thể không rút lui, để cho chúng ta tự cầu phúc đi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, các vị lâu chủ liếc nhìn nhau, đều là sắc mặt tối sầm lại, cười khổ lắc đầu. Vốn là các nàng thủ vững ở đây. Duy nhất hy vọng cũng là đợi viện quân đến đây. Nhưng không nghĩ tới, liền viện quân đều bị chặn đánh, không chịu lại đến, thật sự là rơi vào bết bát nhất trong tuyệt cảnh. Bây giờ các nàng coi như chết lại thủ ở đây, không ra mấy tháng, cũng là thành phá người bỏ mạng vận. Hoa Vũ lâu, đã lại khó bảo trụ. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ có vô tận ai thán, trên mặt một mảnh cho tàn. Mỗ Mỗ trầm ngâm một chút, trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Tựa hồ đã quyết định, quát to, chúng lâu chủ nghe lệnh, tối nay làm năm đội phá vây, cái này Hoa Vũ Thành chúng ta không muốn, sau cùng tại ngàn dặm bên ngoài Phi Vân Thành tụ hợp. Mỗ Mỗ, ngài, không cần nhiều lời, tuy nhiên làm như vậy cũng rất nguy hiểm, rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng cùng ngồi chờ chết, không bằng sớm làm thoát ly cái nguy hiểm này cảnh. Bây giờ chúng ta còn có mười mấy cái trận thức, nhất thời khó có thể công phá. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới nghĩ không ra chúng ta sẽ làm ra mạo hiểm như vậy hành động. Phá vây, mới có khả năng nhất thành công. Nếu là tiếp qua hai tháng, bọn họ khả năng liền sẽ tăng cường đề phòng. Mỗ Mỗ trong mắt hơi híp, như một lão hồ ly giống như lập mưu. Mọi người nghe xong, suy nghĩ một chút, đều là khẽ gật đầu. Chuyến này mặc dù nhìn như mạo hiểm, nhưng là cho đến trước mắt, có hy vọng nhất một đường sinh cơ. Nếu là lại do dự không chừng, khả năng thì bỏ lỡ cơ hội này. Sau đó các vị lâu chủ mãnh liệt liền ôm quyền, hướng Mỗ Mỗ gật đầu khom người nói, kính nghe Mỗ Mỗ căn dặn. Vào đêm, đỉnh đầu trăng sáng đứng giữa không trung, thỉnh thoảng từng đóa mây đen lướt qua, che khuất một chút hơi sáng dáng mây trắng. Hoa Vũ Thành bên ngoài, đi qua chỉnh một chút một ngày công phạt, ba nhà đệ tử cũng là mỏi mệt không chịu nổi, chỉ để lại mấy trăm giám thị. Liền tất cả đều trở về tu dưỡng. Đúng lúc này, siêu siêu vài tiếng tiếng xé gió lên, một vị lâu chủ đã là mang theo gần ngàn đệ tử, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, trong nháy mắt lấy ra ngoài thành. Giống như là từng đầu săn bắt hắc báo, mọi người hành động cấp tốc, tại những cái kia canh gác người còn chưa kịp phản ứng trước đó, đã là đột nhiên lấn đến gần trước người. À,
địch, ách. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, ba nhà canh gác người vừa mới hô lên một tiếng, liền bị Hoa Vũ lâu đệ tử giơ tay chém xuống, ngăn cách vị trí hiểm yếu, tiếp lấy mắt mở to ngã xuống, dòng máu đã ở cuồn cuộn chảy xuôi, rất nhanh liền không có khí tức. Hoa Vũ lâu đệ tử ba năm người một đội, tại các ngõ ngách, im lặng thu gạt lấy địch tính mạng người, lấy bảo hộ không có sơ hở nào. Bất quá dù vậy, vẫn là có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Một vị canh gác người tại tới gần ngã xuống một khắc này, lại là bỗng nhiên móc ra một cái ngọc giản đến, hướng không trung ném đi. Chỉ một thoáng, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, tiếp lấy ầm vang bạo hưởng, ở trong bóng tối vô tận nổ tung một đóa chói lọi tia lửa. Vị kia lâu chủ ngẩng đầu nhìn lại, bất giác quá sợ hãi, kêu lên, không tốt, bại lộ. Bọn tỉ muội, không cần lại che che lấp lấp, toàn bộ cho ta hướng, đem thanh thế tạo lên. Xông lên a. Vừa dứt lời, cái kia gần ngàn đệ tử lập tức không còn trong bóng tối hành động, ngược lại là kêu to lại hội tụ đến cùng một chỗ, giống như thủy triều hướng ba nhà nơi chú đóng phóng đi. U Vạn Sơn ba nhà trưởng sự người nghe tiếng vội vàng đi ra xem, chỉ huy đệ tử tiến đến nghênh địch. Chờ định thần nhìn lại, thấy chỉ có gần ngàn người lập tức, mới bật cười lớn, yên lòng. Ta nói các nàng cái này đám đàn bà đêm tối tập doanh, cũng không nhiều mang ít người. Thì cái này ngàn người đội ngũ, còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng đây, ha ha ha. Lâm Như Phong khinh thường bĩu môi, từ chối cho ý kiến nói. Nghiêm Bá Công cũng là gật gật đầu, cười đùa nói, xác thực như thế, dẫn đội chỉ là một vị phổ thông lâu chủ, coi như bị các nàng may mắn sở đến chúng ta nơi này, lại có thể thế nào. Sở Bích Quân lão phụ kia luôn luôn khôn khéo quả quyết, lúc nào như thế lề mề chậm chạp. Muốn tập doanh thì nhiều ném chọn người, bằng không cũng đừng phái như thế một phần nhỏ đội ngũ, không có nửa phần chứng dùng. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất các nàng có cái gì khác ý đồ đâu. Lấy lão phu chi ý, vẫn là bắt sống cái kia lâu chủ, hỏi rõ tình huống, đây có lẽ là một cái công lớn a. U Vạn Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có chỉ mà nói. Nghiêm Bá Công hai người nghe đến, trong lòng hơi động một chút, liếc nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Cái này U Vạn Sơn nói đến ngược lại cũng có lý. Kết quả là, hai người không nói thêm lời nào, tranh nhau chen lấn xông về phía trước. Lấy hai người bọn họ thực lực, người nào trước vọt tới, còn không phải liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là U Vạn Sơn lại là cũng không nóng nảy, tựa hồ sớm đã minh bạch hết thảy giống như, khóe môi nhếch lên tà dị đường cong. Đụng! Lâm Như Phong đi đứng cấp tốc, dẫn trước đến, chỉ là nhất trưởng đánh ra, liền đem vậy lâu chủ đánh bay ra ngoài. Nhất thời sắc mặt liền trắng bệch xuống tới, đã là bị thương nặng. Lâm Như Phong tà cười một tiếng, nhìn về phía sau đó đuổi tới Nghiêm Bá Công, đắc ý nói, ha ha ha. Xem ra công lao này, là lão phu a. Hừ, chạy còn nhanh hơn thỏ, đối thủ lại là như thế một cái bột mềm, ngược lại để ngươi kiếm cái tiện nghi. Bất quá, đến tột cùng là đại công vẫn là nhỏ công, vậy liền không nhất định. Nghiêm Bá Công cười lạnh. Trong lòng có chút không cam lòng. Lâm Như Phong cũng không thèm để ý, nhất thời tiến lên đem nữ tử kia nắm lên, khẽ cười nói, mặc kệ đại công tiểu công, chung quy là cái công lao. Ha ha ha, tiểu nha đầu, người nửa đêm tập doanh, ý muốn như thế nào a? Vị kia lâu chủ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, chỉ là cao ngạo ngóc đầu lên, nhìn lấy ánh trăng. Cùng lúc đó, nàng mang đến cái kia thiên còn lại đệ tử, cũng đã trong khoảnh khắc hủy diệt. Hoặc bị giết, hoặc bị bắt, không có một cái nào chạy thoát. Lâm Như Phong gặp nàng bướng bỉnh, thủ hạ bất giác bỗng nhiên siết chặt, một cỗ nguyên lực bỗng nhiên thăm dò vào trong cơ thể nàng. Bỗng nhiên, nữ tử kia mi đầu đột nhiên siết chặt, trên đầu mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống, tựa hồ tương đương thống khổ, nhưng là nàng nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, không chút nào nhả ra. Hừ, tiểu nha đầu cũng rất có thể chịu. Nhìn lão phu đem ngươi cánh tay gỡ. Trong mắt lóe lên một đạo nộ khí, Lâm Như Phong hét lớn lên tiếng. Nữ tử kia không hề sợ hãi, hiên ngang đầu, bướng bỉnh vô cùng. Lâm Như Phong trong lòng càng giận, thì muốn động thủ, cũng là bị Nghiêm Bá Công khoát khoát tay, cho ngăn cản, ha ha ha. Lâm gia chủ không động tới giận, nhà đầu này đã là lâu chủ, tầm thường tra tấn tự nhiên không cách nào đi vào khuôn khổ.
Lão phu nơi này có một khỏa trăm kiến đan, sau khi ăn vào như ngàn vạn con kiến cắn xé, thống khổ khó làm, sống không bằng chết, không bằng để lão phu thử một chút đi. Hừ, người cái lão bất tử, lại tới đoạt công. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lâm Như Phong chỗ nào nhìn không ra lão nhi này tâm tư. Nhưng là hắn nhất thời cầm tiểu nha đầu này không có cách, người ta muốn ra tay giúp đỡ, cũng không tiện cự tuyệt. Nha đầu này trong miệng tình báo như không trọng yếu như vậy cũng coi như, nhưng nếu là cực kỳ trọng yếu tin tức lời nói, bởi vậy chậm trễ quân tình, lại bị lão nhân này thừa cơ hướng đế vương môn cáo phía trên một hình, vậy hắn khoái hoạt Lâm còn có thể tốt qua. Nghĩ tới đây, Lâm Như Phong thở dài một hơi, không sai gật đầu, đem nữ tử kia đẩy đến Nghiêm Bá Công trước người, cười nói tốt, vậy lão phu thì nhìn xem ngươi cái này trăm kiến đan có bao nhiêu lợi hại. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, Nghiêm Bá Công lúc này một tách ra nữ tử kia cái cằm, liền đem viên đan dược này ném vào. Bỗng nhiên, nữ tử kia toàn thân bỗng nhiên lắc một cái, nhất thời run rẩy té ngã trên đất, lại là co rút đồng dạng co quắp. Toàn thân mồ hôi lạnh, càng là so lúc trước chảy ra gấp trăm lần có thừa. Nhưng là nàng vẫn như cũ hung hăng cắn môi son, không nói một lời, thậm chí khóe miệng đều cắn chảy máu sắc. Ha ha ha, rất thống khổ a, vừa chua lại ngứa, lại tê dại lại đau. Khóe miệng lộ ra một cái tà ác đường cong, Nghiêm Bá Công tới gần bên tai nàng, nói khẽ thống khổ như vậy, không có người có thể chống nổi một canh giờ. Ngươi sớm mở miệng, lão phu cho ngươi giải dược, ngươi liền có thể sớm giải thoát, làm gì cố chấp như vậy. Nói, ngươi lần này đến đây, ý muốn như thế nào? Cành cành cổ, nữ tử kia hung hăng cắn chặt hàm răng, khuôn mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, lại là cũng không mở miệng. Nghiêm Bá Công cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn lấy nàng, trên mặt tràn đầy tự tin khuôn mặt, đạm mạc lên tiếng, vậy ngươi cứ như vậy hao tổn a, chờ lúc nào chịu không được, lại mở miệng không muộn, lão phu chờ được, ha ha ha. Nghiêm Bá Công mây trôi nước chảy, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, một bên U Vạn Sơn càng là nhàn nhạt tự nhiên, khóe môi nhếch lên một bộ không hiểu ý cười. Sốt cục, nửa canh giờ về sau, nữ tử kia hai gò má đã nín đến đỏ bừng, sau cùng rốt cục nhịn không được, hét to lớn tiếng, nhanh cho ta giải dược, ta nói, cái gì đều nói. Quay đầu nhìn Lâm Như Phong hai người liếc một chút, Nghiêm Bá Công đắc ý dương dương lông mày, sau đó cong ngón búng ra, đem một cái đan hoàn bắn vào nữ tử kia trong miệng. Nữ tử kia cũng nhất thời ngừng run, thở dài một hơi, sắc mặt dần dần bình nhạt đi. Ha ha ha, nói đi, thì các ngươi mấy người tới này cướp trại, lão phu nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Đến tột cùng các ngươi có tính toán gì, đàng hoàng nói rõ ràng. Khẽ vuốt một chút râu dài, Nghiêm Bá Công cười khẽ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, nữ tử kia trên mặt đột nhiên lộ ra thoải mái chi tình, cười to nói, ha ha ha. Muộn muộn, các ngươi đã không kịp. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nói. Mi đầu lắc một cái, Nghiêm Bá Công trong lòng có chút bất an. Nữ tử kia khinh miệt xem bọn hắn liếc một chút, khinh thường nói, lão nương hôm nay dẫn đội đi ra, liền không có nghĩ đến phải sống trở về. Thực chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, một là mò rơi những cái kia canh gác, hai là tại bị phát hiện về sau, giả bộ tập doanh, trì hoãn thời gian, mỗ mỗ các nàng thì là sớm đã dẫn người phá vây ra ngoài. Các ngươi hiện tại lại đi truy, đã là không kịp, ha ha ha. Cái gì, dương đông kích tây, ve sầu thoát xác kế sách. Thân thể mãnh liệt run run, Nghiêm Bá Công không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, mắng cái kia đáng chết lão già kia, vậy mà cho lão phu đến chiêu này. Thật không nghĩ tới, giống lão thái bà kia loại kia ngày bình thường ra vẻ đạo mạo thế hệ, gần cũng sẽ làm ra hy sinh lâu chủ, bảo toàn chính mình sự tình. Hừ, cái gì thiết nương tử, thật là làm cho lão phu mở mang hiểu biết. Nghiêm Bá Công hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ tử kia lại là một mặt cười nhạo mà nhìn xem hắn, Lâm Như Phong đầy mặt vẻ u sầu, suy nghĩ cái kia như thế nào hướng đế vương môn bàn giao. Chỉ có U Vạn Sơn một người, vẫn như cũ treo vẻ tự đắc, thần bí mà quỷ dị, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng mặt trời dần dần vẩy hướng khắp nơi, xua tan trước tờ mờ sáng hắc ám. Một tòa u ám trong sơn cốc, mỗ mỗ mang theo một đám nữ tử,
trong cốc dòng suối nhỏ một bên uống nước nghỉ ngơi. Mọi người sắc mặt đều 10 phần tiều tụy, riêng là Mỗ Mỗ, còn thân chúng kịch độc, mấy ngày liền mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt thật sự là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Mỗ Mỗ, mời uống nước, một vị Hoa Vũ lâu đệ tử, bưng bát thanh tịnh khe suối hiện lên đến trước mặt nàng, nhu thuận nói. Mỗ Mỗ vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía lớn nhất phía đông vị trí, trong mắt bất giác lóe qua nồng đậm sầu bi, thở dài, tối hôm qua chúng ta chia ra 5 đường phá vây về sau, lão thân nghe đến Quỳnh Hoa các nàng bên kia phát ra vang động, chỉ sợ đã bị phát hiện. Ai, Quỳnh Hoa các nàng cho chúng ta có thể yên ổn phá vây, hấp dẫn địch nhân tất cả chú ý lực, hiện tại đoán chừng đã sinh tử khó liệu, là lão thân có lỗi với các nàng a. Mỗ Mỗ ngài đừng nói như vậy, Quỳnh Hoa lâu chủ giống như chúng ta, đều là vì Hoa Vũ lâu có thể xả thân người, nàng sẽ không trách ngài. Mẫu Đơn lâu chủ nhìn thấy, vội vàng an ủi. Mỗ Mỗ lại là một mực lắc đầu, nước mắt liên tục. Hiu! Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, Thanh Hoa lâu chủ bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Quét mắt nhìn tất cả mọi người liếc một chút, Thanh Hoa lâu chủ mặt sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Mỗ Mỗ nói, Mỗ Mỗ, không tốt, phía trước đường đã bị phong. Mà lại, bọn họ hiện tại ngay tại hướng chúng ta nơi này tìm đến. Thân thể nhịn không được run run, Mỗ Mỗ mặt hiện kinh dị, lung lay sắp đổ thân thể, nếu không phải bên cạnh có người vịn, chỉ sợ lập tức liền muốn nghênh phong ngã xuống. Chẳng lẽ nói, chúng ta phá vây kế hoạch, bọn họ đã sớm chuẩn bị, cái này sao có thể? Vẫn còn có chút khó có thể tin, Mỗ Mỗ khẩn cấp hỏi, đối phương là ai, do ai dẫn đội. Trầm ngâm một trận, Thanh Hoa lâu chủ cung kính nói, khởi bẩm Mỗ Mỗ, đối phương từ một vị trẻ tuổi dẫn đội, nhưng bên cạnh là U Minh Cốc đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đi cùng. U Minh Cốc người, vậy mà đoán được chúng ta phá vây ý đồ. Điều đó không có khả năng, từ khi U Quỷ Thất sau khi chết, bọn họ hẳn không có dạng này nhãn giới người. Mờ mịt dao động cái đầu, Mỗ Mỗ hung hăng nhắm mắt lại, trong lòng thầm hận. Thua, triệt để thua. Nếu là các nàng còn tại Hoa Vũ lâu bên trong lời nói, còn có thể dựa vào trận pháp cùng địch nhân lượn vòng mấy tháng. Nhưng là hiện tại, các nàng cái này một đám tàn binh bại tướng, vẫn là phân tán hành động, nếu là theo đối phương đối mặt, căn bản không có mảy may phần thắng. Vốn là lần này phá vây, cũng là một trận đánh cược. Cược thắng. Các nàng Hoa Vũ lâu dục hỏa trọng sinh, nhưng là Đông Sơn tái khởi. Nhưng muốn là đánh bạc thua lời nói, các nàng cũng chỉ có chết không có chỗ chôn một đường. Rất hiển nhiên, các nàng hiện tại thua không thể lại thua. Nghĩ không ra lão thân cả đời anh danh, nhưng sau cùng quyết đoán, lại là mắc thêm lỗi lầm nữa, vong Hoa Vũ lâu ngàn năm cơ nghiệp. Phía dưới cửu tuyền, lão thân thật sự là thẹn với Hoa Vũ lâu liệt tổ liệt tông a. Mỗ Mỗ nước mắt chảy ngang. Ngửa mặt lên trời thở dài. Mọi người nhìn thấy, cũng là bất đắc dĩ thở dài, tịch mịch cúi thấp đầu. Đúng lúc này, nơi xa một tòa núi nhỏ về sau, truyền đến một đội tất tất dẫn dẫn tiếng bước chân. Mọi người cùng nhau giật mình, trong nháy mắt không dám nói lời nào, đều là im lặng không thôi. Chỉ là hai cái tròng mắt, lại là hung hăng nhìn chằm chằm cái hướng kia, khẩn trương mà khiếp đảm. Một phương diện khác, U Minh Cốc mấy ngàn nhân mã ngay tại làm trải thảm tìm tòi, hướng Mỗ Mỗ các nàng ẩn thân nơi này đi tới. Người cầm đầu chính là U Minh Cốc đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, chỉ bất quá hai người bọn họ ở giữa, lại là đứng đấy một đạo áo bào xám bóng người, nhấc mắt nhìn đi, lại chính là U Minh không thể nghi ngờ. Lạnh lùng đảo qua tòa này rậm rạp rừng cây, U Minh trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết tại suy nghĩ cái gì. U Minh! Người gần đây thế nhưng là tiến rất xa. Không nghĩ tới cái này còn thật bị ngươi nói chúng, lão thái bà kia lại thật tại còn có đếm 10 cái trận pháp thủ hộ thành trì thời điểm, liền bắt đầu làm ra phá vây, mạo hiểm như vậy cử động. Nếu không phải ngươi có dự kiến trước, chúng ta lần này há có thể vây bắt thành công các nàng Hoa Vũ lâu nhiều người như vậy, độc tài đại công. Ha ha ha, đại trưởng lão nhìn lấy bên cạnh U Minh, tán thưởng liên tục. Ngũ trưởng lão cũng là vội vã gật đầu, cười nói, ha ha ha. Đúng vậy a, U Minh thật sự là càng ngày càng có lão thất phong phạm. Không, ta cũng không muốn trở thành sư phụ ta, chỉ muốn siêu việt hắn. Chậm rãi lắc đầu,
U Minh sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến, tiếp lấy lại hỏi, đối đại trưởng lão, bắt đến Mỗ Mỗ các nàng sao? Trầm ngâm một chút, đại trưởng lão lại là khẽ lắc đầu, Hoa Vũ Lâu phá vây đi ra người lập tức, chúng ta chỉ bắt đến 4 đội, đều là không có lão thái bà kia bóng dáng. Vậy là tốt rồi. U Minh gật gật đầu, đạm mạc lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, U Minh khoát tay, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía trước ngọn núi nhỏ kia chỗ liếc một chút, thì thào lên tiếng, chư vị ở chỗ này chờ một chút, ta lúc trước đi xem một phen. À, U Minh, làm sao mỗi lần tới đến dạng này chỗ bí mật, người đều phải dẫn đầu đi xem, không phải là muốn cùng chúng ta đoạt công à? Lông mày nhíu lại, ngũ trưởng lão không khỏi kỳ quái nói. Mỉm cười lấy lắc đầu, U Minh đạm mạc lên tiếng, ngũ trưởng lão lo ngại, ta U Minh chỉ là một cái mưu sĩ, đối phương đếm ngàn người đội ngũ, bằng một mình ta làm sao cầm xuống, như thế nào lại đoạt được các ngươi công lao? Ta chẳng qua là muốn trước xem một phen chỗ đó dấu vết, phải chăng có người ẩn núp dấu hiệu, sau đó liền biết rõ các nàng chạy trốn phương hướng. Nếu là chúng ta một đám người tiến đến lời nói, sợ rằng sẽ phá hư chỗ đó dấu vết. Ai, lão ngũ, người cái này lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. U Minh vừa nói như vậy xong, đại trưởng lão lập tức hung ác chừng ngũ trưởng lão liếc một chút, giáo huấn, đối với chuyện này, U Minh vốn chính là công đầu một kiện. Cần phải theo người ta đoạt sao? Hắc hắc hắc, lão phu cũng là tùy tiện nói một chút, mở cái trò đùa, U Minh ngươi chớ để ý. Ngũ trưởng lão sờ sờ đầu, khờ cười ra tiếng. U Minh cũng là đạm mạc gật đầu, cười khẽ cười, liền quay người hướng cái kia đỉnh núi bay đi. Thế nhưng là làm hắn bay lên đỉnh núi, hướng đối diện phía dưới xem xét, lại là nhịn không được tròng mắt hung hăng run run. Mà phía dưới chính tránh giấu ở chỗ nào Mỗ Mỗ bọn người, cũng là trong lòng bỗng nhiên siết chặt, song quyền bất giác bỗng nhiên nắm lại, trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý. Đã bị phát hiện, vậy liền liều chết nhất chiến tốt. Xuyệt. Thế mà, nàng chưa kịp nhóm bắt đầu hành động, U Minh đã là vội vàng hướng các nàng đánh ra một cái im lặng thủ thế, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mọi người không khỏi sững sờ, đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là rất nhanh, U Minh đã là xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía một phương khác đại trưởng lão bọn họ, lớn tiếng nói, Hoa Vũ Lâu người ở chỗ này đóng quân qua, các nàng chắc là hướng phía đó đi, các ngươi lập tức đuổi theo, chắc là còn có thể chặn đứng các nàng. U Minh tùy tiện chỉ một cái phương hướng, đại trưởng lão bọn họ không khỏi đại hỉ, vội vàng mang đám người hướng chỗ đó cấp tốc đuổi theo. Bởi vì đối U Minh tín nhiệm, lại thêm có một tòa núi nhỏ ngăn cách. Bọn họ lại không có chút nào phát hiện, bọn họ chính đang đuổi bắt con mồi, liền tại bọn hắn trước mắt, lại là cứ như vậy bị bọn họ dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Hoa Vũ Lâu chúng nữ gặp này không khỏi sững sờ, đều là nhìn chằm chằm U Minh bóng lưng, không rõ ràng cho lắm. Các nàng thực sự không nghĩ ra, U Minh cốc bên trong vì sao lại có người ám trợ các nàng đâu. Xa xa nhìn sang, nhìn thấy đại trưởng lão bọn họ bóng người đều đã biến mất. U Minh mới lại xoay người lại, nhìn về phía Mỗ Mỗ các nàng nói, Hoa Vũ Lâu chư vị, hiện tại phía đông phía tây đều có nhân mã đóng giữ, chỉ có phương nam phương bắc vừa mới bị tìm kiếm qua, sẽ không còn có người đến đó, các ngươi có thể chọn một mà đi. Bất quá ta khuyên các ngươi đi phương nam, chỗ đó núi cao rừng rậm, tốt ẩn tàng thân hình, đối với các ngươi có chỗ tốt. Nói xong, U Minh liền quay người lại, muốn rời khỏi. Chờ một chút. Thế mà còn không đợi hắn hành động, Mỗ Mỗ dĩ nhiên đã lớn tiếng gọi lại hắn, nghi ngờ nói, cảm giác tạ tiên sinh ân cứu mạng, nhưng là ngươi tại sao muốn cứu chúng ta? Quay đầu kỳ dị nhìn các nàng liếc một chút, U Minh khinh thường cười một tiếng, cứu các ngươi. Ha ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn tội gì cho các ngươi cái này chó mất chủ, phản bội gia tộc. Bất quá các ngươi giúp ta cho Trác Phàm chuyển bức thư, liền nói lần này, hắn lại thiếu một mình ta tình. Vừa dứt lời, U Minh liền một bước chân bay đi, hướng U Minh cốc mọi người đuổi theo phương hướng bay đi. Mỗ Mỗ bọn người nghe được lời này, đầu tiên là giật mình một hồi, tiếp theo chính là đầy miệng đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới Trác Phàm sức ảnh hưởng lớn như vậy, thế mà liền đối trước đều có người muốn kết giao hắn. Nếu không phải nhìn lấy hắn thể diện lời nói, cái kia vừa mới người trẻ tuổi kia, chỉ sợ căn bản sẽ không giúp các nàng a. Nghĩ tới đây,
trong lòng mọi người càng thêm chua xót, riêng là Mỗ Mỗ Sở Bích Quân. Nàng Mỗ Mỗ uy danh cũng coi như vang vọng bảy nhà trăm năm lâu dài, nhưng là nguy nan trước mắt, lại hiếm có người xuất thủ như thế tương trợ. Không nghĩ tới Trác Phàm Quang một cái tên tuổi, thì có thể khiến người ta phản tộc tương trợ. Cái này người với người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Thế nhưng là các nàng lại làm sao biết, bây giờ bố trí xuống cái này bộ, đưa các nàng Hoa Vũ Lâu phá vây kế hoạch, triệt để đánh nát, chính là cái này U Minh. Mà để hắn làm như thế, nhưng lại là Trác Phàm. Đương nhiên, Trác Phàm không có tự mình chỉ huy qua hắn, nhưng Trác Phàm làm ra hết thảy, lại là làm cho hắn chỉ có thể làm như thế. Bởi vì Trác Phàm càn quét U Minh Cốc, nhất thời để hắn biến thành người không có dễ. Từ cái này lúc, hắn tâm lý thì minh bạch, Trác Phàm cái thứ nhất đối phó là U Minh Cốc, rõ ràng cũng là đang buộc hắn, từ bỏ thâm căn cố đế gia tộc niềm tin. Bởi vì U Minh Cốc một ngày tồn tại, hắn cũng là U Minh Cốc người, để hắn phản bội gia tộc, dứt bỏ trong lòng phần kia tình nghĩa, lại là rất khó. Thế nhưng là U Minh Cốc một khi bị phá, toàn bộ U Minh Cốc thực đã không tồn tại. Coi như hiện tại U Vạn Sơn vẫn như cũ mang theo các vị trưởng lão, lấy đế vương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tấn công Hoa Vũ Lâu. Nhưng sau cùng, đế vương môn tuyệt sẽ không giúp bọn hắn trọng trấn U Minh Cốc, mà là nhân cơ hội hấp thu bọn họ. Cứ như vậy, thực hắn đã không có gia tộc, chân đạp ba cái thuyền hắn, hiện tại chỉ có thể dẫm hai cái thuyền, đế vương môn cùng Trác Phàm. Cho nên hắn hiện tại không còn vì gia tộc cân nhắc, mà chính là muốn vì chính mình đường ra cân nhắc. Đánh tan Hoa Vũ Lâu, là vì hướng đế vương môn triển lãm công tích, mà thả Hoa Vũ Lâu một ngựa, thì là muốn đưa người tình cho Trác Phàm. Cứ như vậy, sau cùng mặc kệ song phương người nào tại tranh đoạt thiên hạ đại chiến bên trong thắng được, hắn đều có lưu thân thể chi địa. Đây chính là hắn kế hoạch, một cái hai mặt gián điệp kế hoạch. Ai, thật không biết sau cùng, người nào có thể làm ta chủ tử, ha ha ha. U Minh ở trên không ranh giới lăng không bay lượn, cười khổ thẳng lắc đầu. Mà Mỗ Mỗ các nàng cũng tại U Minh chỉ điểm xuống, trèo non lội suối, rốt cục thoát ly đế vương môn bốn nhà vòng vây, lại vừa vặn đụng tiến lên đây tiếp ứng các nàng. Mỗ Mỗ, Trác quản gia để cho chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu. Cửu Viêm Hải hướng về mọi người liền ôm quyền, cất cao giọng nói. Bất giác sợ hãi cả kinh, Mỗ Mỗ mọi người chợt thấy một đám đếm ngàn người đội ngũ xuất hiện tại trước mắt, còn tưởng rằng là bị địch nhân phát hiện, không khỏi dọa đến một cái lảo đảo. Chờ định thần nhìn lại, mới phát hiện, cái kia người cầm đầu nguyên lai là Lạc gia trưởng lão, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người, lúc này mới yên lòng lại, thở dài ra một hơi. Xa xa khom người cúi đầu, Mỗ Mỗ chấn định một chút tâm thần, cung kính nói, nguyên lai là hai vị trưởng lão. Như thế thời khắc nguy nan, có thể nhìn thấy các ngươi, thật sự là quá tốt. Chỗ nào, hai nhà chúng ta chính là đồng minh. Một nhà gặp nạn, tự nhiên đến giúp trợ, đây là chúng ta bản phận. Cửu Viêm Hải liền ôm quyền, thần sắc nghiêm nghị, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, nghi ngờ nói, bất quá Mỗ Mỗ, tại hạ có một chuyện có chút kỳ quái. Đế vương môn muốn ra tay với các ngươi tình báo, chúng ta rõ ràng sớm đã truyền lại cho ngươi nhóm. Vì sao các vị còn hội bị động như thế đâu? Bất giác khí tức trì trệ, Mỗ Mỗ cùng các vị lâu chủ liếc nhìn nhau, đều là gương mặt có chút phát hồng, xấu hổ cúi thấp đầu, không biết trả lời như thế nào là tốt. Chẳng lẽ cùng hai vị này Lạc gia trưởng lão nói, chúng ta là căn bản không tin tưởng các ngươi, cho nên mới chậm chạp không làm ra quyết định sao? Như thế tới nói, cũng quá tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, tốt xấu người ta còn phái người tới cứu viện. Bất giác vội ho một tiếng, Mỗ Mỗ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì qua loa tắc trách nói, thực không dám giấu giếm, gần nhất lão thân bế quan nhiều ngày, các ngươi truyền đến tình báo là bọn thủ hạ tiếp. Các nàng ánh mắt còn thấp, không biết nặng nhẹ, cho rằng đế vương môn không dám như thế coi trời bằng vung, công nhiên tấn công ta Hoa Vũ Lâu, liền không có coi là chuyện to tát. Đợi lão thân xuất quan biết được về sau, đã hãm thành, không kịp. Ai, hổ thẹn, hổ thẹn. Khụ khụ khục. Mỗ Mỗ lại ho khan mấy tiếng, hai gò má đỏ bừng. Như thế làm lấy chư vị lâu chủ mặt nói dối, nàng còn là lần đầu tiên, riêng là còn đem lần này chỉ hoãn máy bay chiến đấu trách nhiệm, giao cho một cái có lẽ có bọn thủ hạ, thật sự là để cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, gương mặt nóng lên,
Thế nhưng là không có cách, nàng tuyệt không thể ngay trước người Lạc ra mặt thừa nhận đây là nàng khuyết điểm, nếu không tất nhiên có hại song phương tín nhiệm. Các nàng hiện tại đã là chó mất chủ, nhưng là tuyệt không thể lại dứt bỏ Lạc ra cây đại thụ này. À, thì ra là thế. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người lẫn nhau nhìn xem, cùng kêu lên, nhưng là tâm lý dĩ nhiên đã cười lật trời. Thực sự thu đến Hoa Vũ Lâu cầu cứu Ngọc Giản về sau, Trác Phàm liền đã đoán ra cái bên trong nguyên do, hai người kia trong lòng cũng đồng dạng lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá Trác Phàm ý tại chiếm đoạt Hoa Vũ Lâu, hai người bọn họ lại là cũng không mới đúng lúc này giễu cợt các nàng, miễn cho thương tổn hòa khí, xấu quản gia đại kế. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng nín cười, giả bộ tiếp nhận lão thái bà này lý do, hung hăng gật đầu. Chỉ bất quá, hai trên mặt người cái kia cỗ không hiểu ý cười, vẫn như cũ mất tự nhiên lộ ra. Mỗ mỗ nhìn đến, tựa hồ đã đoán được hai người đã biết hết thảy nguyên do, không khỏi càng là cực kỳ lúng túng, cứng đờ chật qua đầu, đúng là lại khó mà nhìn về phía hai người chế nhạo ánh mắt. Hừ, không biết nhân tâm tốt, còn nghi ngờ chúng ta tình báo. Hắc hắc hắc, hiện tại gặp rủi ro a, cái kia. Mỗ mỗ dường như nghe đến hai người tiếng lòng, trong lòng một trận đắng chát. Thấy tình cảnh này, một bên mẫu đơn lâu chủ bất giác giận dữ, muốn lấy lại danh dự, quát đúng, chúng ta Hoa Vũ Lâu bị vây công, sớm đã phát ra thư cầu cứu, làm sao các ngươi hiện tại mới đến? Có phải hay không phải chờ chúng ta Hoa Vũ Lâu bị diệt, các ngươi mới xuất hiện? Các ngươi còn có hay không điểm đồng minh tình nghĩa? Tiểu nha đầu, nếu là chúng ta không có đồng minh tình nghĩa, thì căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, hừ. Cửu Viêm Hải dù nói thế nào cũng là thần chiếu cao thủ, nhìn lấy Trác Phàm mặt mũi mới đối Hoa Vũ Lâu người lễ kính có thêm, nhưng không nghĩ tới sẽ phải chịu một cái thiên huyền cảnh lâu chủ chất vấn, lúc này trên mặt liền âm trầm xuống, tức giận hừ lên tiếng. Mỗ mỗ thấy một lần, không dám đắc tội, đuổi vội vàng khuyên nhủ, cửu trưởng lão bất giận. Mẫu đơn nàng thì cái này tính khí, ngài đừng để trong lòng a. Đón lấy, mỗ mỗ lại quay đầu giận dữ mắng mỏ hướng mẫu đơn nói, mẫu đơn, cựu trưởng lão bọn họ ngàn dặm xa xôi trước tới cứu viện, chính là có hảo ý, ngươi làm sao có thể như thế nói xấu người ta, còn không mau mau chịu nhận lỗi. Hừ, thường cái gì lễ, nếu là bọn họ thật có thành ý cứu chúng ta lời nói, như thế nào chỉ đem đến như vậy chọn người, liền Trác Phàm cũng chưa tới. Rõ ràng thì không cứu chúng ta chi tâm, mẫu đơn lâu chủ cũng là tính bướng bỉnh, vừa nghiêng đầu, quát nói. Cười lạnh, Cửu Viêm Hải khinh thường bĩu môi, hung hăng chừng nàng liếc một chút, cả giận nói, vô chi tiểu nha đầu phiến tử, chúng ta Trác quản gia bày mưu tính kế, như thế nào các người đám này vô chi thế hệ có thể nhìn thấu. Người cũng đã biết, tại thiếp vào các người cầu viện Ngọc Giản một khắc này, Trác quản gia thì dĩ nhiên minh bạch. Các người nhất định là bởi vì lần trước bồ đề tu căn một chuyện, đối với hắn có nghi ngờ, cho nên mới không tin chúng ta tình báo. Vốn là Trác quản gia căn dặn lão phu, không muốn đem việc này để lộ, để tránh hai nhà mặt mũi đều không qua được. Nhưng người nhà đầu này giờ phút này đã nói như vậy, vậy lão phu không muốn sách đều không thành. Hừ, đúng thì sao, chẳng lẽ hắn trộm ta Hoa Vũ Lâu trấn lầu chi bảo, còn có ý. Mẫu đơn lâu chủ cũng là nổi giận lên tiếng, mặc kệ người trước mặt thế nhưng là cường đại thần chiếu cao thủ, liền các nàng cung phụng đều muốn kiêng kỵ tồn tại, cứ như vậy liều lĩnh trở nên xung đột, mỗ mỗ kéo đều kéo không ngừng, chỉ có thể liên tục ai thán, trong lòng lo sợ. Hai người này mặc dù đã vào ở Lạc gia, nhưng ở toàn bộ thiên vũ cũng là gia hung thần ác sát rất, đắc tội bọn họ, ai biết hội có kết cục gì. Mẫu đơn lâu chủ nhất định phải ở đây tranh giành cái này nhất thời chi khí, lại là quá không khôn ngoan. Hung hăng khẽ cắn môi, Cửu Viêm Hải song quyền bất giác chăm chú, quát lạnh nói, tiểu nha đầu, nếu không phải có Trác quản gia cái tầng quan hệ này tại, chỉ bằng ngươi hôm nay làm càn, lão phu không phải nhất trưởng đánh chết ngươi không thể. Lời vừa nói ra, Cửu Viêm Hải toàn thân sát khí đã là ngăn không được tiêu tán đi ra, mọi người chung quanh lạnh không khỏi một cái run rẩy. Tất cả đều giật mình trong lòng siết chặt, trên đầu mồ hôi lạnh càng là như thác nước chảy xuống. Mỗ mỗ càng là cả kinh sắc mặt đều trắng, vội vàng đem mẫu đơn lâu chủ kéo ra phía sau, hung hăng chừng nàng liếc một chút, để cho nàng im miệng. Các nàng cái này một đội thật vất vả phá vây đi ra, lại bởi vì cùng Minh Hữu phát sinh cãi vã, bị Minh Hữu cho diệt, cái kia đến phải nhờ có a.
bây giờ người ta tình thế mạnh hơn ta, ngươi còn truy cứu nhiều như vậy làm gì? Mỗ mỗ trong lòng ai thán một tiếng, hận không thể hung hăng đạp cái này mẫu đơn lâu chủ một chân. Nhiều năm như vậy, người cái này bạo tính khí làm sao lại không sửa lại? Hiện tại ra chuyện A, có lẽ chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, mọi người tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn về phía Cửu Viêm Hải, trong mắt đều là thật sâu hoảng sợ. Tuyết Thanh Kiến nhìn đến không khí hiện trường ngưng trọng như thế, không khỏi khẽ cười một tiếng, một tay lấy Cửu Viêm Hải kéo đến một bên, vội vàng hòa giải nói, ha ha ha. Tất cả mọi người là người của mình, làm gì làm đến như thế dương cung bạt kiếm đâu. Ngươi nói có đúng hay không, mỗ mỗ? Không sai, không sai, Tuyết trưởng lão nói quá đúng. Liên tục không ngừng gật đầu, mỗ mỗ vội vàng tìm lối thoát, sau đó hướng về Cửu Viêm Hải cúi người hành lễ, bồi tội nói, Cửu trưởng lão thứ tội, lão thân bình thường bỏ bê quản giáo, mới khiến cho nha đầu này như thế làm càn. Hết thảy đều là lão thân chịu tội, xin ngài tiêu tan giận. Mỗ mỗ lưng khom rất thấp, nơi nào có ngày bình thường cái kia thiết nương tử nhanh chóng quyết đoán tác phong, quả thực liền nhất gia chi chủ thể diện đều không muốn. Đến tận đây, các vị lâu chủ mới khắc sâu cảm nhận được, các nàng hiện tại chính thức là chó mất chủ, đã không có kiêu ngạo tư bản. Cửu Viêm Hải lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũng ngẩng cao lên đầu, không tuân theo. Tuyết Thanh Kiến không khỏi khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ hắn đầu vai, khuyên nhủ, lão đầu tử, người ta trưởng sự người đều đã cho người bồi tội, người bao nhiêu biểu thị một cái đi. Hừ, Cửu Viêm Hải trong lỗ mũi phun ra hai ống bạch khí, cũng không nói gì, đầu ngược lại so lúc trước ngang đến càng cao. Thấy tình cảnh này, Tuyết Thanh Kiến sắc mặt bất giác nặng nề, sau đó lúc này một chân đá hắn trên mông, nhất thời liền đem hắn bị đá một cái lảo đảo. Tức miệng mắng to, ha ha, người nhà học được bản sự có phải hay không, liền lão nương lời nói đều không nghe. Lão nương để ngươi bày tỏ một chút, nghe đến không có. Đầu bất giác co rụt lại, Cửu Viêm Hải rất gần như không còn lúc trước ngạo khí, nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến phương hướng, trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng ủy khuất chi sắc. Tiếp lấy mới vừa nhìn về phía mỗ mỗ phương hướng, vội ho một tiếng, khoát khoát tay, lại cầm lấy dáng điệu nói, tính toán. Lão phu không có nhỏ mọn như vậy, khụ khụ khục. Tựa hồ là vì che giấu xấu hổ, lão nhân này gần bất giác ho khan hai tiếng, lại ngẩng đầu lên. Hoa Vũ lâu mọi người gặp này, bất giác sững sờ, liền mỗ mỗ đều là ngốc hai giây về sau, mới vội vàng gật đầu, luôn miệng nói tạ. Còn lại bọn người, cũng đã nhẹ che môi son, thầm cười rộ lên. Nguyên lai này vị diện mục đích hung ác Cửu trưởng lão, cũng là bị vợ ăn hiếp a. Tuyết Thanh Kiến nhẹ bước hai bước, lần nữa đi vào mỗ mỗ cùng mẫu đơn lâu chủ trước người, cười nói các ngươi chớ để ý, lão gia hỏa này cũng là cái bạo tính khí. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có gì đáng ngại. Còn bồ đề tu căn một chuyện, chắc quản gia có lệnh không cho sách, chúng ta cũng không dám nói, các ngươi đến Lạc gia về sau, vẫn là tự mình hỏi hắn đi. Không dám, không dám. Mỗ mỗ lắc đầu liên tục. Trong lòng lại là rốt cục thả lỏng trong lòng. Tuyết Thanh Kiến vừa mới lời nói, rõ ràng cũng là tại bao quát nàng tâm, cam đoan Cửu Viêm Hải sẽ không cái các nàng thù. Nếu bị một cái thần chiếu bát trọng cường giả mỗi ngày nhớ, cũng thật sự là gian nan, chỉ sợ liền ngủ đều không nỡ ngủ. Còn có, đón lấy, Tuyết Thanh Kiến tiếp tục nói, tại tiếp vào các ngươi cầu viện về sau, trác quản gia liền quyết định chia binh hai đường. Chúng ta tới chỗ này tiếp ứng các ngươi. Hắn thì dẫn người đi đánh Dược Vương Điện. Dược Vương Điện, hắn đến đó làm gì? Mi đầu bất giác vẩy một cái, mẫu đơn lâu chủ tựa hồ lại bắt lấy Trác Phàm chân đau. Nhưng là bị mỗ mỗ chừng một cái, lại rút đầu về, không dám nói nữa. Cười lạnh, Cửu Viêm Hải khinh thường bĩu môi, chen lời nói, cho nên lão phu mới nói các ngươi kiến thức nông cạn, Trác quản gia thần cơ diệu toán, biết các ngươi bị vây. Liền đã phỏng đoán đến đối phương hội vây điểm đánh viện binh. Lúc trước chúng ta cũng nhìn thấy kiếm hầu phủ cùng tiềm long các người đến, nhưng lại chúng mai phục, bị đánh đến cái kia thảm a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, trác quản gia hội mang theo người Lạc gia, bên trong dạng này quỷ kế. Hừ hừ hừ, đàng hoàng nói cho các ngươi a, trác quản gia liệu địch tiên cơ, đi đầu Dược Vương Điện hang ổ, đây là vây ngụy cứu triệu kế sách. Chỉ sợ rất nhanh. Dược Vương Điện bên kia chiến báo liền sẽ chuyển đến nơi đây,
đế vương môn bọn họ cũng ngay lập tức sẽ đi cứu Dược Vương Điện, các ngươi bị vây hiểm cảnh chẳng phải giải sao. Đến lúc đó, coi như còn có chút ít còn sót lại nhân mã lưu thủ, chúng ta mang theo cái này mấy ngàn đệ tử, cũng có thể cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp, giải quyết bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới a, các ngươi nhanh như vậy thì thủ không được, ai? Nghe được lời này, tại chỗ chỗ có Hoa Vũ lâu người tất cả đều ngây người, tiếp lấy chính là trong lòng chua chua, nhanh muốn khóc lên giống như. Nãi nãi, chúng ta phá vây quá sớm. Sớm biết như thế, chắc là lại thủ mấy ngày mới đúng a. Bởi như vậy, viện quân cũng đến, Hoa Vũ lâu cũng bảo trụ. Riêng là Mỗ Mỗ, hối hận ruột đều nhanh xanh, đây cũng là một lần trọng đại quyết định biện pháp sai lầm a. Chỉ có Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người liếc nhìn nhau, nhìn lấy mọi người khổ cực khuôn mặt, trong lòng bất giác mỉm cười cười một tiếng, trong mắt chỉ có vô hạn giảo hoạt cùng khinh miệt. Ai, cái này Hoa Vũ lâu a, thật sự là sắp bị Trác quản gia cùng đế vương môn cho chơi thảm. Bất quá đến tận đây, các nàng cũng nên quy tâm đi. Ha ha ha, lần này U Cốc chủ dẫn người đem Hoa Vũ lâu chạy ra dư nghiệt đều bắt được, có thể nói là lập công đầu a. Lão Phu ở đây, kính U Cốc chủ một chén. Ở một tòa khí thế rộng rãi trong đình viện, đế vương môn bày rượu ăn mừng, thiết yến khoản đãi. Đế vương môn chủ Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngồi tại chính giữa vị trí, còn lại ba nhà cao tầng cùng hộ long thần vệ thì là ngồi tại hai bên bồi yến. Trong bữa tiệc, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mặt phiếm hồng ánh sáng, giống như đã là thiên hạ chi chủ giống như cười to liên tục, xa xa hướng U Minh Cốc phương hướng bưng rượu chúc mừng. U Vạn Sơn không dám thất lễ, đuổi vội vàng đứng dậy khiêm tốn nói, ha ha ha. Môn chủ quá khen, đây là tại hạ việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến. Hừ, trang bức. Nghiêm Bá Công cùng Lâm Như Phong hai người, đột nhiên nghe lời ấy, bất giác cùng nhau liếc mắt nhìn sang, trong lòng thầm mắng. Nghĩ không ra hai nhà bọn họ tại phía trước xuất sinh nhập tử, công phạt cái kia hộ thành đại trận, tiểu tử này lại trong bóng tối đem người điều đi tứ phương. Bố trí xuống lưới lớn, tại Hoa Vũ lâu mọi người phá vây lúc một mẻ hốt gọn, kiếm lớn như vậy cái tiện nghi. Hừ, thật sự là âm hiểm đã đến. Hai người nhìn về phía U Vạn Sơn ánh mắt, giống như muốn ăn hắn một dạng, ghen tị muốn mạng. Tựa hồ cũng chú ý tới cái này hai đạo sắc bén ánh mắt, U Vạn Sơn bất giác quay đầu nhìn qua, lại là lộ ra một bộ nụ cười đắc ý. Điều này không khỏi làm hai người tức giận đến càng là nổi trận lôi đình. Người nhà một cái liền hang ổ đều bị người đầu người, đắc ý cái gì sức lực. Đúng, U Cốc chủ, lần này ngài có thể đem Hoa Vũ lâu đám người một lưới bắt sống, nước cờ này thật sự là diệu. Chỉ là không biết, ngài lại là như thế nào biết được, các nàng muốn vào lúc này phá vây đâu. Lúc này, ngồi tại Hoàng Phủ Thiên Nguyên bên cạnh Lãnh Vô Thường bất giác khẽ vuốt an ủi râu dài, ngừng lông mày hỏi. U Vạn Sơn vội vàng lại bái cúi đầu, khom người bẩm báo nói. Lãnh tiên sinh, thực không dám giấu giếm, lần này chỗ lấy có thể đại thắng, cũng không phải là tại hạ chỉ huy chi năng, thật sự là có được một lực trợ thủ trợ trận, mới được này công. Nói, U Vạn Sơn liền nhất chỉ cách đó không xa một cái áo bảo xám nam tử, cười giới thiệu nói, đây là ta U Minh Cốc tân nhiệm mưu sĩ U Minh, chính là U Quỷ Thất Quan môn đệ tử. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút. Cùng nhau nhìn về phía U rõ ràng phương hướng. U Quỷ Thất Thân là Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh thứ ba, tuy nhiên nhất thời thất thủ, bị Trác Phàm đánh giết, khá là đáng tiếc, nhưng dù sao cũng là đã từng quát tháo phong vân nhân vật. Có thể được hắn thu làm quan môn đệ tử, lại thêm tự mình điều giáo, như thế nào hạng người bình thường. Sau đó mọi người dò xét hướng U Minh ánh mắt, liền càng thâm thúy hơn, cho dù là Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cũng chăm chú nhìn hắn không thả. U Minh nhỏ hạ thấp người, xem như cùng mọi người bắt chuyện qua, sau đó lại cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Lãnh Vô Thường thật sâu dò xét hắn rất lâu, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, mới khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng, khó trách gần đây U Minh Cốc hành động đâu vào đấy, nguyên lai là có mới mưu sĩ trợ trận a. Ha ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Đúng, U Minh tiên sinh. Ngài là như thế nào phán đoán Hoa Vũ lâu những người kia hội phá vây chạy trốn? Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không biết. Chỉ bất quá, tại hạ cho rằng Hoa Vũ lâu Mỗ Mỗ chính là một tính cách bướng bỉnh người, thích
Thiết nương tử danh xưng không phải chỉ là hư danh, tất sẽ không dễ dàng khuất phục. Hoặc sớm hoặc muộn, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, cho nên thì sớm bố trí mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng đã vậy còn quá lớn mật, còn chưa tới sơn cùng thủy tận, liền đã muốn phá vây. Bây giờ có thể bắt sống phần lớn đệ tử, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Thế nhưng là mỗ mỗ chờ chủ yếu lâu chủ đào tẩu, lại có chút tiếc nuối. U Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, xin lỗi nói, tại hạ năng lực có hạn, chưa có thể làm được thập toàn thập mỹ, mong rằng môn chủ thứ tội. Gương mặt nhìn không được hung hăng co lại, Nghiêm Bá Công cùng Lâm Như Phong liếc nhìn nhau, hàm răng đều nhanh muốn cắn rơi. Đắc chí, mẹ hắn, tiểu tử này cùng cái kia U Vạn Sơn không có sai biệt a. Nói là thỉnh tội, thực cũng là khoe khoang. Nếu là ngươi bắt nhiều người như vậy cũng đã có sai lời nói, cái kia hai nhà chúng ta một cọng lông đều không mò đến, chẳng phải là liền nên chém đầu cả nhà. Song quyền hung hăng nắm lại đến, Lâm Như Phong cùng Nghiêm Bá Công hai người trong lỗ mũi cùng nhau phun ra hai ống bạch khí, giữ yên lặng. Cái này Hoa Vũ Lâu nhất chiến, vậy mà để U Minh Cốc như thế cái chó mất chủ ra tận danh tiếng, cái này để bọn hắn vô luận như thế nào đều không phục. Lãnh Vô Thường nhìn đến đây hết thảy, lại là cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, khen, U Minh tiên sinh quá khiêm tốn, người trận chiến này bên trong làm cư công đầu, lại nơi nào đến qua được sai. Ha ha ha! Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, đầy mặt ý cười, biểu thị tán đồng, U Minh, người thật có chính là sư chi phong. U Minh Cốc có người phụ trợ, tiền đồ sáng lạn a. Môn chủ quá khen, U Minh một gật đầu. Khiêm tốn nói. U Vạn Sơn cũng là nhếch miệng cười to, một mặt kiêu ngạo mà nhìn về phía U Minh, tựa hồ trọng kiến U Minh Cốc, đã ở trong tầm tay. Chỉ có Nghiêm Bá Công khinh thường bĩu môi, châm chọc khiêu khích nói lầm bầm, hừ, một cái liền chính mình hang ổ đều thủ không được gia tộc, còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Ngươi nói cái gì, vừa dứt lời, U Vạn Sơn lúc này sắc mặt giận dữ, hung hăng trừng mắt về phía hắn. U Minh Cốc mọi người, cũng là sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hung hăng nhìn sang. Thế nhưng là Nghiêm Bá Công vẫn như cũ khóe môi nhếch lên một bộ khinh miệt nụ cười, từ chối cho ý kiến chợt qua đầu, trong mắt chỉ có vẻ khinh bỉ. Thế mà đúng lúc này, hưu một tiếng vang nhỏ, một đạo xanh biếc quang ảnh đã là đột nhiên hướng hắn bên này phóng tới. Nghiêm Bá Công trong mắt ngưng tụ, thân thủ vừa tiếp xúc với, đã thấy đó chính là một đạo xanh biếc truyền tin ngọc giản. Sau đó không dám thất lễ, vội vàng bình tĩnh lại tâm thần xem, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã xông ra trong bữa tiệc, hướng về Hoàng Phủ Thiên Nguyên quỳ rạp trên đất, hai gò má sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, cầu khẩn nói, Hoàng Phủ Môn Chủ, xin ngài mau cứu ta Dược Vương Điện đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Nghiêm Điện Chủ, lên lại nói. Sắc mặt bất giác nghiêm một chút, Hoàng Phủ Thiên Nguyên hư nhấc một ra tay trường, quát nói. Lần nữa nức nở hai tiếng. Nghiêm Bá Công vội vàng nói cao. Trác Phàm tên xúc sinh kia, hiện tại chính phái người công đánh chúng ta Dược Vương Điện. Ta trong điện ngàn năm cơ nghiệp, lập tức liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, mời môn chủ làm viện thủ, tranh thủ thời gian cứu viện. Nghe được lời này, mọi người tại đây cùng nhau kinh hãi, cái này Trác Phàm vậy mà lại hướng Dược Vương Điện ra tay. Chỉ bất quá, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường tại khiếp sợ sắc mặt phía dưới. Trong hai mắt lại là lộ ra mỉm cười, dường như gãi đúng chỗ ngứa một dạng. U Vạn Sơn thì là cười trên nỗi đau của người khác, khinh thường bĩu môi, cười đùa nói, hắc hắc hắc. Đây thật là báo ứng xác đáng a. Ngươi, Nghiêm Bá Công hai mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn hắn, lại là không nói ra một câu, ai bảo lúc trước hắn cũng giễu cợt qua người ta đây, bây giờ lại là không có cách nào phản bác nữa, đành phải tiếp tục xem hướng Hoàng Phủ Thiên Nguyên chỗ đó. Trong mắt tản ra hy vọng ánh mắt, Hoàng Phủ Môn Chủ, xin ngài cần phải gấp rút tiếp viện. Đại ân đại đức, Dược Vương Điện toàn thể trên dưới, vô cùng cảm kích. Nhẹ nhàng mò sờ cằm, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có lên tiếng, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường phương hướng. Trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, Lãnh Vô Thường tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như, giả bộ ngưng lông mày sau một lúc, thở dài lên tiếng, ai, Trác Phàm người này âm hiểm xảo trá. Nếu là chúng ta tùy tiện đi cứu, sợ rằng sẽ bên trong hắn dùng khỏe ứng mệt kế sách. Cho nên theo lão phu đến xem, không bằng tới cái vây ngụy cứu triệu kế sách.
Chúng ta đi tấn công Tiềm Long Các, hắn sau khi biết nhất định gấp rút tiếp viện, không học hỏi tốt giải dược vương điện chi vây sao. Nếu như câu nói này bị Trác Phàm nghe đến lời nói, nhất định sẽ vung tay cho Lãnh Vô Thường một cái miệng rộng tử. Nha nha phi, ăn cắp bản quyền lão tử lấy cớ. Không sai, lần này hai người đúng là ngầm hiểu lẫn nhau, liền qua loa tắc trách lấy cớ đều dùng giống như đúc. Dù sao ta muốn đi cứu, chỉ bất quá ta không phải trực tiếp cứu, mà chính là đường cong cứu quốc, người đây cũng không thể nói ta không để ý đồng minh tình nghĩa đi. Nhưng là kết quả chính là, cái này ngự hạ bát gia từng cái biến mất, sau cùng chỉ có Lạc gia cùng đế vương môn hai nhà tồn tại, còn lại gia tộc còn sót lại thế lực, không thể không phụ thuộc vào hai nhà, sau cùng bị hai nhà này hoàn toàn nuốt mất, hình thành hai cực chi thế. Tổng đến xem, tất cả gia tộc đều bị diệt, chỉ có hai nhà này hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại thực lực còn lớn hơn tăng, đây chính là bọn họ tránh thức mục đích. U Minh đã xem thấu song phương dự định, trong lòng lại là ai thán liên tục. Đây chính là tránh thức dương mưu a, cho dù người rõ ràng chân tướng, cũng không có năng lực phá giải. Song phương đều có một vị tránh thức bố cục đại sư tại thôi động đây hết thảy, tất cả gia tộc đều là pháo hôi, mặc kệ là minh hữu còn là địch nhân, sau cùng đều sẽ bị hai nhà này ăn hết. Nhìn lấy U Vạn Sơn nhìn về phía Nghiêm Bá Công cái kia một mặt trào phúng khuôn mặt, U Minh trong lòng liền ngăn không được bi ai. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, sư phụ hắn U Quỷ Thất, cùng Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong ở giữa chênh lệch. Mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế trăm ngàn biến, cũng không chống đỡ được dương mưu bố cục định càn khôn. Trác Phàm, Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường, đương kim hoàng đế. Bọn họ, mới thật sự là cao thủ a. Một phương diện khác, tại đi qua hơn 2 tháng cấp tốc hành trình về sau, Tuyết Thanh Kiến rốt cục hộ tống Hoa Vũ Lâu trốn tới cái kia mấy ngàn người, đi vào Hoa Vũ Thành bên ngoài. Mà ở nơi đó, nhận được tin tức Trác Phàm, sớm đã xin đợi đã lâu. Mỗ mỗ, đã lâu không gặp, Trác Phàm tại đây hữu lễ. Trác Phàm hai tay sau lưng, mây trôi nước chảy, nhìn về phía chúng người ánh mắt một mảnh yên tĩnh, khẽ khom người nói. Mỗ mỗ nhìn thấy, còn ngăn cách xa mấy chục thước, thì đuổi vội hoàn lễ, không dám không dám. Chúng ta Hoa Vũ Lâu gặp rủi ro, đến đây quấy rầy, còn có cực khổ Trác quản gia tự mình đón chào, thật sự là chiết sát lão thân. Mỗ mỗ nói chỗ nào lời nói, chúng ta vốn là đồng minh, một phương gặp nạn, vốn nên tương trợ. Ngược lại là tại hạ, vài ngày trước làm ra phản bội đồng minh sự tình, cũng khó trách mỗ mỗ các ngươi. Trác Phàm thở sâu, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt có chút khổ sở tính toán, tóm lại đây đều là ta sai. Không phải vậy các ngươi cũng sẽ không tin ta, mới gặp đại nạn này. Mỗ mỗ nhìn Trác Phàm trên mặt đau thương, trong lòng càng thêm áy náy. Việc này rõ ràng là nàng nghi ngờ trước đây, sau cùng ngược lại quái tại người ta mật báo trên thân người, bất giác để trong nội tâm nàng càng thêm cảm giác khó chịu, cảm thấy oan uổng người tốt. Bất quá mẫu đơn lâu chủ, lại là muốn tìm tòi hư thực, chất vấn, vậy ngươi thử nói xem, lúc đó vì sao trộm ta trấn lầu chi bảo. Mẫu đơn, mỗ mỗ hung hăng chừng nàng liếc một chút, trách mắng. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, thản nhiên nói, lúc đó cướp đồng minh chi vật, thật là ta chi sai, ta không muốn giải thích cái gì. Chỉ là lần này làm cho các vị chán nản đến tận đây, lại không phải ta muốn thấy đến, ai. Cái gì không muốn giải thích, Trác quản gia, ngài lúc đó làm như vậy, nhưng là cái gì sai đều không có. Đúng lúc này. Tuyết Thanh Kiến tựa hồ có chút không cam lòng, chen miệng nói, các ngươi có biết hay không, lúc đó đế vương môn thế nhưng là cầm thiếu gia nhà ta tiểu thư mệnh bức Trác quản gia làm việc này, chẳng lẽ hắn có thể không làm sao? Đổi lại các ngươi, mỗ mỗ xuất hiện loại sự tình này, các ngươi sẽ làm sao, hừ. Tuyết trưởng lão, ngươi quá lắm miệng, sầm mặt lại, Trác Phàm quát lạnh một tiếng, Tuyết Thanh Kiến liền không còn dám lên tiếng. Chỉ là giờ này khắc này. Hoa Vũ Lâu mọi người mới hiểu được, nguyên lai hết thảy nguyên do sự việc, đều là đế vương môn tên vương bát đản này tại từ đó quấy phá a. Tốt độc đế vương môn, thật là âm hiểm Lãnh Vô Thường. Ánh mắt khẽ híp một cái, mỗ mỗ khẽ cắn môi, oán hận nói. Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay, thở dài, mỗ mỗ chớ có nói như vậy, đối đãi địch nhân không có cái gì ngoan độc bỉ ổi. Lần này là ta phản bội minh hữu,
không để ý đương nhiên tình nghị, cho nên coi như ta có lỗi với các ngươi. Nếu là có bất luận cái gì oán trách, đều có thể hướng ta trách phạm tới. Ai làm nấy chịu, ta tuyệt sẽ không có bất kỳ từ chối. Ách không không không, cha quản gia, lão thân không phải không biết chuyện người, tiền căn hậu quả lão thân như là đã biết được, làm sao có thể lại trách tội tại ngươi đây. Tựa như vừa mới Tuyết trưởng lão nói, gặp phải loại sự tình này, người nào đều sẽ như thế làm, dù cho lão thân cũng không ngoại lệ, lại cái nào có tư cách oán trách Trác quản gia. Trác Phàm càng là muốn một mình gánh chịu cái này chịu tội, không chút nào từ chối, mỗ mỗ liền càng phát giác Trác Phàm nhưng là dựa vào, trong lòng vi hoài nghi hắn mà áy náy, ai thán liên tục. Sau cùng càng là nghiến răng nghiến lợi, chửi mắng đế vương môn nói, cái này đế vương môn bị ổi vô sỉ, có ý châm ngòi chúng ta đồng minh quan hệ. Lãnh vô thường càng là cơ quan tính toán tường tận, đây nhất định là hắn quỷ kế. Hắn đế vương môn người tài ba xuất hiện lớp lớp, lại chính mình không động thủ, buộc ngươi xuất thủ, rõ ràng cũng là ly gián chúng ta. Ai, chỉ là lão thân vẫn là phía trên bọn họ làm, đối với các ngươi lạc gia có hoài nghi, mới đưa đến hôm nay tai họa, cái này thật sự là lão thân chi tội a. Nói đến đây, mỗ mỗ lại là nước mắt liên tục. Trác Phàm lại là nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm than. Hắn là không biết lãnh vô thường để hắn đi trộm bồ đề tu căn lúc, có nghĩ tới hay không điểm này. Nhưng có một chút hắn là biết, đế vương môn tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng hoa vũ lâu nữ tử cũng là tính nóng như lửa. Giống cướp trấn lầu chi bảo dạng này nhiệm vụ, cũng chỉ có hắn Trác Phàm mới có thể thắng đảm nhiệm đi. Người khác, cái nào có bản lĩnh đem bảo bối này làm ra đến. Bất quá, mỗ mỗ đã một mực chắc chắn là đế vương môn quỷ kế. Hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi nhẹ vỗ một cái mỗ mỗ cánh tay, khuyên nhủ, mỗ mỗ, như là đã biết đối phương quỷ kế, vậy chúng ta càng phải chân thành đoàn kết mới là, cắt không thể lại đối lẫn nhau có nghi ngờ chi tâm. Trác quản gia nói đúng, dù sao hiện tại hoa vũ lâu đã thế nhỏ, vậy chúng ta ngày sau thì hết thảy lấy Trác quản gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, thì phải báo đến thủ này, trọng trấn hoa vũ lâu. Mỗ mỗ bình tĩnh gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Trác Phàm cũng là chỉnh trọng gật đầu, thản nhiên nói, nhận được mỗ mỗ hậu ái, Trác Phàm nhất định không có phụ hy vọng chung. Đúng, ta nhìn ngài giống như bên trong dược phương điện thất thải vân la trưởng, vẫn là tranh thủ thời gian vào thành nghỉ ngơi đi, ta khiến người ta chuẩn bị cho ngài giải dược. Làm phiền Trác quản gia, lần nữa khẽ khom người, mỗ mỗ liền tại còn lại đệ tử nâng đỡ, hướng nội thành đi đến. Trác Phàm thì đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Mà hoa vũ lầu mỗi người, đi qua Trác Phàm bên người thời điểm, đều là áy náy khẽ khom người, tựa hồ còn đang vì hoài nghi hắn mà tự trách. Riêng là mẫu đơn lâu chủ, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đang không ngừng né tránh, tựa hồ căn bản không dám đối mặt, lại không có lúc trước mạnh mẽ. Trác quản gia, ngài những thứ này lấy cớ, đều rất hoàn mỹ, quả thực cũng là không chê vào đâu được. Lúc đó ta cùng lão đầu tử nhìn thấy các nàng về sau, thì có thể nói cho các nàng biết, làm gì một mực giấu giếm đến bây giờ mới nói ra đến. Hại ta một đường lên, nghe mẫu đơn nha đầu kia một đường bực tức. Chờ chỗ có hoa vũ lâu đệ tử, đều bị Trác Phàm người an bài vào thành về sau, Tuyết Thanh Kiến mới có chút kỳ quái đi vào trước mặt hắn, khó hiểu nói. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm nhìn lấy mọi người biến mất phương hướng, thở dài, ai, đám này muội tử. Chắc là quy tâm đi. Đón lấy, hắn mới giải thích nói, Tuyết trưởng lão, người biết lấy ra cùng đưa đi khác nhau sao? Không khỏi khẽ giật mình, Tuyết Thanh Kiến mở mịt lắc đầu. Ha ha ha, có thể tùy tiện được đến, bị người khác đưa tới đồ vật, mọi người khắp nơi sẽ không quá coi trọng. Chỗ lấy các ngươi như ngay từ đầu thì nói cho các nàng biết những thứ này lấy cớ, cho dù lại không chê vào đâu được, các nàng cũng sẽ cho rằng là lấy cớ. Sẽ không quá tin tưởng. Chỉ có tại các nàng không ngừng hỏi thăm dưới, bị bất đắc dĩ, bị bước đi ra khẩu cung, mới lại càng dễ làm cho các nàng vững tin. Mà lại những thứ này lấy cớ ta không thể nói, nhất định phải người thứ ba nói cho các nàng biết mới được. Cho nên Tuyết trưởng lão, ủy khuất dọc theo con đường này, người lỗ tai thụ gặp trắc trở, ha ha ha. Trác Phàm cười một tiếng dài, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, hoa vũ lâu hiện tại gặp nạn. Ta lần này đưa than khi có tuyết, các nàng tất nhiên mang ơn. Lại thêm chuyện lúc trước khúc mắc mở ra,
các nàng hội càng thêm tín nhiệm ta. Mà các nàng tín nhiệm, sẽ ảnh hưởng còn lại hai nhà người tới đối ta tín nhiệm. Cứ như vậy, ba nhà Quy Tâm, ở trong tầm tay. Đúng, Tuyết trưởng lão, như ta thấy, đế vương môn muốn chuẩn bị cầm xuống Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ. Ngươi truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn mau chóng rời đi bản bộ, đến ta Lạc Gia tập hợp. Không có căn bọn họ, sau cùng cũng chỉ có thể phụ thuộc chúng ta. Đúng, Trác quản gia, Tuyết Thanh Kiến liền ôm quyền, lĩnh mệnh đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, thật sâu nhìn lấy hắn, nghi nói, Trác quản gia, ngài năm nay đến tột cùng bao nhiêu niên kỷ a, vì sao như thế cáo giả? Người cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi, cái này ba nhà bị ngươi làm cho cửa nát nhà tan, còn muốn đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt đâu. Ha ha ha, để bọn hắn cửa nát nhà tan, không phải ta, mà chính là cái này thiên hạ đại thế. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, gió thổi báo giông bão sắp đến, cái này không phải ta có khả năng ngăn cản. Ta duy nhất có thể làm, cũng là đem cơn mưa gió này cản tại ngoài cửa, chỉ thế thôi. Tuyết trưởng lão, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, ta đối cái này ba nhà tính kế, là bọn họ may mắn. Ta chỉ muốn chiếm đoạt, nếu là người khác đến lời nói, bọn họ chỉ có hủy diệt một con đường mà thôi. Tuyết Thanh Kiến không rõ ràng cho lắm, ngơ ngác gật đầu. Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có để người ta ngàn năm cơ nghiệp hủy về sau, còn nói là vì muốn tốt cho người ta đạo lý sao? Trác quản gia cái này ác nhân làm đến, còn thật là cao thượng a. Tuyết Thanh Kiến không hiểu, Trác Phàm cũng không cần nàng minh bạch, tiếp tục nói, đúng, Thù Lão Na một bên tiến hành đến như thế nào? Trác quản gia yên tâm, ấn ngài phân phó, tại tiếp ứng đến Hoa Vũ Lâu đệ tử các nàng về sau, ta phụ trách đưa các nàng trả lại. Lão đầu tử ở lại nơi đó xem tình thế, chờ đế vương môn bọn họ vừa đi, liền lập tức động thủ, đem Hoa Vũ Lâu trải qua đại cao thủ phần mộ đào ra, đem thi thể cho ngài mang về. Rất tốt. Trác Phàm không sai gật đầu, quay người hướng Hắc Phong Sơn phương hướng bay đi, chỉ là hắn tiếng nói lại là lần nữa truyền đến, Lệ lão mang theo Nghiêm lão đi lấy phía dưới Dược Vương Điện, chờ Thù lão sau khi trở về, ngươi cùng hắn cùng đi cầm xuống Khoái Hoạt Lâm đi. Vâng. Tuyết Thanh Kiến gật đầu một cái, khom người lĩnh mệnh. Rất nhanh, Trác Phàm lần nữa đi vào dấu binh trong động, phất phất tay, để trong này chính đang bố trí Lạc gia đệ tử cùng Vân gia tộc người rời đi. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy nơi này đào lấy từng dãy hố đất, hiện lên âm dương thái cực đồ án. Mỗi một cái hố đất bên trong, chung quanh phủ đầy linh thạch, trung gian thì là để đó hai bộ thân thể. Một bộ khuôn mặt tiều tụy, đã phơi khô. Lại là một bộ năm này tháng nọ không hư thây khô, một cái khác cỗ thân hình khô xẹp, giống như hình người, lại là lại không nhân khí khí tức, cho dù dùng thần thức dò xét, cũng phát giác không ra, chính là cái kia thân thể đã héo nhân trụ không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ trách, còn có mấy khối luyện khí tài liệu cùng một đôi linh thú vũ dực. Mà giống như vậy hố đất, lại là lít nha lít nhít sắp xếp đi qua, có mấy vạn chi chúng. Có trong hầm đã vùi sâu vào cái này hai bộ thân thể, nhưng đại đa số nhưng như cũ là trống rỗng. Chậm rãi cúi người hình, sờ sờ người kia trụ đầu, Trác Phàm nhấc mắt nhìn đi, cất cao giọng nói, đại khái 10 năm gần đây trước, ta để bàng thống lĩnh bắt đầu thu dưỡng các ngươi, để cho các ngươi luyện công. Bất quá các ngươi đều là thất bại giả, từ đó trở thành phế nhân. Khi đó, ta lại để cho Lôi cô nương, dạy các ngươi vạn thức quyết. Biết bộ công pháp kia hậu quả về sau, nàng lúc đó nói ta rất tàn nhẫn. Nhưng là ta cảm thấy, để cho các ngươi trở thành cả một đời phế nhân, mới thật sự là tàn nhẫn nhất. Cho nên, ta nói với nàng, cho dù các ngươi biến thành hiện tại bộ này sống không bằng chết bộ dáng, ta cũng có biện pháp an trí các ngươi. Bây giờ thời điểm đến, các ngươi sẽ không trở thành tối cường giả, nhưng là lấy các ngươi tư chất mà nói, lại sẽ đạt tới trong cuộc đời tối đỉnh phong vị trí. Các ngươi, sẽ để cho cái này toàn bộ đế quốc đều nhớ kỹ. Các ngươi không còn là phế nhân, mà chính là đáng sợ chiến sĩ. Ông, từng đạo ba động theo những người kia trụ thể nội phát ra, người khác có lẽ cảm giác không thấy, nhưng là Trác Phàm tay bấm ấn quyết, lại là đã cảm nhận được bọn họ tin tức, bất giác nhếch miệng lên, cười khẽ một tiếng, cái gì gọi là có thể động sao? Ha ha ha, yên tâm đi, các ngươi chẳng những có thể động. Mà lại sẽ trở thành các ngươi trong giấc mộng, Lạc gia cường lực nhất hộ vệ,
Lạc gia sẽ vì các ngươi kiêu ngạo. Ong ong ong. Lại là từng trận ba động không ngừng truyền ra, Trác Phàm lại là cảm thấy từng trận tâm tình vui sướng hướng hắn vọt tới, không khỏi trong lòng bật cười lắc đầu. Hắn không phải người tốt lành gì, vốn là hắn là muốn luyện chế chiến khôi, một loại đáng sợ binh khí hình người. Dùng các đời cường giả thi thể làm gốc, thêm vào các loại luyện khí tài liệu, luyện chế kim cương thân thể. Đến mức nguyên thần khống chế, thì là dùng những thứ này chung với người Lạc gia trụ để thay thế. Bởi vì thân thể bản thân liền là chết người, cho nên nhân trụ cho dù khống chế thân thể này, cũng vô pháp lại tu luyện, cho nên mới được xưng là binh khí hình người. Một cái không có tiềm lực phát triển tu luyện giả, chỉ có thể dùng binh khí để hình dung. Chẳng qua trước mắt đến xem, dạng này binh khí hình người, tại thiên vũ như thế cái yếu thế trong đế quốc, đã đủ dùng. Nguyên bản bởi vì điều kiện hạn chế, hắn dự định trước luyện chế 1000 chiến khôi. Còn người khác trụ, tự sanh tự diệt tốt, nhưng là hiện tại có Côn Bằng giúp đỡ, hắn mới hy vọng có thể đem những thứ này hy sinh chính mình, vì Lạc gia tình báo hệ thống, mà tu luyện thành nhân trụ hài tử một bộ có thể hoạt động thân thể, cũng coi là đối bọn hắn tốt nhất an trí cùng bổ khuyết. Mà lại, 1000 chiến khôi chiến lực liền đã tương đương cường hãn. Hắn luyện này 1000 chiến khôi, nhưng là muốn cùng hoàng thất đối kháng. Nhưng là bây giờ, đếm đo một cái tử tăng vọt đến 100000 chi chúng. Lần này, hắn hoàn toàn có thể cùng Độc Cô Chiến Thiên 300 vạn đại quân liều mạng. Cho nên hắn mới nói, hoàng đế cái gì đều tính tới, duy chỉ có điểm này hắn tính sai. Một chi có thể bù đắp được Độc Cô đại quân cường hãn thế lực xuất hiện, cái kia hoàng tọa còn có thể ngồi vững vàng sao? Ha ha ha! Cười lạnh, Trác Phàm trong mắt đã là lóe qua một đạo tà dị ánh sáng. Ấn quyết trong tay vừa bấm động, hét lớn lên tiếng nói, thiên địa trận môn mở vân đoan, vu sơn âm vũ chiến sự tới. Từ đó lại luyện cửu châu hồn, ngựa đạp non sông ai cản. Quát, âm âm, giống như thiên địa muốn sụp đổ đồng dạng, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối xuống, sấm sét chớp động, hủy thiên diệt địa. Hắc phong sơn bốn phía, tất cả đều dâng lên cuồn cuộn khí lưu màu đen, hóa thành từng đạo phong bạo, đang không ngừng bao phủ. Toàn bộ Phong Lâm Thành, cũng sắp bị cùng một chỗ nhấc lên bay ra ngoài. Vừa mới an ổn xuống mỗ mỗ bọn người, thấy dị tượng này, bất giác cả kinh cùng nhau hoảng hốt thất sắc. Thiên địa dị biến, tất có hành vi nghịch thiên phát sinh, mới có thể hàng này thiên kiếp. Chỉ là không biết, lại có gì sự tình vật gì muốn xuất hiện, làm hại nhân gian a. Xì xì xì, nói đạo lôi quang hóa thành từng cái điện xà. Tại cái kia vô số cỗ thi thể phía trên toán loạn. Bên cạnh luyện khí tài liêu cùng từng đôi vũ dực, cũng bỗng nhiên lập lòe lên sáng chói quang huy. Đón lấy, liền bỗng nhiên hóa thành một cỗ dịch thể, hướng cái kia thi thể chảy tới, chỉ chốc lát sau thì triệt để dung nhập bên trong. Đây hết thảy, dường như cùng Trác Phàm năm đó luyện thể không có sai biệt, nhưng lại càng thêm dễ dàng rất nhiều. Dù sao năm đó luyện thể là luyện cơ thể sống. Hiện tại sở luyện chế chính là thi thể, không đau vô hại, không cần quan tâm bởi vì nguyên thần sụp đổ mà thất bại. Cho nên Trác Phàm cũng buông ra lá gan, hơn 1000 bộ thi thể cùng một chỗ luyện chế. Chờ tất cả thi thể đều dung hợp hoàn thành, nguyên bản khô quắt làn da mặt, phát ra như kim loại lộng lẫy về sau, Trác Phàm mới lại một đánh thủ quyết, quát nói thay hình đổi vị, thần thức quy nguyên, quát. Bính bính bính. Thi thể bên cạnh. Vô số cỗ nhân trụ bỗng nhiên nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe tứ tán các nơi. Nhưng là từ người kia trụ thể nội, lại là cùng nhau bay ra từng đạo thăm thẳm hỏa quang, lóe ra u ám lục huỳnh, tại run lên một cái. Trác Phàm lần nữa đánh ra một cái thủ quyết, những cái kia lục huỳnh liền siêu một tiếng, tất cả đều chui vào bên cạnh thi thể bên trong. Cũng liền ở trong nháy mắt này, những cái kia thi thể cũng toàn đều cùng nhau lắc một cái, mí mắt cũng hơi hơi động động. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm thủ quyết lại đánh, những cái kia thi thể liền lại đồng loạt hé miệng. Trác Phàm có ngón tay bắn liền, từng hạt đan hoàn liền trong nháy mắt bắn vào bọn họ trong miệng. Dung nguyên hợp nhất, thiên linh quy vị, quát. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm lần nữa thủ quyết bỗng nhiên đánh ra. Nhưng nghe từng tiếng ầm ầm tiếng vang liên tiếp không ngừng mà phát ra, cả mảnh trời hư không đã là sấm sét chớp liên tục. Từng đạo sấm sét càng không ngừng hướng khắp nơi đánh xuống. Cả vùng cũng tại núi giao động động đất,
Hắc Phong Sơn bốn phía bốn cái hộ sơn đại trận, cũng có chút muốn sụp đổ xu thế. Phong Lâm Thành đám người, thấy tình cảnh này, bất giác tất cả đều mặt hiện thần sắc, quỷ dị như vậy thiên địa dị tượng, quả nhiên là như ngày tận thế đồng dạng, muốn đem giữa thiên địa hết thảy sinh linh hủy diệt. Trác Phàm theo khắp nơi, không ngừng lắc lắc người, khẽ cau mày, nhưng trong lòng đã minh bạch, đây rõ ràng cũng là thiên kiếp hàng thế. Phàm là thiên địa không dung chi vật một khi hàng thế, tất yếu bị thiên kiếp hủy diệt, miễn cho đổ thán sinh linh, đây là thiên đạo. Bây giờ Trác Phàm luyện chế chiến khôi, đã là nghịch thiên mà đi, tự sẽ hạ xuống trời phạt. Bất quá, chính mình thật vất vả chuẩn bị tốt phục binh, lại làm sao có thể để thiên kiếp dễ dàng như thế cho hủy. Đã hắn dám luyện chế, thì có bảo toàn những thứ này chiến khôi phương pháp. Sau đó, hắn tay quyết lần nữa đánh ra, thiên địa tứ phương, một gảy ngón tay một cái. Chỉ một thoáng, bốn đạo hộ sơn đại trận đồng thời khởi động, Phong Lâm Thành bốn phía khắp nơi, cũng trong nháy mắt biến thành cuồn cuộn màu đen kịt. Từng đạo khí lưu màu đen, ở phía trên uốn lượn vận chuyển. Cái kia trên chín tầng trời sấm sét, vừa vào cái này trong hắc khí, liền trong nháy mắt không cái bóng. Che trời mắt, tị nhật nguyệt, 10 cấp linh trận, ám ảnh tiềm long trận, không. Trác Phàm giống to một tiếng, thét dài lên tiếng, những hắc khí kia liền đột nhiên như sóng biển giống như tụ tập cùng một chỗ, hướng những cái kia chiến khôi đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ tại cuồn cuộn hắc lưu bên trong. Chờ hắc khí tán đi, Trác Phàm trước mắt đã là một mảnh vuông vức đất đai, dấu binh trong động không còn có một cái chiến khôi bóng người. Dường như những cái kia chiến khôi, thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà vân không phía trên sấm sét, tựa hồ cũng bỗng nhiên mất đi muốn mục tiêu đả kích, không khỏi sững sờ. Mực đậm giống như mây đen hơi hơi run run, tiếp lấy liền dần dần tản ra. Mà khắp nơi cũng khôi phục lại bình tĩnh, không còn chấn động, toàn bộ Phong Lâm Thành lần nữa khôi phục an lành yên ổn cảnh trí. Chỉ là vừa mới cái kia cỗ đáng sợ dị tượng, lại là để trong này tất cả mọi người trong lòng, đều phát lên mãnh liệt bất an. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm không khỏi chà chà cái trán mồ hôi, trong lòng may mắn. May mắn hắn có trước gặp tên, Lạc gia lại bị phong vì thứ 8 thế gia, nắm giữ linh quặng quyền khai thác, mới có thể sớm tụ tập nhiều như vậy linh thạch, ở chỗ này bố trí xuống cái này 10 cấp linh trận, che đậy thiên cơ. Không phải vậy lời nói, tâm huyết của hắn hết hoàn toàn uổng phí không nói, liền cái này đại bản doanh cũng có khả năng bị thiên kiếp bắt gọn, vậy nhưng liền được không bù mất. Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, phàm là dị vật buông xuống, cũng bất quá tại sinh ra một khắc này, hội hạ xuống thiên kiếp ngăn cản, trở thành hình, thực ông trời cũng liền qua loa cho xong chuyện, để ngươi tồn tại. Trác Phàm lấy cái này ám ảnh tiềm long trận, trước đem những thứ này chiến khôi biến mất lên, chờ sau cùng linh thể hợp nhất, sinh ra về sau, cũng liền không cần lại lo lắng hạ xuống thiên kiếp. Đến lúc đó, quả nhiên là 100.000 hùng sư, ngựa đạp trung nguyên, thiên hạ sắp tới có thể được a. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, lại thật sâu nhìn một chút cái này dấu binh động về sau, liền quay người rời đi nơi này. Chỉ có cái kia quỷ dị thiên địa dị tượng, vẫn như cũng như cái bí ẩn giống như, lưu tại nơi này trong lòng mỗi người. Mà lại, sau này mỗi mấy tháng, đều sẽ tới như thế một lần, Trác Phàm không nói, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là như thế nghi ngờ, dường như đến đại di mụ giống như, đúng hạn ấn chĩa xuống đất chờ lấy cái này dị tượng phát sinh. Không có cái gì tổn thất, bọn họ cũng không có cái gì nhưng là tính toán. Như thế như vậy, lại là đếm tháng trôi qua. Tại trong lúc này, đế vương môn mang theo U Minh Cốc, Dược Phương Điện trở thế ra, một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền cầm xuống Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ. Mà hai nhà tại Kiến Thức Hoa Vũ Lâu bị vây thảm cảnh về sau, biết địch nhân thế lớn, cũng không dám liều mạng. Cơ hồ tại ngay từ đầu, thì làm lấy chạy trốn dự định. Cho nên, đế vương môn công phạt hai nhà lúc, hai nhà không có làm bao lớn phản kháng, liền trực tiếp phủi mông một cái chạy đi, bởi vậy trên cơ bản đều tại một tuần bên trong đánh hạ. Bất quá so với Hoa Vũ Lâu tới nói, hai nhà còn sót lại nhân mã còn tính hoàn chỉnh, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Mà Trác Phàm cái này không biết xấu hổ, rất rõ ràng ngay tại phát chiến tranh tài. Chẳng những thừa cơ đánh hạ Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm hang ổ, đào bọn họ tổ phần,
ngay cả minh hữu tổ phần hắn cũng không buông tha. Đại thể cũng là đế vương môn vừa đánh xuống một nhà, vừa rời đi, hắn phái người liền đi động thủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trác Phàm có thể nói là thu hoạch lớn, được đến cường giả thi thể mấy chục ngàn chi chúng, kém nhất cũng là đoán cốt cảnh cao thủ, luyện chế chiến khôi cũng đã đạt đến mấy chục ngàn đại quân trình độ. Chỉ bất quá đây hết thảy, hắn những cái kia minh hữu lại là không chút nào biết rõ, vẫn như cũ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đem tất cả oán hận phát tại đế vương môn trên thân. Nếu như biết rõ từ nhà tổ phần là bị người này phái người đào lời nói, không phải cùng hắn đánh nhau chết sống không thể. Mà đến tận đây, Ngự Hạ Thất gia đã cơ bản bị diệt, hai cực chi thế đã thành. Đến tiếp xuống liền nên là chân chính hai đại trận doanh chém giết, tranh bá thiên hạ. Hắc Phong Sơn trong nghị sự đại sảnh, lúc này đã là tập trung đầy người, đều là các nhà trưởng sự người. Trác Phàm cùng Lạc Vân Hải đại biểu Lạc gia, ngồi tại chủ vị chi thượng, hạ tay thì là Tiềm Long Các, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hầu Phủ ba nhà. Dương mắt liếc mọi người liếc một chút, Trác Phàm cất cao giọng nói, bây giờ hoàng thất loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù đế vương môn tại thiên vũ hành hung, hoành hành không sợ. Hiện tại song phương trận doanh đã triệt để vạch mặt, không phải hắn chết, chính là ta vong, chiến sự đã không thể tránh né. Không thể tránh né thì không tránh, cái này ngàn năm qua, chúng ta mấy nhà thụ nó bao nhiêu uất khí. Hiện tại càng tốt hơn, vậy mà trực tiếp đối với chúng ta động thủ, hừ. Trác Phàm lời còn chưa dứt, Long Cửu đã là lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, trước kia chúng ta lấy đại cục làm trọng, có lẽ không dám cùng nó liều mạng. Nhưng là hiện tại có huynh đệ ngươi tỏa chấn, lấy Lạc gia hôm nay thực lực, hoàn toàn có thể cùng nhất chiến. Chúng ta hôm nay thì lấy ngươi cầm đầu, cùng nó liều cho cá chết lưới rách, dù sao nó cũng không nghĩ cho chúng ta đường sống. Không sai, cùng nó liều cho cá chết lưới rách. Long Cửu vừa dứt lời, bốn phía mọi người liền lập tức hô ứng đại uống. Những thứ này trước kia Ngự Hạ gia tộc đệ tử, hiện tại đều là gia viên bị hủy người, có thể nói là tránh thức dân liều mạng. Bỏ được một thân toác, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, sự tình gì không dám làm. Huống hồ, lần này song phương sống mái với nhau, vẫn là một lần trọng trấn cờ chống cơ hội thật tốt, bọn họ lại làm sao có thể buông tha. Tự nhiên là muốn nhanh chóng khai chiến. Sau đó, mọi người chiến ý cũng khá cao ngang. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, hắn muốn chính là cái này. Sau đó thân thủ hư không ép một chút, để mọi người an tĩnh lại, mới cất cao giọng nói, yên tâm đi chư vị, giải chúng ta người nhất định tương đối rõ ràng, chúng ta Lạc gia tổ huấn là cái gì, chỉ có nhân nghĩa hai chữ. Chư vị đều là tại ta Lạc gia sa sút lúc thân thủ giúp đỡ người, đại ân đại đức, Lạc gia từ trước tới giờ không dám quên. Lúc này các vị gặp nạn, Lạc gia làm đứng ra, vì các vị lấy lại công đạo. Lão tử cái này hạ chiến thư. Chúng ta cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Tốt, 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 mọi người một trận nâng quyền gieo hò, cao giọng đáp lời. Có người càng là cảm thán, Trác quản gia thật sự là giảng nghĩa khí, Lạc gia thật là nhân nghĩa chi sư, không hổ là thư hương môn đệ. Chỉ là Lạc Vân Hải nghe được lời này, gương mặt lại hơi hơi hồng hồng, còn lại Lạc gia chư vị trưởng lão, cũng là trong lòng một trận mồ hôi đổ như thác chảy đầm đìa. Lạc gia tổ huấn thật là coi trọng nhân nghĩa, điểm này bọn họ đều thông qua Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải biết được. Bất quá gia tộc này đến Trác Phàm trong tay, đâu còn nói cái gì nhân nghĩa, lợi ích chí thượng mới là cuối cùng hành động mục tiêu. Nơi này tất cả mọi người, mạo xưng chỉ là Trác Phàm lợi dụng công cụ mà thôi, bất quá tại Trác Phàm cường đại mị lực cùng diễn kỹ dưới, bọn họ lại là cam tâm theo lệnh mà làm, gần như cuồng nhiệt, mù quáng theo đến chết. Nếu thật giảng nhân nghĩa lời nói, có lẽ bọn họ còn không tiếc cùng Trác Phàm một đường đâu. Chính là bởi vì Trác Phàm đầy đủ bị ổi, có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, bọn họ mới có thể một mực theo sát hắn tốc độ. Tựa như Trác Phàm trước kia nói tới đồng dạng, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, chỉ nói nhân nghĩa, sẽ chỉ giống như trước Lạc gia đồng dạng, bị diệt đến không còn sót lại một chút cặn. Thật sâu minh bạch điểm này. Lạc Vân Hải trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiếp lấy đứng dậy, trịnh trọng nói, các vị, hiện tại ta thì lấy Lạc gia gia chủ danh nghĩa định ra chiến thư, thảo phạt đế vương môn, cho chư vị một cái công đạo. Đã có uy nghiêm chi khí thanh âm sáng sủa truyền ra,
làm cho mọi người tại chỗ song đồng lần nữa cuồng nhiệt. Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu, tiểu tử này rốt cục bên trên nói. Ánh sáng sau lưng nếu không có hắc ám chèo chống, ánh sáng bất quá một đoàn vụn cát mà thôi. Một phương diện khác, đế vương môn bên này cũng đã định ra chiến thư, hướng bọn họ mục tiêu cuối cùng, Lạc Gia phát đi. Đón lấy, thương nghị mọi người liền tản ra. Chỉ là U Minh còn đi chưa được mấy bước, Lãnh Vô Thường bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nói, U Minh tiên sinh, nghe nói người cùng nhị hoàng tử rất quen. Đúng, hắn đối với ta rất tín nhiệm, U Minh gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy thì mời ngươi trước quay về nhị hoàng tử bên người đi. Tuy nhiên chúng ta cùng Gia Cát Trường Phong đã đạt thành chung nhận thức, nhưng lão hồ ly này không đáng tin, lý do an toàn, chúng ta còn cần làm gián tiếp chuẩn bị. Dù sao lập tức chúng ta liền muốn cùng Lạc Gia khai chiến, lão phu tuyệt không hy vọng hoàng thất làm ngư ông chi lợi. Ánh mắt khẽ híp một cái, U Minh đã biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhếch miệng lên, đạm mạc gật đầu, ha ha ha. Ngươi cùng cái kia Trác Phàm muốn còn thật một dạng. Không khỏi sững sờ, Lãnh Vô Thường thật sâu liếc hắn một cái về sau, mới đột nhiên cười to lên, ha ha ha. Thì ra là thế, xem ra hắn cũng cho ngươi một chương chạy trốn vé tàu a. Hai lá chiến thư, giống như mọc cánh một dạng, bay hướng Thiên Vũ phố lớn ngõ nhỏ, nhất thời dẫn tới cả nước xôn xao. Đế vương môn, thân phụ hoàng mệnh, tự xưng vương giả chi sư, đầu tiên muốn chiếm cái chữ lý, đối phản nghịch Trác Phàm cùng Lạc Gia cả đám người thảo phạt, thề phải đem những thứ này loạn thần tặc tử chu diệt hầu như không còn, còn Thiên Vũ một cái an bình. Trác Phàm thì là công bố đế vương môn gian nịnh tiểu nhân, che đậy thánh nghe, lừa trên gạt dưới, chèn ép ngự hạ gia tộc, từng đống hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất. Lạc Gia thân là ngự hạ thứ 8 thế gia, liền muốn gánh vác cần vương chi sư trách nhiệm, tiêu diệt như thế gian thần tiểu nhân, còn hướng giã thiên hạ một cái thái bình, lại cũng đổi trắng thay đen, chiếm cái chữ lý. Lần này, những cái kia thế tục gia tộc, phố phường tiểu dân nhưng là nhìn không hiểu. Dù sao Thiên Vũ là vũ văn gia thiên hạ, người nào có thể đại biểu hoàng thất chính thống xuất binh, người nào chính là chính nghĩa một phương. Vốn là Trác Phàm sớm bị hoàng thất truy nã, đế vương môn phụng mệnh tiêu diệt tặc, là lại rõ ràng hiểu không qua sự tình. Nhưng là bây giờ, theo Trác Phàm chiến thư phía trên chỗ nói, tựa như là đế vương môn tiến sàm ngôn, mới khiến cho hoàng đế làm ra sai lầm quyết định. Nắm lấy trung thần đồng dạng bị gian thần hãm hại oan uổng chuẩn tắc, Trác Phàm nhất thời biến thành hộ giá trung lương, hắn chỗ lấy bị truy nã, cũng hoàn toàn là bị đế vương môn mưu hại. Mà lại, hiện tại hoàng đế còn tại bị đế vương môn lường gạt đây. Hắn chính là muốn thanh quân chắc, để hoàng đế thân quân tử mà xa tiểu nhân, mới phải thảo phạt đế vương môn. Kể từ đó, Trác Phàm lý do giống như cũng khá đầy đủ, hình tượng trong nháy mắt thì cao lớn. Thế nhưng là mọi người không khỏi lại đều hồ đồ, bọn họ song phương, đến tột cùng người nào mới thật sự là giường cột nước nhà, hộ giá trung thần đâu. Lúc này, liền cần hoàng thất làm sáng tỏ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, hoàng thất lại là khàn giọng, không chút nào vì đế vương môn nói một câu. Phải biết, vây quét Trác Phàm cái này ý chỉ thế nhưng là hoàng đế dưới, nhưng bây giờ hắn lại giả câm vờ điếc, bên trong rõ ràng có trá. Không sai, đây chính là hoàng đế chỗ cao minh, khó được hồ đồ. Nếu là hắn hiện tại thì phân biệt trung gian lời nói, cái kia về sau hắn chả cái nào có lý do đối bọn hắn song phương xuất thủ. Cái này chẳng phải cho mình mang bộ xiềng xích, rơi vào bị động a. Còn không bằng như bây giờ, để bọn hắn chém giết, đến sau cùng lưỡng bại câu thương thời điểm, một lần hành động tiêu diệt. Đến lúc đó người nào cái kia chung, người nào cái kia gian, còn không phải hoàng đế một câu sự tình sao? Hoàng đế bản tính đánh cho rất tinh diệu, thiên hạ mọi người cũng bị mơ mơ màng màng, không biết cái gọi là. Nhưng là bọn họ chỉ biết một chút, cũng là mấy tháng gần đây. Lạc Gia cùng đế vương môn đều tại điên cuồng càn quét đối phe thế lực. Tích lũy ngàn năm ngự hạ gia tộc, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, tức bị song phương san thành bình địa, không chút nào lưu thủ, đến bây giờ chỉ còn lại có hai nhà này. Bọn họ những thứ này thế tục gia tộc, vẫn là thiếu gây cái này hai đại hung sát thì tốt hơn, đại không chờ bọn họ phân ra thắng bại về sau, lại đi ôm bắp đùi cũng không muộn a. Tuy nhiên cứ như vậy, hàm kim lượng thấp điểm, thế nhưng cũng so đứng sai đội, bị ngộ sát mạnh đi.
Hoàng đế bọn họ tuy nhiên khôn khéo, nhưng thế tục ở giữa cũng không có nhiều như vậy ngu ngốc, hội ở cái này mấu chốt tham cùng đến cái này bãi vòng xoáy bên trong. Quản các ngươi người nào chính người nào tà, dù sao chỉ cần là thắng lợi, vậy liền tuyệt đối là chính nghĩa. Lão già kia, lúc này cho lão phu giả câm vờ điếc. Để lão phu đi đối phó Trác Phàm là ngươi, hiện tại liền cái lúc đang danh phận cũng không cho, thật sự là buồn cười. Hoàng phủ Thiên Nguyên oán hận giận mắng một tiếng, mặt mũi đều bị tức xanh. Lãnh Vô Thường lại là khoát khoát tay, cười nói, môn chủ bớt giận, điểm này chúng ta không phải sớm có đoán trước a. Cái này hoàng thất cũng là muốn làm ngư ông chi lợi, làm thế nào có thể cho chúng ta cần vương tên. Nếu không mà nói, chúng ta dùng cái này chiêu binh mãi mã, thế lực chẳng phải càng lớn. Mà lại, hắn cũng rất khó có lấy cớ lại đối phó chúng ta. Chỉ sợ hắn hiện tại đã nghĩ đến, đem chúng ta cùng Trác Phàm cùng một chỗ bao tròn. Hừ, hắn muốn đẹp, lão phu để hắn còn đến không kịp xuất thủ, hậu viện liền phải lên cho ta lửa. Hoàng phủ Thiên Nguyên giận vỗ một cái bàn, mắng to lên tiếng. Lãnh Vô Thường cười một tiếng, trong mắt lóe lên cơ trí ánh sáng. Mà Trác Phàm giờ phút này, cũng là khoan thai tự đắc, yên lặng chờ khai chiến. Lúc này cục diện, còn có hoàng thất phản ứng, hắn từ lâu ngờ tới. Chính là bởi vậy, hắn mới có thể phát ra như thế gốc cây màu đỏ chiến thư, lộ ra nhiều trung thành đồng dạng, dù sao cũng không có người vạch trần. Không phải vậy lời nói, để đế vương môn trước hướng về thân thể hắn dội một chậu nước bẩn, lại mượn cần vương tên, trắng trợn mở rộng thế lực, hắn liền bị động. Giống như bây giờ, tốt bao nhiêu. Hắc hắc hắc, lão tử không phải tội ác tày trời người, người nhà cũng không nhiều chính nghĩa đi đến nơi nào. Mọi người tám lạng nửa cân, tự có một phen công bình tranh đấu. Đến mức hoàng thất muốn từ đó mưu lợi bất chính. Hừ hừ, hắn hậu viện thế nhưng không có như vậy an ổn. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Trác Phàm trèo cao nhìn xa, nhìn về phía đế đô phương hướng, trong lòng đối với lần này quyết chiến, tràn ngập tự tin. Một phương diện khác, đế đô trong hoàng thành, hoàng đế ngồi tại long ỷ phía trên, hai con ngươi hơi khép, thỉnh thoảng lóe qua một đạo quỷ dị tinh quang. Độc Cô Lão nguyên soái, là thời điểm động thủ. Kính thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Độc Cô Chiến Thiên cung kính khẽ cong thân thể, ôm quyền trịnh trọng nói. Thật sâu hít một hơi, hoàng đế trầm ngâm một hồi, đạm mạc lên tiếng, Độc Cô Lão nguyên soái, ngươi tự mình lãnh binh 1 triệu, lấy tiêu diệt phản tặc tên tiến về trợ trận, nhưng là đến lúc đó nên làm như thế nào, ngài làm minh bạch. Thần, minh bạch, trong lòng thầm than một tiếng, Độc Cô Chiến Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng đế để hắn làm việc, hắn tự nhiên rõ ràng. Nói là đi tiêu diệt phản tặc, nhưng là ai là phản tặc, nhưng là không nói rõ ràng. Đến lúc đó còn không phải muốn đem song phương cùng một chỗ tiêu diệt a, đến mức tội danh, chỉ sợ hoàng đế sớm đã liệt kê tốt. Chỉ là lập tức liền muốn đích thân đối phó chính mình con nuôi một phương, hắn vị này lão nguyên soái vẫn còn có chút không đành lòng. Bất quá hoàng mệnh tại thân, hắn cũng không thể không làm. Bệ hạ, lão thần cái này một tiến đến. Trong hoàng thành liền càng thêm bất ổn, lão thần lo lắng. Không ngại. Độc Cô Chiến Thiên khẽ cau mày nhăn, lo lắng, nhưng là hắn vừa nói ra miệng, hoàng đế liền đã khoát tay một cái nói, điểm ấy ngài không cần phải lo lắng, chấm tự có tính toán, lão nguyên soái yên tâm đi cũng là. Lần hành động này là quyết định sau này ta Thiên Vũ yên ổn thời khắc mấu chốt, cắt không thể có mảy may sai lầm. Vâng. Độc Cô Chiến Thiên lại khẽ khom người. Liền lui lại lấy rời đi đại điện. Hoàng đế nhìn lấy cái kia già nua bóng lưng dần dần biến mất, trong mắt không lý do lóe qua vẻ đau thương, thì thào thở dài, ai, lão nguyên soái, đừng trách chấm tâm ngoan, cái này tất cả đều là vì thiên hạ này a. Không có qua mấy ngày, Độc Cô Chiến Thiên chỉnh binh xuất phát tin tức, liền truyền vào các phe phái thế lực trong tai. Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên tất cả đều là cười lạnh, ám đạo hoàng đế này rốt cục động thủ. Chỉ có thừa tướng Gia Cát Trường Phong, lông mày nhíu chặt lấy, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Ông, một đạo vô hình ba động tự thân một bên sinh ra, ẩn lang vệ Hô Liên xài bóng người, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt một trận vẻ hưng phấn, vui vẻ nói, Gia Cát thừa tướng, hiện tại liền Độc Cô Chiến Thiên lão nhi kia cũng rời đi hoàng đế bên người, cái này đúng là chúng ta hành động đại thời cơ tốt ha. Chờ một chút, không có liếc hắn một cái.
Gia Cát Trường Phong mi đầu một mực khóa chặt không buông, trong mắt lóe rạng rỡ tinh quang, không biết tại suy nghĩ cái gì. Hồ Liên Sài gặp, không khỏi khẩn trương, thúc giục nói, thừa tướng đại nhân, lần này hoàng đế bên người năng thần tướng tài đã toàn bộ phái ra, là thật không có bất kỳ người nào hộ vệ. Lúc này lại không động thủ, đợi hoàng đế bình định hướng ra ngoài loạn cục, chúng ta nhưng là hoàn toàn không có cơ hội. Mà lại mấy ngày nay, dịch quán nơi đó đã thúc giục chúng ta rời đi, chúng ta cũng đã không thể chờ đợi a. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Gia Cát Trường Phong trong lòng bất giác có chút lộn xộn, lại là giữ im lặng. Thật lâu, hắn vẫn là dị thường cẩn thận lắc đầu, thản nhiên nói, chờ một chút. Còn chờ, thừa tướng đại nhân, ngài đến tột cùng tại lo lắng cái gì? Hồ Liên Sài tựa hồ cũng có chút tức giận, bọn họ Huyền Nhung cao thủ tới đây, cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, ở chỗ này đi một vòng, cái gì cũng không làm thành liền trở về, còn không bị trong quân những tên kia chết cười. Bất quá, cái này muốn trách cũng chỉ quái cái này thừa tướng thực sự quá vết mực. Hận hận vẫy vẫy tay áo, Hồ Liên Sài một cái lắc mình, không thấy tăm hơi. Chỉ để lại Gia Cát Trường Phong một người kinh ngạc nhìn bầu trời, trong lòng suy nghĩ không chừng. Vù vù. Hai đạo tiếng xé gió vang, âm dương song lão đi vào bên cạnh hắn, nhìn lấy cái kia đầy mặt vẻ u sầu, không khỏi khom người hỏi, thừa tướng đại nhân, lo lắng vì sao? Các ngươi nói, hoàng thất một mực truyền thuyết có 5 vị hộ long thần vệ, nhưng hiện tại chúng ta biết chỉ có 3 cái, mặt khác 2 cái đến tột cùng là người nào đây? Ánh mắt khẽ híp một cái. Gia Cát Trường Phong mi đầu bất giác động động. Liếc nhìn nhau, âm dương song lão đã là hoàn toàn minh bạch hắn lo lắng, không khỏi suy nghĩ một hồi, thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân, ngài một mực chậm chạp không chịu động thủ, nguyên lai là lo lắng mặt khác 2 cái hộ long thần vệ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, huống chi là hộ long thần vệ. Như là không thể giải 2 người này tình huống, có lẽ chúng ta tùy ý một lần vọng động, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Hai người nghe đến, không sai gật đầu, nhưng là rất nhanh, tóc đen lão giả lại cau mày nói, bất quá thừa tướng, tại hạ có một lớn gan suy đoán, không biết phải chăng là thỏa đáng, ngài xem như tham tường. Theo lý thuyết, lấy thế lực ngài cùng 2 người chúng ta thanh này tuổi tác, kiến thức rộng, thiên hạ hiếm có. Trên bầu trời dưới, to to nhỏ nhỏ người hoặc sự tình, mặc kệ ẩn tàng được nhiều sâu, chúng ta bao nhiêu đều sẽ có giải. Thế nhưng là cái này mặt khác 2 cái hộ long thần vệ, lại là căn bản không có bất kỳ cái gì tình báo lộ ra. Có lẽ bọn họ căn bản không tồn tại, chẳng qua là hoàng thất vì củng cố thế lực, phô trương thanh thế kế sách đâu. T. Bất giác hít sâu một hơi, Gia Cát Trường Phong con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, thì thào lên tiếng, chẳng lẽ nói, lão đầu tử này những năm này, một mực tại chơi không thành kế. Lần này càng là làm ra đánh cược tiến hành. Đem tất cả lực lượng đều phái đi ra ngoài giải quyết đế vương môn cùng Trác Phàm 2 nhà, sau cùng trở lại yên ổn triều chính. Muốn là như thế lời nói, lúc này không động thủ, cũng quá đáng tiếc. Nhưng nếu không phải dạng này, đã nói lên đó là cái bẫy dập, một khi động thủ, lại hội vào cuộc, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ai, lão đầu tử chiêu này hư hư thực thực, thật sự là cao minh, lão phu cũng nhất thời lưỡng nan a. Khẽ vuốt râu dài. Gia Cát Trường Phong bất giác thở dài, nhưng là rất nhanh trong mắt liền bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang, quát nói, người tới, thông chi phía dưới, bắt đầu chuẩn bị đi. Cùng một thời gian, nhị hoàng tử tại trong vương phủ đi tới đi lui, trong lòng lộn xộn, đã hưng phấn, lại bất an. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, định thần nhìn lại chính là U Minh không thể nghi ngờ. Nhị hoàng tử gặp, không khỏi đại hỉ. Đuổi bước lên phía trước nói, U Minh tiên sinh, người cuối cùng trở về, hiện tại tình thế. Ta biết. Không đợi hắn nói xong, U Minh liền đã khoát khoát tay, ta cười ra tiếng, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi thời cơ đến. Thật. Trong mắt bất giác sáng lên, nhị hoàng tử khóe miệng càng ngày càng hướng ra phía ngoài liệt lên, cảm giác hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Vào đêm, nhị hoàng tử trong phủ. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng cùng U Minh chính lẳng lặng mà ngồi tại chủ vị, chờ lấy tin tức. Bọn họ phía dưới, thì là đang ngồi một các tướng lĩnh. Người cầm đầu, chính là thành vệ quân thống soái. Bởi vì hoàng đế đem thủ thành chi trách sớm đã giao cho nhị hoàng tử đảm nhiệm, cho nên thành vệ quân từ trên xuống dưới,
mỗi cái tướng lãnh cũng đã toàn bộ đổi thành hắn thân tín, trở thành chính hắn thế lực. Vì hắn leo lên hoàng vị, nhất thống thiên hạ, đánh xuống vững chắc cơ sở. Làm sao còn chưa tới a? Nhị hoàng tử hai chân hơi hơi run run, xa xa hướng ra phía ngoài nhìn quanh, lòng nóng như lửa đốt. Một bên U Minh nghiêng liếc nhìn hắn một cái, lại là từ chối cho ý kiến, lắc đầu khẽ cười một tiếng. Cái này nhị hoàng tử tâm tính bất ổn, hỉ nộ thường hiện ra sắc, ở đâu là làm hoàng đế tài liệu. Coi như ngồi lên cái kia chỗ ngồi, cũng sớm muộn sẽ bị người kéo xuống, ngồi không vững. Nào giống đương kim hoàng đế, tuy nhiên một mực đỉnh lấy hôn quân tên, lại là thâm tàng bất lộ, quậy tung thiên vũ mấy chục năm, đem chúng nhiều lão hồ ly đùa bỡn trong lòng bàn tay, là chân chính quyền mưu cao thủ. Chỉ bất quá như thế một cái phụ thân, làm sao lại sinh hạ dạng này một cái hành sự như thế lỗ mãng, đầu lớn điều nhi tử. Hừ hừ, khẳng định là năm đó bà đỡ đỡ đẻ lúc, đầu rơi vào mơ hồ, đem hài tử ném, đem cuống rốn nuôi lớn. Khinh thường bĩu môi, U Minh trong lòng đối cái này nhị hoàng tử là vạn phần xem thường. Bất quá nhị hoàng tử tâm lý nhưng lại không biết, y nguyên coi là vị này mưu sĩ là trung tâm phụ tá hắn, đang nóng nảy chờ lấy thám tử hồi báo. Hưu, tiếng xé gió vang, một đạo thân mang nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này hướng nhị hoàng tử quỳ sát bái hạ. Ánh mắt không khỏi sáng lên, nhị hoàng tử vội vàng đứng lên, tiến lên một bước, vội hỏi, tình huống như thế nào? Khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, Độc Cô đại quân hành quân một tháng, đã cách đô thành 10.000 dặm xa. Cho dù hoàng thành gặp nạn, cũng vạn vạn đuổi không trở lại. Liền xem như Độc Cô chiến thiên cùng thiên vũ tứ hổ những cao thủ này, muốn hồi viên, sợ rằng cũng phải mấy ngày lâu dài. Thật, mi đầu không khỏi nhếch lên, nhị hoàng tử lúc này đại hỉ vu sắc, cười ra tiếng, ha ha ha. Xem ra cái này Độc Cô đại quân là thật rời đi, phụ hoàng bên người lại không người có thể dùng. Lang thống lĩnh nghe lệnh, lập tức dẫn thành vệ quân 3 vạn nhân mã tập kết. Tiến công hoàng thành, bức hoàng thượng nghĩ chiếu thoái vị. Đợi đến buổi sáng ngày mai, bách quan vào chiều lúc, chấm cũng là tân hoàng đế, ai cũng lại khó sửa đổi, ha ha ha. Đúng, bệ hạ, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia lang thống lĩnh rất thức thời, lập tức khom người bái nói. Nghe được lời này, nhị hoàng tử lập tức lần nữa cười lớn một tiếng, một mặt ngông cuồng, giống như hắn hiện tại đã là cửu ngũ chí tôn. Leo lên hoàng vị giống như hắc hắc hắc, chờ bản hoàng tử cầm xuống hoàng thành về sau, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ai còn dám nói ta không có đế vương chi tướng, hừ. Hung hăng khẽ cắn môi, nhị hoàng tử dẫn đầu đoạt cửa mà đi, sau lưng thì là một các tướng lính, cùng nhau đuổi theo, mấy người các ngươi chia ra hành động, đem nội thành một số có thế lực đạt quan hiển quý, tất cả đều khống chế lại, ta không hy vọng có người quấy rối. Dù sao bản hoàng tử thành vệ quân có 30.000 chi chúng, hoàng thành cấm vệ quân cũng chỉ có 3.000, cao thủ số lượng, ta chỗ này cũng không thiếu, tối nay nhất định cầm xuống. Bệ hạ uy vũ, một bên mọi người, ào ào vỗ mông ngựa chuồn mất dâu nói. Chỉ có U Minh một người, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không cùng đi, chỉ là khóe môi nhếch lên một tia khinh thường nụ cười. Hừ, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại trong đế đô có thực lực hành động có khối người, thế nhưng là vì sao người ta bất động, hết lần này tới lần khác người động. Cát, ngu ngốc, cả đời này cũng chỉ có thể là bị người lợi dụng phần. Bất quá dạng này cũng tốt, Trác Phàm cùng Lãnh Vô Thường để cho ta làm, ta đều làm. Đế đô vừa loạn, Độc Cô chiến thiên đại quân tất yếu hồi viên hộ giá, hai nhà bọn họ ngược lại có thể an tâm phân ra thắng bại, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng. U Minh dần dần ẩn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, đế đô thành bên trong người chảy nhốn nháo, từng đội binh mã tại rộng rãi trên đường lớn đi nhanh. Có người hiểu chuyện muốn ra cửa xem một phen, lại là nhất thời bị cái kia từng mảnh đỏ bừng hỏa quang hoảng sợ trở về. Riêng là một số xương cánh tay đại thần phủ đệ, lúc này đã sớm bị từng đội nhân mã nhìn quản, không cho tùy ý ra vào. Bất đắc dĩ thở dài, những cái kia hướng bên trong nguyên lão trong lòng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, đại khái chính là có người phải thừa dịp này bên trong bên ngoài dung chuyển thời kỳ, thừa cơ tạo phản. Thế nhưng là bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi đợi tình thế kết quả. Bọn họ chỉ minh bạch, tối nay,
nhất định là cái không bình tĩnh ban đêm. Gia Cát Trường Phong cùng một số trong triều trọng thần tề tụ tại trong phủ thừa tướng, trao đổi hành động kế sách chung, chợt nghe ngoài cửa dị động, liền khiến người ta đi xem. Chỉ chốc lát sau, người kia đã là hồi báo, nói là thừa tướng phủ bị một đội binh mã bao bọc vây quanh. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác đều là xôn xao, riêng là một cái đại hán râu quai nón, bỗng nhiên vừa gõ cái bàn, trợn mắt đứng lên, quát, hừ, thật sự là phản hắn, liền thừa tướng phủ đệ cũng dám vây quanh. Lão phu ngược lại muốn đi nhìn một chút, bọn họ là cái gì một doanh, cái nào một đội. Minh Bộ Thị Lang, Trương Đại Nhân, bình tĩnh. Thế nhưng là Gia Cát Trường Phong lại là khoát khoát tay, nhạt cười ra tiếng, ha ha ha. Không ngại, từ bọn họ náo đi thôi. Thế nhưng là thừa tướng đại nhân, lão phu thân là binh bộ thị lang, lại bị một đám binh vệ vây khốn, cũng thực sự thật không có mặt mũi đi. Cái kia Trương đại nhân khóe miệng một xẹp, bất giác có chút ủy khuất phẫn nộ. Gia Cát Trường Phong lại là cười to lên, ha ha ha. Cái này có cái gì tốt ủy khuất, dù sao đám lính kia cũng không phải là ngươi. Chúng ta nhân mã, còn ở ngoài thành chờ lấy đâu. Yên tâm đi, khiến cái này làm càn làm bậy đi trước dò xét cái nội tình, chúng ta rồi quyết định muốn hay không động thủ. Trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang, Gia Cát Trường Phong trong hai con ngươi, chỉ có vô tận thâm thúy. Cái kia binh bộ thị lang không khỏi sững sờ, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, không khỏi tà cười một tiếng, gật gật đầu, lần nữa yên ổn ngồi xuống. Một phương diện khác, trong hoàng thành, hoàng đế ngay tại dựa bàn phê chữa tấu chương. Chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, liền gặp một cái cận thị vội vàng hấp tấp ném tới trước mặt hắn, cả kinh liền đầu lưỡi đến cứng cả lại, bệ hạ, đại sự không ổn. Vội cái gì, từ từ nói. Chậm rãi ngẩng đầu lên, hoàng đế sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, đạm mạc lên tiếng. Thật sâu hít một hơi, mới để cho mình bình tĩnh trở lại, cái kia cận thị chặn lại nói tạo. Tạo phản, bệ hạ, có người tạo phản. Hiện tại chính đang tấn công hoàng thành, chúng ta sắp chịu không được. Trong mắt không khỏi co rụt lại, hoàng đế lúc này vung lên ống tay áo, đi ra ngoài. Cái kia cận thị gặp, vội vàng ngăn lại, cầu khẩn nói, bệ hạ nghĩ lại, bên ngoài nguy hiểm, còn mời bệ hạ mau từ mật đạo đào tẩu. Làm càn, chấm chính là nhất quốc chi quân, toàn bộ thiên hạ đều là chấm, há có trốn đạo lý. Bất giác lạnh hừ một tiếng. Hoàng đế vẫn như cũ mặt không đổi sắc đi ra phía ngoài động, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ai dám tại chấm trước mặt như thế lỗ máng, hừ. Nhìn lấy hoàng đế cái kia ánh mắt kiên định, cái kia cận thị bất đắc dĩ thở dài, biết đây là hoàng đế quyết ý, không được vi phạm, cũng chỉ có thể theo sát về sau, đi theo hắn tiến về. Thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, từng mảnh ánh lửa ngút trời, tiếng la giết không ngừng. Liền bỗng nhiên hướng bọn họ nơi này đánh tới. Rất nhanh, nương theo lấy từng lớp giống như thủy triều dòng nước lũ cuốn ngược, hoàng đế chỉ thấy mình cái kia hoàng thành cấm vệ quân chính binh bại như núi đổ hướng phía bên mình lui đến, đồng thời cái kia đánh tới phản quân ăn mặc, hắn cũng nhận biết, chính là thành vệ quân không thể nghi ngờ. Từng ngụm thở hổn hển, cấm vệ quân toàn thân máu chảy ồ ạt, nguyên bản 3.000 nhân mã, hiện tại chỉ còn 300. Bảo vệ tại hoàng đế bên người, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Ánh mắt khẽ híp một cái, hoàng đế không hề sợ hãi nhìn về phía trước, hét lớn lên tiếng, lão nhị, ngươi mang thành vệ quân lén xông vào hoàng thành, đến tột cùng ý muốn vì sao? Ha ha ha, phụ hoàng cũng là phụ hoàng, ngài làm sao biết là ta dẫn người đến, mà không phải thành vệ thống lĩnh chính mình phản loạn đâu. Một tiếng ngông cuồng cười to vang lên. Nhị hoàng tử chung quanh cùng với 10 tên thần chiếu cường giả, dương dương tự đắc đi vào hoàng đế trước mặt. Cười lạnh, hoàng đế khinh thường bĩu môi, thành vệ thống lĩnh hắn không phải người lỗ mãng, chính mình làm cái này chim đầu đàn, hắn chả không có ngốc đến trình độ này. Ngươi! Nhị hoàng tử khẽ cắn môi, khí tức nhất thời trì trệ, trong lòng thầm giận. Hoàng đế lời ấy, rõ ràng nói đúng là hắn lỗ mãng xúc động, đầu không dùng được a, liền cái thống lĩnh cũng không bằng. Bất giác cả giận nói, phụ hoàng, ta biết trong lòng ngài chỉ có đại ca, một mực không nhìn chúng ta. Nhưng là hiện tại, ta chính là muốn để ngài nhìn một cái, ta bản sự. Hừ, chấm đã nhìn thấy, quả nhiên là không não đã đến. Nếu là chấm đem hoàng vị cho ngươi, chỉ sợ ta Vũ Văn gia thiên hạ,
không ngoài một năm liền phải bị ngươi bị bại nước mất nhà tan. Hoàng đế bất giác khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến khinh bỉ nói. Thế nhưng là nghe được lời này, nhị hoàng tử trong lòng càng giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngài muốn một mực khinh thị tại ta, vậy liền khinh thị tốt. Dù sao được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngài đã bị ta vây quanh, toàn bộ hoàng thành đều tại ta khống chế bên trong. Ta khuyên ngài vẫn là định ra ý chỉ, truyền ngôi cho ta. Dạng này nhi tử cũng có thể cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng tại ngài, để ngài được hưởng niềm vui gia đình. Hừ, thật sự là chấm con trai ngoan a. Thế nhưng là, như chấm còn không nghĩ như thế sớm, thì hưởng cái này an vui đâu. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, hoàng đế một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Mí mắt nhìn không được run run, nhị hoàng tử hung hăng cắn răng nói, phụ hoàng, xin ngài không nên ép ta. Thế nào, người còn có thể giết ta, giết chính người cha ruột hay sao? Trong mắt hơi híp, hoàng đế không khỏi suy cười ra tiếng. Thân thể nhịn không được chấn động, nhị hoàng tử song quyền bất giác chăm chú bắt lại, song đồng cũng biến thành phiếm hồng, hung ác nói, phụ hoàng, hôm nay cái này ý chỉ, ngài là phía dưới cũng phải dưới, không dưới cũng phải dưới, nếu không mà nói. Thì đừng trách nhi tử bất hiếu. Nói, nhị hoàng tử lập tức hét lớn một tiếng, ra lệnh, người tới, vì hoàng thượng mời bút mực giấy nghiên, bệ hạ muốn hạ chỉ thoái vị. Trong lúc đó ai dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Vâng. Thành vệ quân núi kêu biển gầm hét lớn lên tiếng, đầy mặt hung sát từng bước một hướng hoàng đế tới gần. Mà hoàng đế không hề sợ hãi, cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, thế nhưng là bên cạnh hắn cấm vệ quân, dĩ nhiên đã giật mình đầu đầy mồ hôi, từng bước một lui lại lấy. Nhị hoàng tử nhìn những người này còn không đầu hàng, bất giác hướng bên cạnh đưa cái ánh mắt. Rất nhanh, một vị thần chiếu cao thủ liền minh bạch hắn ý tứ, đạp chân xuống. Hướng hoàng đế chỗ đó bay đi, thân thủ bắt một cái, rõ ràng muốn đem hoàng đế bắt tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tiếng xé gió lên, một đạo hắc ảnh đồng dạng lóe qua, thẳng tắp đối lên tên kia thần chiếu cường giả. Đồng thời, một tiếng đáng yêu hét lớn đột nhiên vang lên, nhị ca, dừng tay. Đụng, bốn trưởng tương đối, phát ra điếc tai tiếng nổ vang, đến mức bốn phía binh vệ, bất luận là hoàng thành cấm vệ quân vẫn là thành vệ quân. Cùng nhau thương lang lang vứt bỏ binh khí trong tay, nhịn không được che chính mình lỗ tai. Tiếp lấy hai bóng người chậm rãi rơi xuống, cái kia vọt tới trước đến thần chiếu cao thủ, lần nữa trở xuống đến nhị hoàng tử bên người, một mặt bất thiện nhìn chăm chú về phía đối diện. Mà một người khác cũng hướng về hoàng đế bên người, đồng thời còn có bảy người cũng xuất hiện tại hắn bên người, lại chính là hoàng thành còn sót lại thần chiếu hộ vệ. Vĩnh Ninh công chúa vội vàng hấp tấp chạy tới. Một mặt tức giận nhìn về phía nhị hoàng tử, cả giận nói, nhị ca, ngươi thân là hoàng tử, hôm nay sao có thể làm được như thế đại nghịch bất đạo sự tình, được này phản nghịch tiến hành, mang binh vào thành đâu. Còn không mau mau dừng tay, cầu phụ hoàng tha thứ. Im miệng, Vĩnh Ninh, cái này chuyện không liên quan ngươi. Mí mắt bất giác rung động, nhị hoàng tử căn bản không có nhìn Vĩnh Ninh công chúa liếc một chút, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm hoàng đế. Lạnh lùng nói, phụ hoàng, từ lần trước Trác Phàm đại náo hoàng thành về sau, bên cạnh ngươi thần chiếu cao thủ liền bị thương nặng, bây giờ cũng liền mấy cái này tàn binh bại tướng, ngài không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhi thần không muốn làm ra giết cha giết quân, như thế thiên nhân cộng phẫn sự tình. Còn mời ngài nghĩ chiếu truyền vị, đừng để nhi thần khó xử. Suy cười một tiếng, hoàng đế chăm chú chừng lấy nhị hoàng tử song đồng, lại là khinh thường bĩu môi. Châm chọc nói, lão nhị, xưa nay đế quân hoặc là chính thống truyền vị đoạt được, hoặc là thân thủ đánh xuống Giang Sơn. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, chấm thì không coi trọng ngươi, cũng không có ý định truyền ngôi cho ngươi. Nếu là ngươi thật nghĩ đăng cơ xưng đế, thì thân thủ theo chấm cầm trong tay đi thôi, chỉ là. Khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, hoàng đế nhẹ giơ lên một cái tay, bàn tay bên trên trống rỗng, lại dường như chịu nặng, tựa hồ đại biểu hoàng quyền. Khiêu khích nói, lão nhị a, chỉ là ngươi thật có bản sự kia a. Trong mắt hung hăng co lại, nhị hoàng tử bất giác gắt gao khẽ cắn môi, song quyền nhìn không được nắm chặt, móng tay đều nhanh đập vào thịt bên trong, tiếng nói bên trong lại mang theo từng tia bi thương. Phụ hoàng, ngài rốt cục nói thật với ta, từ nhỏ đến lớn, ngài đều không có coi trọng ta, cũng chưa từng đem ta hướng đế quân chỗ đó bồi dưỡng, ngài từ nhỏ đã vứt bỏ ta.
Đã như vậy, vậy ta còn có cái gì có thể nói, hôm nay cái này hoàng vị, lão tử muốn định, ngài cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, không để ý cha con tình nghĩa. Nhị hoàng tử nhìn về phía hoàng đế, cơ hồ là nộ hống lên tiếng, trong hai con ngươi đã tràn đầy huyết hồng chi sắc. Thế nhưng là hoàng đế cứ như vậy lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời, trầm mặc không nói. Nhị hoàng tử run lên trong lòng, càng cảm thấy bi thương, bởi vì hắn đã trần trụi cảm thấy, phụ hoàng trong lòng căn bản không có hắn, sau đó càng thêm nổi giận, giống to lên tiếng, giết. Người ở đây một tên cũng không để lại, đoạt được ngọc tỷ, lão tử chính mình nghĩ chiếu. Vâng, chúng người quát lớn, gật đầu tuân mệnh, liền lần nữa như thủy triều xông về phía trước đi, mà bên cạnh hắn 10 vị thần chiếu cao thủ, cũng bỗng nhiên đạp chân xuống, cùng nhau hướng đối diện phóng đi. Bây giờ hoàng đế bên người chỉ có 8 vị thần chiếu cao thủ, lại còn không có giống hộ long thần vệ như thế tuyệt thế cao thủ tồn tại, hai bên so sánh dưới, bọn họ nơi này lại là chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ sợ bất quá giây lát, hoàng đế liền có thể bị bắt dưới, mà hoàng đế một khi xa lưới, còn lại phản kháng giả cũng sẽ sụp đổ, đại sự tức thành. Nghĩ tới đây, những cái kia thần chiếu trong mắt cường giả đã là dần hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Ngày đêm sau đó, bọn họ nhưng chính là tân hoàng khai quốc công thần, luận công hành thưởng, sau này tài nguyên tu luyện không ngừng a. Mà hộ vệ tại hoàng đế bên người thần chiếu hộ vệ, trong mắt ngưng trọng lại là càng ngày càng cái gì, bây giờ bọn họ thân ở thế yếu, quả nhiên là khó có thể hộ giá. Vĩnh Ninh công chúa gặp, bất giác khẩn trương, cả kinh kêu lên, a, phụ hoàng cẩn thận. Thế nhưng là hoàng đế vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, vững như bàn thạch đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chờ đối phe nhân mã tới gần về sau, mới trong mắt tinh mang lóe lên, hét lớn lên tiếng nói, quỷ ảnh vệ ở đâu. Hô! Vừa dứt lời, liền gặp từng đạo hắc khí, từ hoàng đế quanh người bỗng nhiên thoát ra, tản ra từng trận quỷ dị tà tiếu, như cùng một mảnh đám mây đen giống như, hướng về kia chút thần chiếu cao thủ phóng đi, đủ có mấy trăm chi chúng. Mí mắt bất giác lắc một cái, các cao thủ không dám thất lễ, ào ào nhấc trưởng đánh tới. Nhưng là những hắc ảnh kia đều là hư thể, bọn họ nguyên lực mạnh hơn, cũng không đả thương được những cái kia quỷ ảnh vệ một phân một hào. Ngược lại là những cái kia quỷ vệ, ỷ vào lực lượng nguyên thần cường hãn, thành đôi thành nhóm hướng bọn họ vọt tới, tuy nhiên không đến mức đem bọn hắn kích thương, nhưng cũng đụng đến bọn hắn thân thể lắc một cái, đầu thấy đau, tâm phiền ý loạn, ngừng lại cước bộ. Những thứ này quỷ ảnh vệ mặc dù lớn rất không đến thần chiếu cảnh, nhưng bởi vì thể chất quỷ dị, nhân số đông đảo, cũng đem những cái kia thần chiếu cao thủ nhiễu đến phiền phức vô cùng, không thể làm gì. Hoàng đế bên người những cái kia thần chiếu hộ vệ thấy một lần, lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều lộ ra hy vọng ánh sáng. Đây chính là cơ hội tốt a, thừa dịp quỷ ảnh nà vệ tại những cao thủ kia trước người quấy rối, bọn họ vừa vặn xuất thủ đánh lén, đánh đối phương một trở tay không kịp. Kết quả là, mọi người ào ào đạp chân xuống, mãnh liệt bay qua, tại quỷ ảnh vệ yểm hộ dưới, bỗng nhiên ra bây giờ đối phương trước người, nhất trưởng đánh tới. Phốc phốc phốc, cơ hồ là tại đồng thời, nhị hoàng tử những cái kia thần chiếu cao thủ liền cùng nhau bị nhất trưởng đánh bay, nhịn không được phun ra một miệng tinh hồng dòng máu, trong nháy mắt uể oải đi xuống. Đến mức những thành vệ quân kia, mấy cái thần chiếu hộ vệ nguyên thần trùng kích quét qua, liền bỗng nhiên ngã xuống một mảnh, nhị hoàng tử thần chiếu cao thủ muốn ngăn cản, không làm sao hơn có thương tích trong người, lại là hữu tâm vô lực. Nhìn về phía trước mảng lớn huynh đệ bỗng nhiên không có sinh cơ, thành vệ quân mọi người cũng là giật mình trong lòng run lên, không dám xông về phía trước nữa, sợ hãi rụt rè địa hậu lui về. Yêu khuyết chi thế, trong nháy mắt nghịch chuyển. Như ruồi bâu mật, quỷ ảnh vệ, mí mắt hơi hơi run run. Nhị hoàng tử không cam lòng hung hăng khẽ cắn môi, không cam lòng nói, ta coi là quỷ ảnh vệ chỉ là tình báo tổ chức, không nghĩ tới lợi hại như vậy, quỷ vương không tại, thế mà cũng có chiến lực như vậy. Phụ hoàng, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài sao? Xa xa nhìn về phía hoàng đế phương vị, nhị hoàng tử trong mắt nhịn không được rung động, thì thào lên tiếng. Hoàng đế cũng là lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong mắt lại là lóe qua một chút mất mát, nhẹ nhàng lắc đầu. Lão nhị, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi liền làm cha át chủ bài đều không rõ ràng, thì phát động binh biến, thực sự quá ẩu tả. Ai,
bao nhiêu năm, người đều đổi không tật xấu này. Tựa hồ là nhìn ra hoàng đế suy nghĩ trong lòng, nhị hoàng tử bất giác hung hăng nắm nắm quyền đầu, trong lòng càng không cam lòng. Có lẽ hắn hôm nay binh biến, không chỉ là muốn lấy được cái kia tha thiết ước mơ hoàng vị, còn càng muốn được đến phụ thân tán đồng đi. Đáng tiếc hiện tại, hắn một cái cũng không có được. Nhị hoàng tử điện hạ, cái kia quỷ ảnh vệ quá lợi hại, chúng ta cản không bao lâu, rút lui đi. Một cái thần chiếu cao thủ rơi xuống trước mặt hắn, khóe môi nhếch lên một tia đỏ tươi, vội vàng nhìn về phía hắn khuyên nhủ, bây giờ đế đô tình thế bất ổn, thì coi như chúng ta lần thất bại này, chỉ cần ngài không có việc gì, chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đông Sơn tái khởi, gì khó khăn? Hắn lần này binh biến bảo đảm lớn nhất, cũng là hắn nắm giữ thành vệ quân chỉ huy quyền, hoàng đế bên người lại vừa vặn xuất hiện không người có thể dùng chân không thời gian, chính hầu như thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại nắm giữ trong tay. Nếu là lần này sự bại, về sau muốn lại nâng đại sự, chỗ nào còn có thể tìm tới tốt như vậy thời cơ a? Có điều, dương mắt nhìn mình những cái kia thần chiếu cao thủ từng cái vẫn lạc, thành vệ quân cũng tại cái kia chỉ là mấy trăm quỷ ảnh vệ quấy rầy phía dưới khổ không thể tả, nhị hoàng tử liền bất đắc dĩ nhắm mắt lại, liên tục thở dài, bại, thật sự là bại. Nhị hoàng tử điện hạ, bên cạnh người kia quính lên, lần nữa khuyên nhủ. Bỗng nhiên mở ra song đồng, nhị hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, hét lớn lên tiếng, rút lui. Vừa dứt lời, nhị hoàng tử đầu tiên tại những cái kia thần chiếu cao thủ hộ vệ dưới, vội vã rời đi. Chỉ là thỉnh thoảng lại, hắn sẽ còn lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế cái kia thân ảnh già nua. Những thành vệ quân kia đồng dạng đi theo hắn, vừa đánh vừa lui. Hoàng đế cũng thấy như vậy lấy hắn, không nhúc nhích, trong mắt chỉ có vô tận ai thán. Truy, một vị thần chiếu hộ vệ nhìn đến thủ phạm muốn chạy trốn, không khỏi lập tức quát nói. Thế nhưng là, còn không đợi hắn mang người tiếp tục đuổi đi, hoàng đế đã là thở dài, chậm rãi khoát tay một cái nói, tính toán, tùy hắn đi đi. Những cái kia thần chiếu hộ vệ không khỏi khẽ giật mình, thật sâu nhìn hoàng đế liếc một chút, liền không sai gật đầu. Bệ hạ mặc dù là cửu ngũ chí tôn, nhưng dù sao cũng là làm người cha, hổ dữ không ăn thịt con a. Tuy nhiên hôm nay nhị hoàng tử làm xuống như thế đại nghịch bất đạo sự tình, bệ hạ vẫn nguyện thả hắn một con đường sống. Bất quá, hoàng đế tuy nhiên đối với cái này không muốn truy cứu, nhưng còn có người không muốn buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Ngay tại nhị hoàng tử dẫn người một bên chiến lấy, một bên lui ra hoàng thành lúc, hô một tiếng bạo hưởng, một túm túm sáng ngời bó đuốc đột nhiên tại hoàng thành bên ngoài giấy lên, tiếp lấy tựa như tia lửa, cháy mạnh chi thế đồng dạng, trong nháy mắt thắp sáng một mảng lớn. Thả mắt nhìn đi, lại có mấy vạn chi chúng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, nhị hoàng tử hung hăng nhìn chăm chú về phía cái kia mảnh nến hai vị trí đầu người, không khỏi cắn răng nói, thái tử, lão tam, các ngươi thế mà ở chỗ này mai phục tại ta. Lão nhị, ngươi lại dám được này ngỗ nghịch sự tình, phạm thượng làm loạn, đại nghịch bất đạo. Mau nói, phụ hoàng hắn thế nào? Thái tử nhấc chân tiến về phía trước một bước, lớn tiếng chất vấn. Tam hoàng tử Vũ Văn Thông, cũng là vội vàng vội hỏi lấy, nhị ca, phụ hoàng cùng Vĩnh Ninh bọn họ thế nào? Ngươi sẽ không phải như thế lãnh huyết, thương tổn bọn họ đi. Hừ hừ hừ, lão tam, mọi người thường nói đầu óc heo, cũng là loại người như ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, ta đã là tướng bên thua, còn có thể đem bọn hắn thế nào? Cười lạnh, nhị hoàng tử khinh thường bĩu môi, ngược lại nhìn về phía thái tử chỗ đó, châm chọc nói, ha ha ha. Đại ca, nói đến ngươi thật đúng là có tâm, chỉ sợ sớm đã chờ đợi ở đây ta đã lâu đi. Thí quân tên để cho ta khiêng, sau đó ngươi liền có thể nhờ vào đó thảo phạt ta, thuận lợi leo lên ngôi hoàng đế chi vị. Hừ hừ, tốt một cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hiện tại ta minh bạch, vì sao phụ hoàng phong ngươi làm thái tử, coi là thật hảo thủ đoạn. Không có trả lời hắn lời nói, thái tử chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, trầm ngâm một chút, mới lần nữa đạm mạc lên tiếng nói, lão nhị, ngươi suy nghĩ nhiều, bản điện chỉ là lo lắng phụ hoàng an nguy mà thôi. Há, có đúng không, vậy ngươi yên tâm tốt, phụ hoàng lão nhân gia ông ta rất tốt, thân thể cường thể kiện, còn có thể tự mình giết địch, đừng đề cập nhiều lớn mạnh. Ngươi muốn xưng đế, còn phải đợi thêm cái mấy chục năm a, ha ha ha.
Nhị hoàng tử điên cuồng cười to, thái tử lại là da mặt nhịn không được co lại, trong mắt lóe lên trần trụi sát ý. Cái này lão nhị, thật đúng là phế vật đã đến. Tam hoàng tử biết được hoàng đế không việc gì, bất giác đại hỉ, thở phào một hơi, nhìn về phía thái tử vui vẻ nói, quá tốt đại ca, phụ hoàng cùng Vĩnh Ninh bọn họ còn đều không có việc gì, chúng ta tới coi như kịp thời. Đúng vậy a, thiên hữu phụ hoàng. Thái tử từ chối cho ý kiến gật đầu, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là hắn nhìn về phía nhị hoàng tử ánh mắt, lại là không duyên cớ nhiều một luồng lệ khí, phẫn nộ quát, lão nhị, hôm nay ngươi được này phản nghịch tiến hành, tội ác tày trời, còn không mau thúc thủ chịu trói, theo bản điện đến phụ hoàng trước mặt thỉnh tội. Khóe miệng hơi hơi một phát, nhị hoàng tử khinh thường bĩu môi, hừ, thái tử, ngươi muốn đem ta lấy xuống, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Tuy nhiên ta lần này khởi sự thất bại, nhưng là dựa vào những thành vệ quân này, còn có bên cạnh thần chiếu cao thủ, muốn phá vây ra ngoài, vẫn là không có vấn đề. Há, thật sao? Mi đầu bất giác nhếch lên, thái tử trên mặt lộ ra một bộ xem thường nụ cười, dương mắt đảo qua trước mặt tất cả mọi người, hét lớn lên tiếng, thành vệ quân các tướng sĩ, các ngươi chẳng lẽ quên, các ngươi là ai binh sao? Bây giờ các ngươi được phản nghịch sự tình, nhưng trong quân có quân tịch. Chạy hòa thượng chạy không miếu, đối mặt các ngươi sẽ là chu diệt cửu tộc đại tội. Lời vừa nói ra, thành vệ quân mọi người cùng nhau thân thể chấn động, vừa mới còn một mặt chiến ý bọn họ, lẫn nhau nhìn xem về sau, lại thêm ra một phần bối rối. Khẽ chau mày, nhị hoàng tử trong lòng bất an, đã là ẩn ẩn cảm thấy thái tử muốn làm gì, bất giác hung hăng khẽ cắn môi, song đồng đều nổi lên huyết hồng. Ta dị cười một tiếng. Thái tử dương mắt liếc nhị hoàng tử liếc một chút về sau, lần nữa nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, các ngươi đều là tinh trung báo quốc tướng sĩ, chiến công chói lọi, tuyệt không cái kia rơi vào kết quả như vậy. Bản điện biết, lần này phản loạn, không có quan hệ gì với các ngươi. Chỉ muốn các ngươi không còn phản nghịch, bản điện lấy thái tử danh nghĩa cam đoan, bệ hạ sẽ không truy cứu chuyện này nữa, cũng sẽ không lại lôi chuyện cũ, các ngươi vẫn như cũ là thành vệ quân, chức vụ không thay đổi. Thái tử. Thế mà, thái tử lời còn chưa nói hết, nhị hoàng tử đã là nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, dẫn theo một thanh kiếm hình ngũ phẩm linh binh xông đi lên, một kiếm hướng thái tử chém tới. Cười lạnh, thái tử không sợ chút nào, trong tay ánh sáng lóe lên, đồng dạng một cây đao hình dáng ngũ phẩm linh binh giữ trong tay, vận khởi toàn thân nguyên lực, phất tay nhất kích. Đụng. Kim loại giao kích tiếng vang nổ tung tại mọi người bên tai. Làm cho chung quanh tất cả mọi người, nhịn không được cùng nhau che lên lỗ tai. Mãnh liệt khí bạo phát thanh ra, nhị hoàng tử nhất thời bị đánh lui trở về, trên không trung liền nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi, ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên. Thái tử thì là cầm đao mà đứng, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chỉ có dưới chân hắn, từng vòng giống như mạng nhện vết nứt, tại lan tràn ra phía ngoài lấy. Nhị hoàng tử điện hạ, mấy vị kia thần chiếu cao thủ quính lên, vội vàng đi vào trước người hắn chăm sóc. Nhưng là những thành vệ quân kia, dĩ nhiên đã không còn dám tiếp cận hắn, bao quát cái kia thành vệ quân thống lĩnh, cũng là đối với hắn trốn tránh. Dù sao vừa mới thái tử đã cho bọn hắn chỉ ra một con đường sống, bọn họ như lại không biết tốt xấu, một con đường đi đến đen, chính mình chết không có gì, liên lụy người nhà, bị liên lụy cửu tộc. Mới là bọn họ vạn chết không có gì đáng tiếc thống khổ, chết cũng sẽ không nhắm mắt. Hơi hơi dương dương tấm kia thân thiện hai gò má, thái tử đối những thành vệ quân này thái độ rất hài lòng, tiếp lấy vừa nhìn về phía nhị hoàng tử bên người những cái kia thần chiếu cao thủ nói, phàm là tu luyện giả, đơn giản cũng là đang tranh thủ tài nguyên tu luyện mà thôi, linh thạch, đan dược, không gì hơn cái này. Bây giờ hắn đã là tướng bên thua, còn có thể cho các ngươi cung cấp cái gì đâu. Nếu là không bỏ lời nói, các ngươi có thể cải đầu ta môn hạ, bản điện nguyện ý trở lên khách chi lễ, cung phụng chư vị. Vẫn là nói, các ngươi nếu muốn cùng ta cái này ngốc đệ đệ khắp nơi chạy trốn. Ha ha ha, phải biết, phản nghịch làm loạn thế nhưng là đại tội, liền xem như thần chiếu cao thủ cũng không thể tùy tiện vượt qua cảnh giới tuyến. Nếu không, tất sẽ gặp phải toàn bộ đế quốc truy sát. Đương nhiên. Nếu như các ngươi tự nhận là đều có năm đó cổ tam thông bản sự, có thể cùng toàn bộ đế quốc chống đỡ, bản điện cũng không thể nói gì hơn. Thân thể bỗng nhiên đánh cái thông minh,
những cái kia thần chiếu cao thủ liếc nhìn nhau, trên ót đã là phủ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ chỉ là phổ thông thần chiếu cảnh tu giả, không có trác phàm, cổ tam thông biến thái như vậy, một cái không cao hứng, thì cùng đương kim hoàng đế trở mặt ngã cái bàn. Vậy cần thực lực, bọn họ cũng không có cái kia tùy hứng tư bản. Kết quả là, có chút áy náy nhìn một chút bị thương thật nặng nhị hoàng tử về sau, mọi người bất giác cùng nhau thở dài, vịn hắn tay chậm rãi rời đi, sau đó cũng không quay đầu lại đi hướng thái tử phương hướng. Nhìn đến ngày xưa thủ hạ đuổi vừa rời đi, chỉ còn lại có hắn hiện tại cái này người cô đơn, nhị hoàng tử mí mắt khẽ run, ánh mắt bất giác có chút giật mình lo lắng, một trái tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, oa lạnh oa lạnh. Ha ha ha, lão nhị, nhìn đến a, ngay tại người thất bại một khắc này, người liền đã không có gì cả. Những thứ này thần chiếu cao thủ, những thành vệ quân này, đều không phải là ngươi, mà chính là ngươi hoàng tử danh hiệu mang cho ngươi. Hiện tại, ngươi không còn là một cái hoàng tử, mà chính là một cái triệt triệt để kẻ phản loạn. Chỗ lấy lúc này ngươi, không có gì cả, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ha ha ha. Thái tử cười lớn một tiếng, một mặt khinh miệt nhìn lấy hắn. Nhị hoàng tử lại là co quắp ngã xuống đất, ánh mắt mê ly, đừng nói là đế vương mộng, hiện tại hắn liền hoàng tử thân phận đều ném. Tam hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay, liền để hai người đi lên, đem lão nhị trói gô lên. Trong lúc đó, lão nhị một mực thần sắc chất phác, ngơ ngác nhìn phía trước, như là ngốc một dạng, trong lòng không biết là hối hận, vẫn là buồn bã. Một phút sau, hoàng đế ngồi tại ngự chính giữa thư phòng hoàng vị phía trên, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua vẻ đau thương. Vĩnh Ninh công chúa bưng một ly trà ngọt, đi vào trước mặt hắn, cung kính đưa lên, khuyên nhủ, phụ hoàng, ngài đừng thương tâm, nhị ca hắn chẳng qua là hám lợi đen lòng, quyền mê tâm hồn, ta nhìn hắn cô dám thương tổn ngài. Ha ha ha, nếu là hắn thật có thể thương tổn được chấm, có lẽ chấm sẽ còn vui mừng rất nhiều. Chỉ tiếc tiểu tử này, chỉ có điểm ấy trình độ A. Hoàng đế tiếp nhận chén trà, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vĩnh Ninh nghe đến, bất giác khẽ giật mình, khó hiểu, phụ hoàng, người đây là. Có ý tứ gì? Không có ý gì, Vĩnh Ninh, cái này là nam nhân ở giữa trò chơi, người không muốn hiểu, tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn hiểu. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế yêu thương sờ sờ hắn vị này hòn ngọc quý trên tay đầu, cười nói, chấm hy vọng người vĩnh viễn giống như bây giờ, không nên bị thế tục ô nhiễm. Không khỏi chớp chớp xinh đẹp mắt to, Vĩnh Ninh trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là mờ mịt gật đầu. Hoàng đế nhìn thấy, không khỏi cười khẽ một tiếng, chấm thì thích xem ngươi loại này hồ đồ bộ dáng, ha ha ha. Báo. Lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng nói vang lên, một cái cận thị cung kính đi tới, bái phục nói, khởi bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử điện hạ phản quân, đã bị kịp thời chạy đến thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ toàn bộ bắt sống. Hiện tại hai vị hoàng tử chính cột nhị hoàng tử điện hạ bên ngoài chờ lấy, thỉnh cầu bệ hạ triệu kiến. Hừ hừ hừ, tới thật là kịp thời a. Bất giác cười lạnh một tiếng, hoàng đế thản nhiên nói, tuyên. Vâng, cái kia cận thị lại khẽ khom người, liền lui xuống đi. Vĩnh Ninh thì là một mặt lo âu nhìn lấy hoàng đế, vội la lên, phụ hoàng, người dự định xử trí như thế nào nhị ca a? Trong mắt tinh mang lóe lên. Hoàng đế ria mép khẽ nhúc nhích, nhưng không có lên tiếng. Vĩnh Ninh nhìn thấy, nhưng trong lòng càng là lo lắng. Dù sao bọn họ là đồng bào cùng một mẹ huynh muội, lại sao có thể nhẫn tâm cha mình giết ca ca của mình đâu. Thế nhưng là nàng cũng biết, phản nghịch chi tội, cho dù là hoàng tử, cũng đồng dạng là tử tội. Đây cũng là nàng, vô luận như thế nào đều không thể cầu tình sự tình, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng đến, cầu nguyện. Rất nhanh. Thái tử liền cùng bàn tử đem nhị hoàng tử trói chặt tiến đến, quỳ sát bái hạ, phụ hoàng chấn kinh, nhi thần cứu giá chậm trễ, mong rằng thứ tội. Thái tử, những thành vệ quân kia còn có lão nhị thủ hạ, ngươi xử lý như thế nào? Dương mắt nhẹ liếc bọn họ liếc một chút, hoàng đế lúc này hỏi. Thái tử vội vàng cúi đầu, đàng hoàng nói, mời phụ hoàng thứ tội, nhi thần tự tiện chủ trương, đã đối bọn hắn không cho truy cứu. Bọn họ cũng mỗi người trở lại cương vị mình. Pháp bất trách chúng, lúc này lại là chính vào thời buổi rối loạn, xác thực không nên làm to chuyện. Thái tử, ngươi làm rất khá. Hoàng đế khẽ gật đầu, tán thưởng lên tiếng.
Thái tử vui vẻ, chặn lại nói, tạ phụ hoàng khích lệ. Đón lấy, hoàng đế vừa nhìn về phía bị trói lấy lão nhị, thản nhiên nói, lão nhị, chấm trước kia thì nói qua với ngươi. Chấm cho ngươi, ngươi mới có thể muốn. Chấm không cho, ngươi không thể cưỡng bức, hiện tại ngươi hiểu chưa? Hừ hừ, tướng bên thua, minh bạch lại có thể thế nào? Không khỏi bật cười một tiếng, nhị hoàng tử thở dài, một mặt thất lạc, nghĩ không ra ta tiến hành phản nghịch thế lực, toàn bởi vì hoàng tử danh hiệu, mà cái này danh hiệu lại là phụ hoàng đưa cho. Hiện tại phụ hoàng thu hồi, ta chỉ là một phế nhân, ha ha ha. Phụ hoàng, ngươi là muốn cho ta minh bạch điểm này đi. Thật sâu liếc hắn một cái, hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, trời đất bao la, hoàng quyền lớn nhất. Chấm chỉ là muốn nói cho ngươi, chấm là thiên vũ chánh thức chủ nhân, ngươi vô luận như thế nào làm sằng làm bậy đều có thể, nhưng liền không thể phản chấm, chỉ thế thôi. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, nhị hoàng tử phun ra một hơi thật dài, thật sâu cúi thấp đầu. Thái tử cũng là trong mắt tinh quang nhấp nháy, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Phụ hoàng, không biết ngài muốn xử trí như thế nào nhị ca? Lúc này, bàn tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào chố mắt nhìn, nhìn về phía hoàng đế. Chỉ có nhị hoàng tử một mực cúi đầu, tựa hồ đã không quan tâm đây hết thảy. Chăm chú chằm chằm hắn rất lâu, hoàng đế bất giác thở dài một hơi, thản nhiên nói, người tới, đem nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng đánh vào địa lao, muôn đời không được ra. Thân thể chấn động, nhị hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía hoàng đế, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngỗ nghịch phản phía trên, mất đầu chi tội, sao lại thế? Hổ dữ không ăn thịt con, người có thể vì hoàng vị muốn chấm tánh mạng. Nhưng chấm nhưng là tìm không ra mảy may lý do, sát hại chính mình nhi tử. Đi xuống đi, tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, hoàng đế ria mép khẽ nhúc nhích, mỉm cười lấy khoát khoát tay, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nhị hoàng tử hai mắt đỏ bừng, bị tiến đến thị vệ mang xuống, một câu cũng không nói, nhưng là cái mũi đã chua xót. Bàn tử cùng Vĩnh Ninh liếc nhau, đều là lộ ra vẻ mặt vui vẻ, chỉ có thái tử. Trên mặt tuy nhiên đồng dạng mừng rỡ, nhưng là hoàng đế có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra, phần kia thật sâu không cam lòng. Thái tử, vì quân giả, lòng giả cái kia rộng lớn, hắn đã cản không ngươi đường. Tựa hồ là cảnh cáo, lại tựa hồ là răn dạy, hoàng đế vung phất ống tay áo, để mọi người lui ra, nhưng gần lại ném cho hắn một câu nói như vậy. Thái tử thân thể chấn động, sắc mặt âm trầm, cúi đầu lui xuống đi. Đi qua một đêm ồn ào, sáng sớm ngày thứ hai, thành vệ quân đã các tổ chức, cuồn cuộn sóng ngầm đế đô, tựa hồ lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Gia Cát Trường Phong một đám trọng thần tại trong phủ thừa tướng thủ một đêm, chỉ còn chờ bên kia tin tức truyền đến. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, đi vào Gia Cát Trường Phong trước mặt, cúi đầu thì thầm vài câu. Gia Cát Trường Phong mí mắt lắc một cái, trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Khóe miệng lộ ra một đạo không hiểu ý cười. Thừa tướng đại nhân, tình huống như thế nào? Minh bộ thị lang dương mắt nhìn lên, lo lắng lên tiếng. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Gia Cát Trường Phong khinh thường nói, quả nhiên là sắp thành lại bại, nhị hoàng tử cùng bệ hạ so ra, chung quy là kém một mảng lớn a. Có điều, thế mà, Gia Cát Trường Phong lời nói xoay chuyển, nhưng lại là lóe qua vẻ hưng phấn khuôn mặt. Cười to lên, trải qua vị này nhị hoàng tử nháo trò, lão phu ngược lại là lấy ra bệ hạ mạch lạc. Hắn, quả nhiên là tại bầy không thành kế. Bên người trừ quỷ ảnh vệ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có chút tàn binh bại tướng, không đủ gây sợ. Minh bộ thị lang nghe xong, trong mắt bất giác sáng lên, thử dò xét nói như vậy. Chúng ta có thể. Đương nhiên. Cười lạnh, Gia Cát Trường Phong đã là trí tuệ vững vàng, kiên định nói. Xem ra bây giờ lão đầu tử thật là được ăn cả ngã về không, đem tất cả chiến lực dùng cho đối phó hướng ra ngoài cái kia hai nhóm thế lực, chính mình thì ngồi vững trong triều, lừa gạt chúng ta. Thế nhưng là hắn chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn cái này ra không thành kế, sẽ bị chính mình bảo bối nhi tử cho phá. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, chúng ta như lại do dự không tiến, chẳng phải lãng phí cái này thiên công vẻ đẹp. Ha ha ha, thị lang đại nhân. Chúng ta người có thể động, một tuần bên trong, cầm xuống hoàng thành. Trong mắt lóe lên dạng dỡ tinh quang, Gia Cát Trường Phong chăm chú một nắm quyền,
bình tĩnh lên tiếng. Minh Bộ Thị Lang liền ôm quyền, khom người lĩnh mệnh, còn lại người chờ cũng tất cả đều bái phục xuống tới, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thay đổi triều đại thời gian, rốt cục tới. Một phương diện khác, nhị hoàng tử đế đô phản loạn tin tức, rất nhanh liền truyền đi, bất quá 3 ngày, liền đi đến thân ở 10.000 dặm xa Độc Cô Chiến Thiên trong tai. Bất giác sợ hãi cả kinh, Độc Cô Chiến Thiên trong lòng khẩn trương, lúc này liền muốn hồi triều hộ giá, thế nhưng là còn không đợi hắn nhổ trại trở về. Một đạo bóng người màu vàng lại là đột nhiên xuất hiện tại Độc Cô Đại Doanh ngoài cửa, trong tay còn cầm lấy một đạo màu vàng tơ lụa, trên viết thánh chỉ 2 chữ. Độc Cô Chiến Thiên nhìn thấy, không khỏi lập tức mang theo tứ hổ đi ra ngoài nghênh đón, bái phục lĩnh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Độc Cô Lão Nguyên Soái phụng mệnh tiêu diệt tặc, làm tận hết chức vụ, thẳng tiến không lùi. Nếu không có tất công, không được trở về, khâm thử. Cái kia truyền chỉ người cũng là thần chiếu cao thủ, rất rõ ràng là hoàng đế bên người bây giờ số lượng không nhiều trọng yếu hộ vệ. Giờ này khắc này, đem hắn phái ra, cũng chứng minh đạo này ý chỉ trọng yếu bực nào, cần phải nhanh một chút truyền đạt. Độc Cô Chiến Thiên trầm ngâm một trận, đưa tay đem hoàng quyền tiếp nhận, hô lớn nói, tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp lấy mới lại nhìn về phía người kia, một mặt ngưng trọng nói, bệ hạ chỗ đó. Không có sao chứ. Độc Cô Lão Nguyên Soái yên tâm, hết thảy đều bình yên vô sự, nhị hoàng tử phản loạn rất nhanh liền bị trấn áp. Người kia không sai gật đầu, cười nói. Thở sâu, Độc Cô Chiến Thiên vẫn còn có chút lo lắng, một mặt ưu tư nói, nhưng là cứ như vậy, bên cạnh bệ hạ hộ vệ thì tất cả đều bại lộ, ta sợ. Nói đến đây, Độc Cô Chiến Thiên không lại nói đi xuống, chỉ có cái kia sâu cau mày cùng mặt mũi tràn đầy sầu tư lộ rõ trên mặt. Minh bạch hắn sầu lo, người kia không khỏi trịnh trọng ôm một cái quyền, kính phục nói, Độc Cô Lão Nguyên Soái quả nhiên trung quân thể quốc, tại hạ bội phục. Nói thật, bên cạnh bệ hạ hộ vệ, xác thực không thể lạc quan. Nhưng là bệ hạ thánh chỉ ngài cũng nhìn đến, ngài là tuyệt đối không thể trở về. Nếu không, hẳn là kháng chỉ đại tội. Ai, bệ hạ đây thật là đập nồi dìm thuyền a. Là còn thiên vũ một cái an bình, ngay cả mình an nguy đều có thể đặt một bên. Phun ra một hơi thật dài, Độc Cô Chiến Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người kia gặp, cũng là một mặt ngưng trọng khẽ gật đầu, im lặng không nói. Thật lâu, hai người mới ôm quyền xua tan, chờ cái kia thần chiếu cao thủ rời đi, Độc Cô Chiến Thiên trong tay cầm phần này hơi mỏng hoàng quyền, bất giác chịu nặng. Hoàng đế ý tứ hắn hiểu được, hoàng đế chính là sợ hắn biết hoàng thành ra chuyện, sẽ nóng nảy bận bịu hoàng hồi viên, mới đặc phái thần chiếu cao thủ đến truyền chỉ. Bằng không hắn cái này đại quân đến một lần, chậm trễ thời gian, nói không chừng Trác Phàm cùng đế vương môn đã sớm đánh xong, thậm chí còn có thời gian khôi phục nguyên khí một trận, hắn đi cũng vô dụng, nhiều lắm là liều cái lưỡng bại câu thương, còn vì ngoại nhân lên án, được trả bằng mất. Minh bạch hoàng đế khổ tâm, Độc Cô Chiến Thiên trong lòng càng thêm cảm động, lập tức triệu tập nhân mã, nhổ trại xuất phát, tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá hắn lần này hành quân tốc độ lại là đầy rất nhiều, để phòng ngừa đế đô thật ra chuyện lời nói, hắn còn có thể tới kịp hồi viên, cần vương cứu giá. Cùng một thời gian, một tòa sâu không thấy đáy hạp cốc hai bên, Lạc Gia một phái cùng đế vương môn một phái sớm đã chuẩn bị chờ lệnh, phân biệt tọa lạc tại trên một đỉnh núi, lẫn nhau đối mặt, đầy mắt đều là địch ý. Vốn là hai nhà đồng thời phát xuất chiến sách, muốn thảo phạt đối phương. Lại không dám tùy tiện nhập đối phương lãnh địa, sợ chúng địch nhân bẫy dập. Nhưng là thời gian cấp bách, bọn họ còn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó song phương liền hiệp định, đi tới nơi này ưng sầu giản, quang minh lỗi lạc nhất quyết thư hùng. Mà giờ này khắc này, Lạc Gia một phương này, trừ Trác Phàm cùng các vị thần chiếu trưởng lão ngoài ra, chính là Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long các cao thủ. Bọn họ đều là bị đế vương môn hủy nhà diệt tộc người, nhìn về phía đối diện ánh mắt hận không thể cắn thịt, uống máu, hoàn toàn là trần trụi cừu hận. Đế vương môn bên này cũng giống vậy, trừ đế vương môn cao thủ bên ngoài, còn có U Minh Cốc, Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm 3 nhà, bọn họ cùng đối diện Tiềm Long các 3 nhà tâm tình là một dạng một dạng. Dù sao, Trác Phàm đối gia tộc bọn họ làm tuyệt hơn, giết người đào mộ, một tên cũng không để lại. Cho nên bọn họ đối Trác Phàm oán hận,
cũng không chỉ là đời này cửu oán, liền tổ tông tám đời cửu oán đều tụ tập cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm Trác Phàm trong đôi mắt, đã sớm đỏ muốn thấm ra máu. Thế nhưng là song phương đứng lặng ở đây mấy chục ngày, lại tất cả đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, lại như là ngầm hiểu lẫn nhau đồng dạng, không có một cái nào quyết định động thủ trước. Điều này không khỏi làm song phương kẻ thù, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận đến thẳng dậm chân. Nhưng là không có cách, Hoa Vũ Lâu bọn họ bên này là Trác Phàm làm chủ, U Minh Cốc bọn họ bên kia là Đế Vương Môn dẫn đầu. Song phương lão đại đều không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể bồi tiếp làm như vậy chờ lấy. Trác quản gia, chúng ta cái này đã rằng co hơn 10 ngày, không biết ngài muốn khi nào mới sẽ động thủ. Mỗ mỗ chờ đến hơi không kiên nhẫn, không khỏi vội vàng đi vào Trác Phàm bên người, mười mấy ngày nay đến lần thứ 10 thúc giục nói. Còn lại mấy nhà cũng là liên tục gật đầu, theo thúc giục. Thế nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ một bộ không nóng nảy bộ dáng, nằm tại một cái ghế nằm, hơi khép hai mắt, du du nhiên địa khoát tay một cái nói, không nóng nảy, còn không phải lúc, lại đợi một lát. Còn chờ, lại chờ chúng ta thì đều biến thành hòn vọng phu, mẫu đơn lâu chủ một quyệt miệng, oán hận lên tiếng. Trác Phàm nhưng như cũ một mặt không quan tâm bộ dáng, nằm tại trên ghế xích đu, yên ổn lắc lư. Đồng dạng tình cảnh, cũng phát sinh ở Đế Vương Môn bên kia, U Vạn Sơn bọn họ sớm đã là gấp không thể chờ muốn đánh, lấy báo hủy nhà diệt tộc mối thù, thế nhưng là Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường nhưng như cũ đẩy kéo lấy bất động. Cái này không khỏi cũng để bọn hắn như trên lò lửa con thỏ một dạng, nhịn không được nhảy tới nhảy lui. Vù vù. Đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Hai đạo ngọc giản gần như đồng thời bay về phía hai đại trận doanh. Trác Phàm đưa tay vừa tiếp xúc với, đem ngọc giản kia thu vào trong lòng bàn tay, chìm vào tâm thần, ngó nhìn bên trong nội dung. Lãnh Vô Thường cũng là đem ngọc giản kia đầu trước người, yên tĩnh suy nghĩ. Rất nhanh, hai người tuy nhiên ngăn cách một đạo rãnh trời, thân ở hai đại trận doanh, lại là đồng thời mở ra song đồng, cười to lên, ha ha ha. Rốt cục có động tĩnh. Làm sao, mỗ mỗ sững sờ, hỏi. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm lúc này đứng dậy, đi ra ngoài, hét lớn lên tiếng, truyền lệnh xuống, cùng một chỗ cùng lão tử đi, chúng ta khai chiến. Cái gì? Không khỏi sững sờ, mọi người liếc nhìn nhau, đều có chút rất là kỳ lạ. Làm sao vừa mới hắn còn nói đợi thêm một chút, hiện tại liền trực tiếp muốn khai chiến. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nhưng là biết có thể lập tức khai chiến, tất cả mọi người vẫn là tương đương hưng phấn, vội vã theo phía trước đi, bắt chuyện nhân mã, cùng một chỗ hướng ngày đó hố đi đến. Chỉ một thoáng, từng bầy ngang dọc thiên vũ cao thủ, một mảnh đen kịt hướng cái kia khe sâu đi đến, như mây đen đồng dạng. Đồng loạt, đè tới, xa xa nhìn về phía ngoài ngàn mét một bên khác đỉnh núi. Mà chỗ đó... Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường cũng mang theo người trong nhà lập tức đến. Xa xa liếc nhau, Trác Phàm, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường ba người, bất giác cùng nhau cười lớn một tiếng, chỉ là tiếng cười kia bên trong lại là tràn ngập lạnh lẽo chi tình. Ha ha ha, rốt cục đợi đến một ngày này, có thể thanh thản ổn định, thống thống khoái khoái đem bọn ngươi tiêu diệt. Trác Phàm, ngươi là thời điểm còn nhi tử ta mệnh đến. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng. Âm thanh chấn thương khung, Trác Phàm lại là khinh thường bĩu môi, khinh bỉ nói, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cái này muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Lãnh Vô Thường nhìn thấy, bất giác nhẹ lay động quạt lông, khoát khoát tay cười nói, môn chủ, Trác quản gia, ngày bình thường hai nhà chúng ta thế thành nước lửa, ai cũng muốn giết chết đối phương, đáng tiếc cản tay quá nhiều. Khó được lần này, nhị hoàng tử tại đế đô dẫn phát đại loạn, độc cô đại quân tuy nhiên vẫn tại động, cũng đã chậm dần. Không bao lâu, đợi ra các thừa tướng hành động về sau, đoán chừng hắn cũng muốn lui về. Chỉ để lại hai nhà chúng ta, có thể không hề cố kỵ đại sát tứ phương, há không thoải mái. Làm gì ở đây đổ xính miệng lưỡi chi tranh? Theo ta thấy đến, chúng ta mau chóng đoạn ân oán, sau cùng người thắng, tự nhiên có quyền lực tiếp tục tranh bá thiên hạ. Mà bại người, liền trở thành người thắng bàn đạp A, không oán không hối. Tốt một cái không oán không hối. Thống khoái. Không khỏi khen lớn một tiếng, Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười to, nghĩ không ra Lãnh tiên sinh cũng là phóng khoáng người,
cái kia cũng không có cái gì nói, tất cả mọi người đã bày xuống trận thức, như không đại sát tứ phương, còn có thể làm gì? Ngày xưa chúng ta có bao nhiêu ân oán cũng không đáng kể, mấu chốt là sau trận chiến này, ai có thể tiếp tục đứng ở nhân gian? Hoàng phủ môn chủ, ngươi cứ nói đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng phủ Thiên Nguyên cũng là lãng cười ra tiếng, ha ha ha. Nói đúng, thiên hạ ân oán, bất quá tranh quyền đoạt lợi, mạnh được yếu thua. Có thể lập khắp thiên hạ chi đỉnh người, như thế nào lại quan tâm điểm ấy tiểu ân tiểu oán niệm? Trác Phàm, ngươi cũng coi như nhất phương kiêu hùng. Hôm nay bản môn chủ cùng ngươi làm thiên hạ chi tranh, thực cảm giác thực sự tự hào. Mối thù giết con, đã không quan trọng. Đối với đem thiên hạ đại thế thả trong lòng bá chủ, còn quan tâm điểm ấy sao? Như vậy Hoàng phủ môn chủ, đến tiếp xuống chúng ta cái kia. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm cười lạnh. Nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, Hoàng phủ Thiên Nguyên đồng dạng lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó hai người gần như đồng thời giống to lên tiếng, khai chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.